Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 126. Với vết thương của Tù thì hôm nay chết chắc, chết trong tay Lý Vân Tiêu đúng là bớt khổ nhiều. Chỉ tiếc long hồn của Tù e rằng đã. Sắc mặt Giận Vũ hơi khó coi, lắc đầu nói. Nghịch tử tâm kế rất sâu, sẽ không dễ dàng cho Lý Vân Tiêu chiếm lợi. Cấm chế Hải Thần Điện bị phá hơn phân nửa liên quan bọn họ tranh chấp. Long hồn thì ta nghĩ chưa chắc Lý Vân Tiêu dễ dàng chiếm được. Long thủ nói. Đại nhân nói chí phải, với lòng kiêu ngạo của long tộc thì dù tự bạo hồn phách cũng không dễ dàng bị người khuất phục làm đồ bổ cho người khác. Giận Vũ gật đầu, mắt hấp háy tia sáng. Chỉ mong là vậy, mong rằng trước khi chết nghịch tử giữ lại chút tôn nghiêm của long tộc ta. Hừ, chết thảm trong tay nhân loại, mặt toàn long tộc bị hắn làm mất hết. Ánh sáng đen phá giới và nhiều hải tộc công kích tạc hải chi xâm lâm lỗ chỗ, hoàn toàn không ra hình dạng. Hải thần điện rung bần bật bắt đầu tan rã. Những khớp nối cấu thành đại điện từng cái hóa thành ánh sáng vàng bay ngược. Cả thần điện như bị phóng to gấp mấy chục, trăm lần. Không gian hải chi xâm lâm bị ánh sáng thần điện đè xuống nỏ cái bùm. Tất cả nguyên tố biển, đất, tê không đều vỡ nát. Trong đáy biển, một kim điện mông lung hiện ra đè ép ngàn vạn dặm nhìn thấy cuối. Nhưng cung điện này toàn do ánh sáng vàng trong suốt ngưng tụ ra, ngăn cách với nước biển. Tộc Thâm Uyên, các bộ tộc hải tộc bị hư quang thần điện bao phủ. Giờ phút này người hai phe đụng mặt nhau, trợn tròn mắt nhìn, ghét nhau xia đắng. Trong hư quang đại điện hiếm khi tĩnh lặng lại, mọi người nín thở nhìn nhau. Giận Vũ kinh kêu. Thần điện hư hóa, ha ha ha, xem ra hải thần điện chỉ có thế là cùng. Lý Vân Tiêu lườm Giận Vũ. Hải thần điện như thế nào liên quan gì ngươi? Lo cho chính mình đi. Ngươi! Giận Vũ nổi giận nói. Ta không đấu võ mồm với ngươi, dù sao hôm nay các ngươi để ắp hải chết. Giận Vũ đảo tròng mắt quá to. Nghịch tử của ta đâu? Ba Mộc thở dài. Tù đã hồn hóa ngàn vạn, quay về thiên địa. Hồn hóa ngàn vạn. Giận Vũ vừa kinh vừa giận mắng. Nghịch tử này quả nhiên ích kỷ cực đoan, thà chết cũng không chịu để lại long hồn. Giận Vũ ta cả đời kiêu hùng sao sinh ra nhi tử bại hoại như vậy. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi trán, ngượng ngùng nói. Tuy mặt mũi không phải thứ rất quý giá nhưng đôi lúc nên giữ đi. Giận Vũ cười khẩy nói. Lý Vân Tiêu, tuy ngươi nhiều lần bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa. Dù lúc này thì ta vẫn nguyện ý cho ngươi cơ hội. Lý Vân Tiêu hỏi. À, cơ hội gì? Giận Vũ giơ ba ngón tay. Ba điều kiện. Một, để đoan Mộc Hữu Ngọc lại. Hai, để lại pháp thân của nghịch tử đó. Ba, để lại thiên phượng chân huyết. Vậy là ngươi sẽ sống. Lý Vân Tiêu thử thăm dò. Ta rất tò mò, ngươi muốn Ngọc Công Tử suy tính cái gì cho ngươi? Giận Vũ biến sắc mặt nạt lớn. Cái này thì ngươi không cần quan tâm. Dường như Giận Vũ hết sức kiêng kỵ vấn đề này. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Chỉ để lại pháp thân được không? Giận Vũ cười lạnh nói. Đương nhiên không. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Vậy hết cách, chiến đi. Tiếng sấm vang, lòng bàn tay Lý Vân Tiêu bắn ra tia chớp to vọt lên cao. Bầu trời nổ cái bùm biến thành muôn vàn điện xà đánh hướng bộ tộc tứ hải đầy trời. Giận Vũ tức giận quát. Chết tiệt, giết. Giận Vũ hét to ra lệnh. Dự bắt sống Đoan Mộc Hữu Ngọc ra còn lại giết hết. Bộ tộc tứ hải sát khí ầm ầm, gióng trống rung trời, sĩ khí cao vút. Nhưng vừa mới vận chuyển nguyên công chuẩn bị lao xuống giết thì gặp lô ỉa đầy trời ập đến. Ầm 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 ầm. Một luồng lôi quang đánh vào các bộ tộc, xuyên qua. Hư không tràn đầy khe nứt. A, a, nhiều hải tộc không né kịp bị nổ nát thành bột phấn. Trong phút chốc máu tanh tràn ngập, trên bầu trời toàn là máu và thịt vụn như mưa rơi xuống. Đôi mắt Lý Vân Tiêu biến màu kỳ dị, sát khí tuôn ra. Lý Vân Tiêu quát to. Hết thảy theo kế hoạch, hành động. Lý Vân Tiêu xung phong nhảy vọt lên hóa thành lôi quang bay lên trời trực tiếp hóa thành lôi thần, trừng mắt nhìn bộ tộc tứ hải. Quảng. Khâm, Thuận, Nhuận, hôm nay thế cục đến đây, những thị phi ân oán trước kia đều thành số không, chỉ còn lại cuộc chiến sinh tử. Ánh sáng đen phá rơi bắn xuống dưới như sông đổ, rộng mỡ vài trường. Hai tay Lý Vân Tiêu khép lại, lôi quang đầy trời tụ lại ngưng thành lôi trưởng siêu to vỗ tới. Ầm 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 ầm.
ánh sáng phá giới bị trưởng vỗ nát hóa thành vô số tia sáng đen nhỏ tan tác tứ phía. Cùng lúc đó, Lý Vân Tiêu một tay bắt ấn, lôi tinh hoàn tản ra quanh thân. Nhiều tia chớp kêu đi đùng đầy trời, uy phong lẫm lẫm như thần linh hàng thế. Các hải tộc kinh sợ. Quảng Hiền, Quảng Nguyên, Nhuận Hải, Nhuận Lung, Khâm Minh đều có ân oán thị phi với Lý Vân Tiêu. Nhưng đã cách biệt nhiều năm, cộng với Lý Vân Tiêu nổi tiếng nên bọn họ sớm không có lòng báo thù. Quảng Hiền trầm giọng nói. Chân Long đại nhân có lệnh, tứ tộc ta cũng là thân bất do kỷ. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Ta không trách các ngươi, chỉ là lập trường khác nhau, các vị cũng đừng trách ta. Long thủ cầm kiếm xông lên quát to. Đừng nói nhảm với hắn làm gì, người này dẻo mồm dẻo miệng, chúng ta không nói lại hắn. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói. Ha ha ha, nói như thể ngươi đánh thì thắng vậy. Mắt Long thủ bắn ra tia sáng lạnh. Không thử sao biết, các vị đừng sợ, lúc trước luân phiên chém giết Lý Vân Tiêu đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Vân Tiêu cười thầm trong bụng, hắn cười phá lên. Ha ha ha, Quảng Pháp, ngươi đang gạt người hay lừa mình vậy? Có giỏi thì tự lên chịu chết đi. Giận Vũ nói. Đừng bị hắn kích thích, bình tĩnh lại. Chúng ta người đông thế mạnh, bọn họ chết chắc. Hi hi, phu quân đừng giành đối thủ với ta. Trong lôi quang đầy trời một áng mây đỏ tản ra, Phi Nghê hiện hình. Phi Nghê đi hướng Giận Vũ và Long Thủ. Đối thủ của hai vị là ta. Chân Long đại nhân, người muốn thiên phượng chân vĩ linh, thiên phượng chân huyết đều ở trên người của ta, mau đến lấy đi. Người Phi Nghê phát ra lực lượng chân hỏa, phượng nguyên cường đại ập đến. Giận Vũ, Long Thủ hết hồn, không kiềm được thụt lùi. Giận Vũ kinh kêu. Yếu Ly huynh. Phong Yếu Ly nắm chặt lãnh kiếm băng xương bay nhanh tới. Giận Vũ huynh, bản quân đi ổn định Đoan Mộc Hữu Ngọc kia trước, còn Giận Vũ huynh hãy phái thêm người bắt giữ hắn. Tuy Phong Yếu Ly lập tâm thề không khó xử Đoan Mộc Hữu Ngọc nữa nhưng chờ khử hết chướng ngại vật xung quanh. Tùy tiện phái một cường giả xuống là có thể bắt giữ Đoan Mộc Hữu Ngọc. Giận Vũ tức giận chửi tục, nếu không phải tình hình không đúng thì gã rất muốn quay đầu giết Phong Yếu Ly trước. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Họa đấu chân thân sao? Mặc kệ ngươi là ai, dám đoạt xá thân thể cường giả yêu tộc ta thì hôm nay ở lại đi. Bóng người áo đỏ vụt qua trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc. Mạch Mặc trường bào đỏ thấm tay cầm trường thương đứng thẳng. Mũi thương cắt không khí mang theo hơi lạnh chỉ vào Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly quát tháo. Tiểu yêu từ đâu ra, cút cho ngô. Tuy khí thế của Mạch không yếu nhưng Phong Yếu Ly không thèm để vào mắt, lãnh kiếm băng xương chém, khí lạnh vô biên chút xuống. Ánh mắt Mạch đầy giật mình, nhát kiếm mạnh mẽ không khiến gã bất ngờ nhưng bảo kiếm sắc bén vượt dự tính. Rầm. Chiến thương múa mấy thương hoa lại bị kiếm quang chém nát, người Mạch thủng một lỗ. Mạch nhướng mày, Phong Yếu Ly lao lên, kiếm lạnh lại chém xuống. Bùm bùm. Mạch giơ thương tiến lên nghênh đón. Mấy kích qua đi chấn ra vô số vòng sáng. Mạch không dám dùng thân thương trực tiếp cứng đối cứng, một tầng sáng đỏ máu bao phủ toàn bộ thương để bảo vệ chiến thương. Dù vậy thương vẫn bị chém nứt vài cái. Mạch bực bội nhíu mày. Đây là kiếm gì? Phong Yếu Ly không ngừng tăng nhanh kiếm thế. Kiếm lấy mạng của ngươi. Mỗi chiêu chém xuống là dốc hết sức ra, vì Phong Yếu Ly phát hiện Mạch không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong lòng thầm sốt ruột. Bùm! Vài giây qua đi hai người đã đấu mấy trăm chiêu, trong phạm vi trăm trượng toàn là kiếm khí thương ảnh. Chiến thương của Mạch rốt cuộc chống đỡ hết nổi gãy ngang. Ha ha ha! Phong Yếu Ly mừng như điên, kiếm khí càng mãnh liệt như núi cao đập xuống. Mạch cao có liên tục thụt lùi. Đột nhiên hai luồng sáng bay nhanh đến bắn hướng Mạch. Cho ngươi hai binh khí. Người nói chuyện là Lý Vân Tiêu, hắn đang giằng co với bộ tộc Tứ Hải, mắt thấy Mạch vì mất vũ khí mà bị đẩy vào thế yếu nên vung tay ném hai món binh khí. Mạch vừa né tránh vừa giơ hai tay chộp, sửng sốt. Hai món binh khí một cái là khoát kiếm, đại khai đại hợp, có long văn hiển hiện. Cái khác là vòng sắt, tạo cảm giác khí lạnh khiếp người, có trận quang lấp lóe. Mạch biết đây là binh khí bạc vũ kình, lòng mừng rỡ. Cổ Trần đại kiếm giơ lên, yêu lực rót vào trong, có ngọc long hiện ra bay vào lực lượng thế giới của Tuyết Chi Quốc. Ầm 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 ầm. Hai binh khí va chạm nhau bắn ra kiếm quang cường đại, từng vòng khuếch tán. Mạch cảm thấy kiếm khí đè người, buộc gã liên tục thụt lùi.
nhưng so với trước kia chỉ có thể né tránh thì tốt hơn nhiều. Lúc trước Mạch thói quen hai tay cầm binh khí, cốt lân song nhẫn đổi thành cổ trần và minh luân tuy hơi quái dị, khó chịu nhưng tốt hơn chiến thương. Xoẹt! Minh luân xoay chém qua, hư không trong đại điện bị cá rời ra. Tuy cơ thể phong yếu ly to lớn nhưng rất nhanh nhẹn, phát hiện sắc bén nguy hiểm thì lắc mình né tránh. Ngay sau đó phong yếu ly hiện hình cách hơn 10 trượng, sắc mặt âm trầm, ngực bốc cháy lửa giận. Đôi sừng trên trán phong yếu ly bắn ra lôi điện kim ngân cuồng kích. Mặt mạch vặn vẹo. Ha ha, không còn ưu thế binh khí thì bổn tọa sợ gì ngươi. Tuy phong yếu ly có họa đấu chân thân nhưng thần thông tộc thương chi của bọn họ không thua kém họa đấu. Trong thời gian này mạch nghiên cứu phản yêu thánh công là thánh công do tộc phản yêu mạnh nhất yêu tộc ngàn vạn năm nay sáng chế ra. Tuy rằng bởi vì chủng tộc khác nhau nên nhiều chỗ mạch khó quán thông, tuy nhiên lĩnh ngộ thần thông, thần đạo thì tiến triển cực nhanh. Phong yếu ly quát to. Trò vặt. Một tay phong yếu ly bắt ấn, ánh sáng vàng lấp lóe trên đầu ngón tay. Lãnh kiếm băng xương vung lên, trừ Khuynh Thế Tuyết quốc ra còn một tầng ý mông lung mờ mịt không thể nghe thấy. Mạch hết hồn vội vàng giơ kiếm đón đánh, bùm một tiếng cánh tay mạch tê dại, bị chấn lùi lại. Phong yếu ly thì khí thế hùng hổ sải bước tiến lên. Khí thế của hai người một mạnh một yếu dần có dấu hiệu thắng thua. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh kêu. Thái sơ chân quyết. Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc giàu lo, dù mạch cố chống chưa thua nhưng có xu hướng yếu thế hơn. Về thực lực thì lúc trước mạch chém giết với thuộc hạ tù đã tiêu hao nhiều, phong yếu ly thì tràn đầy sức lực. Về binh khí, phẩm chất cổ trần và minh luân không bằng lãnh kiếm băng xương, mạch chỉ mới cầm chúng. Phong yếu ly thì tự luyện hóa ra thánh khí, tùy tâm sử dụng. Về thần thông, tuy phản yêu thánh công mạnh nhưng mạch tu tập thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nhiều chỗ không thể dung hội quán thông. Phong yếu ly tu luyện thái sơ chân quyết hơn 10 vạn năm, dù chưa đến đỉnh nhưng đã lô hỏa thuần thanh. Tổng thể tu vi, thân thể, thần thông, binh khí của phong yếu ly hầu như không sơ hở, cường giả có lẽ bình thường chưa chắc làm gì được gã. Phong yếu ly cũng hiểu trong hư cực cảnh đã hiếm có địch thủ, lấy thêm cửu diệu tinh trược, hoàn toàn thấu triệt thái sơ chân quyết là có thể bước vào tạo hóa cảnh, trở thành cường giả hiếm hoi từ xưa đến nay. Nghĩ đến cửu diệu tinh trược ngay trước mắt, đôi mắt phong yếu ly lóe tia hưng phấn và kích động, mạch ngáng đường gã thì hứng chịu sát khí ngút trời. Lý Vân Tiêu cảm nhận lực lượng thái sơ chân quyết, lòng giật mình. Tuy Lý Vân Tiêu mấy lần đánh nhau với phong yếu ly nhưng mỗi lần đối phương điểm đến liền ngừng. Chưa bao giờ có lòng giết chóc thắng thua mãnh liệt đến thế. Phong yếu ly thể hiện ra thực lực cũng là kinh thiên động địa. Lần này rắc rối rồi. Lý Vân Tiêu lập tức phát hiện bố cục của mình sai lầm, hắn đánh giá thấp thực lực phong yếu ly. Giờ phút này mấy cường giả hư cực cảnh khác bay lên trời hội chiến với cự thú đáy biển, chủ thâm uyển. Lý Vân Tiêu quát to. Phi Nghê, nhanh chóng giết Giận Vũ và Long Thủ. Hiện Giận Vũ bị thương rất nặng. Thực lực 10 không còn sót một. Tuy Long Thủ có tu vi thần cảnh nhưng ở trước mặt Phi Nghê thì không đáng một đồng. Phi Nghê giật mình. Vâng. Phi Nghê nghe trong giọng nói Lý Vân Tiêu sốt ruột, nàng vội tấn công Giận Vũ, Long Thủ mãnh liệt hơn. Lý Vân Tiêu đối mặt tộc Tứ Hải, lạnh lùng nói. Các vị, xin lỗi. Kiếm thương Trảm Hồng rút ra chém hướng bộ tộc Tứ Hải. Huynh đệ Đoan Mộc, Thủy Tiên, Hóa Tu, còn có Ba Long. Tổ Á theo sau Lý Vân Tiêu giết hướng bộ tộc Tứ Hải. Hải thần điện lúc này che ngàn vạn dặm màu đất, nóc đâm vào chân trời. Trên bầu trời cao mấy vạn trượng là cuộc chém giết kinh thiên động địa, thỉnh thoảng có sóng khí khủng bố tầng tầng dao động xuống dưới. Lý Vân Tiêu một thanh kiếm cướp đi mấy chục mạng sống, mắt hắn đỏ ngầu. Trong lòng Lý Vân Tiêu cực kỳ bình tĩnh, phân tâm quan sát mấy chiến trường, đặc biệt cường giả kịch chiến trên nóc. Chủ thâm uyên hầu như chưa từng lộ mặt trong lịch sử, không có bất cứ tư liệu, ghi chép nào, nên Lý Vân Tiêu không biết thực lực của người thống trị cửu uyên. Nhưng suy đoán từ lực lượng những cự thú thâm uyên thì chắc chắn cửu uyên đã là tạo hóa cảnh. Nên Lý Vân Tiêu không tiếc bài bố huynh đệ Liêu Gai, hai vị địa yêu, Cố Thanh Thanh và Bàn Nghị, sáu vị cường giả hư cực cảnh cùng nhau bao vây cửu uyên. Thực lực bên ta hơi yếu thì cùng Lý Vân Tiêu giết chó bộ tộc Tứ Hải. Vì phạm vi công kích thần thông của Lý Vân Tiêu rất lớn, dùng để đối phó đàn chủng tộc này vô cùng thích hợp. Kiếm khí và lôi quang tứ răng, ai chắn liền gục. Mấy vị vương tộc Tứ Hải đấu dây lát liền bị Lý Vân Tiêu giết.
nhưng hải tộc thắng ở số đông, mỗi người đều không sợ chết, từng đợt sóng trùng kích toàn dùng thân thịt lấp. Giận Vũ, đồ chết tiệt. Mạch Diết mà thầm run, da đầu tê dại. Dù sao là các mạng sống vô cớ kéo nhau đi chịu chết. Trừ phi trái tim bằng đá, xem vạn vật là con kiến nếu không ai cũng sẽ mềm tai. Tất cả do Giận Vũ gây ra, biết rõ những người này có lên chỉ chịu chết nhưng vẫn dùng mạng lấp đầy. Mặt Lý Vân Tiêu xanh mét phân tâm liếc hướng Giận Vũ, hy vọng Phi Nghê sớm giết gã cho rồi. Cái liếc mắt này làm người Lý Vân Tiêu du nảy hoàn toàn biến sắc mặt. Trong một mảnh long vực Giận Vũ biến ra thân rồng, hai mắt như trâu há mồm máu nuốt long thủ vào bụng. Cảnh tượng này làm Lý Vân Tiêu hết hồn, Phi Nghê ngây ra, vẻ mặt kinh hoàng và ngơ ngẩn. Kỳ dị nhất là long thủ không hề chống cự, khóe môi cong lên nghiền ngấm, trước mắt bao người tự bị nuốt trọn. Quảng Pháp đại nhân, bốn phía giật mình, nhiều hải tộc kinh hoàng. Giận Vũ nuốt long thủ, thiên địa rung động, lực lượng hoàn toàn mới lan tràn trong người gã. Thân hình hư hỏng không chịu nổi nhanh chóng phục hồi lại. Sao có thể như vậy? Mọi người đầu óc ù đặc. Quảng Nguyên trợn mắt há hốc mồm, thần thông ăn thịt người này giống của gã, người bị nuốt là long thủ. Quảng Pháp đại nhân là cường giả tiền bối Đông Hải của Quảng Nguyên thế nhưng bị làm thành chất dinh dưỡng bổ dưỡng. Cảm xúc căm hờn lan tràn trong bộ tộc Tứ Hải. Giận Vũ chậm rãi từ thân rồng biến về hình người, ung dung nói. Các vị đừng hoảng hốt, Quảng Pháp là bổn tọa cũng là Quảng Pháp. Cái gì? Một. Giận Vũ nhìn vẻ mặt giật mình của mọi người, cười khẩy nói. Các đời cường giả chân thủ Long Mộ đều nhận, trái tim, của bổn tọa, Quảng Pháp là thân phận trái tim bổn tọa sống, bây giờ chẳng qua là trở về bản thể. Thì ra là vậy. Tất cả hải tộc bình tĩnh lại, tuy vẫn cảm thấy rất kỳ cục nhưng về mặt tình cảm có thể chấp nhận được. Quảng Nguyên khẽ run hỏi. Chân Long đại nhân, vậy thì Quảng Pháp đại nhân thật sự ở đâu? A. À, Giận Vũ lạnh lùng liếc Quảng Nguyên, dường như gã không thích loại người hỏi nhiều. Quảng Nguyên bị nhìn như rơi vào hầm băng, không kiềm được run rẩy. Giận Vũ hử lạnh một tiếng. Khi Quảng Pháp nhận trái tim bổn tọa thì đã quang vinh trở thành một phần của bổn tọa, người có vừa lòng đáp án này. Dấu lớn. Toàn thân Quảng Nguyên lạnh lẽo gật đầu lia. Vừa lòng, vừa lòng. Mồ hôi ướt người Quảng Nguyên. Nhưng rất nhanh Quảng Nguyên không cần sợ hãi, gã chưa lấy lại tinh thần, bất ngờ không kịp đề phòng bị ba long vỗ một chưởng nát nội tạng mà chết. Giận Vũ biến đổi khiến nhiều phương chú ý. Phong Yếu Ly thầm kinh hoàng, ánh mắt âm trầm hay thay đổi, không biết là vui hay buồn. Ba Mộc luôn ngồi xếp bằng 9H giữa đại điện, trên đài sen pháp hoa. Mắt Ba Mộc hiền từ nhìn, tuy có giật mình nhưng lại thờ ơ. Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ, tuy Ba Mộc luôn là quang thể ngưng tụ nhưng nhìn gã thi triển hải thần điện thì thực lực tuyệt đối không yếu, nếu không lúc trước tù đã chẳng e ngại gã vài phần. Nhưng từ đầu tới cuối không thấy Ba Mộc ra tay, không biết có tính toán gì không hay không cách nào hành động. Giận Vũ nuốt long thủ xong không chỉ vết thương lành mà khí thế cũng lên một bậc. Hai tay Giận Vũ chộp trước người, hai kiếm khí cực kỳ sắc bén xé gió bay tới ngưng tụ thành kiếp lượng vô thủy, chân ngã vô tướng. Hai thanh kiếm thế giới tôn lên nhau, tiếng rồng ngâm vang vọng ngoài 9 tầng mây. Cảm giác này thật tuyệt vời. Giận Vũ thở hắt ra. Ánh mắt sắc bén nhìn xuống dưới, nhanh tranh nói. Ta đến lấy chân nguyên thiên phượng đây. Phi Nghê hừng hực lửa giận, trong mắt long tộc thì tộc thiên phượng bọn họ thậm chí không có tên và giặc điểm, chỉ có chân nguyên sống, thiên tài địa bảo biết nhúc nhích tùy thời chờ bọn họ ngắt lấy. Phi Nghê cười khẩy nói. Giận Vũ ở trong mắt ta là cặn bã, Quảng Pháp cũng vậy. Hai đồ cặn bã gộp lại là rác rưởi. Hai tay Phi Nghê chộp ngưng tụ ra hai đoàn lửa đánh ra. Quát to, hãy để lửa giận thiên phượng thượng cổ đốt rác rưởi nhà ngươi thành cho. Ầm 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 ầm. Ngọn lửa đánh ra từ lòng bàn tay Phi Nghê hóa thành hai vòi rồng trên cao hừng hực ngưng tụ thành phượng hoàng bay lên. Mặt Giận Vũ nanh chanh. A, à, trò vặt, lửa trình độ này dùng để nướng cánh gà sao? Hai tay Giận Vũ cầm kiếm chém trước mặt. Hai thanh kiếm khí như núi cao đè ép trước mắt, ầm vang phát ra thế giới núi lấp biển. Xoẹt. Thiên phượng hóa ảnh bị ché nát, Giận Vũ bay lên thuấn di tới trước mặt Phi Nghê, song kiếm giáng xuống, m. Bùm! Hóa thân Phi Nghê bị chém nát, ánh sáng đỏ chợt lóe, Phi Nghê bay ngược ra mấy trăm trượng, sắc mặt khó coi. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu sốt ruột.
chết tiệt, sao có thể như vậy? Giận Vũ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn lúc ở Vĩnh Sinh chi giới nhiều, Phi Nghê không thắng nổi. Phi Nghê và Mạch thoáng chốc rơi vào cảnh nguy hiểm. Sáu người tộc Thâm Uyên chiến đấu bên ngoài trời không rõ thế nào, nhưng thỉnh thoảng có dao động sóng lớn truyền xuống hiển nhiên cũng rất vất vả. Đám người Ba Long giết đến chết lặng, lòng dạ cứng rắn lên. Như thể trước mắt không còn là sinh mệnh mà trên bầu trời các con rối gỗ, cứ thoải mái xé rách. Ba Long trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu, người mau đi trợ giúp hai người kia, nơi này có chúng ta đủ rồi. Thực lực đám người Ba Long chiếm ưu thế, một số cao thủ khá mạnh bị Lý Vân Tiêu xóa sổ nhưng số lượng hải tộc quá nhiều, liên tục không dứt lấp đầy. Lý Vân Tiêu không yên lòng bọn họ. Các người vào trong trận đi. Lý Vân Tiêu vung đôi tay, lục đinh lục giáp lập tức hóa thành một hàng song song đằng trước. Mỗi khôi lỗi có một cự linh đứng sau lưng, tay cầm quang nhẫn chém tới trước như tường thành màu vàng ngăn bộ tộc tứ hải bên ngoài. Lý Vân Tiêu thở phào xoay người đâm kiếm vào Giận Vũ. Bùm! Giận Vũ quay người hô kiếm đánh vào kiếm thương chảm hồng, Long uy nổ nát kiếm thế đánh bay Lý Vân Tiêu ra ngoài. Lý Vân Tiêu thầm giật mình. Sao mạnh quá vậy? Đánh nhau mới cảm nhận rõ ràng Giận Vũ thay đổi, mỗi nhát kiếm Long uy như sấm sét chấn nhiếp lòng người. Lý Vân Tiêu nhức đầu như búa bổ, lực lượng của hắn không lay động được Long vực của đối phương. Giận Vũ liếc xéo Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Chờ ta giết Thiên Phượng xong sẽ đến ngươi, cướp giới thần bi rồi ta tự làm chủ giới thần bi. Phi Nghê tức giận quát. Nằm mơ. Phi Nghê dồn sức vào đôi tay, một luồng phượng ngâm cửu thiên. Trên bầu trời biến ra hình Thiên Phượng xoay quanh, tiếng kêu to xuyên thấu màng tai chấn vào linh đài thức hải của mọi người, sóng thần dậy. Người bộ tộc tứ hải mặt tái nhợt, một đám quỳ xuống. Lục đinh lục giáp đứng bên trên đại điện như một trận tuyến sắp hàng, không chủ động công kích. Người bộ tộc tứ hải quỳ, giết chóc liền ngừng, tiếng hét thảm không dứt bên tai rốt cuộc ngừng lại. Mặt Giận Vũ lạnh băng cười khẩy nói. Vùng vẫy sắp chết. Giận Vũ giơ song kiếm la sau đầu bày một chiêu kiếm thế. Long vực khuếch tán từ người Giận Vũ bắn bốn phương tám hướng bài xích lửa Thiên Phượng. Từ xưa đến nay chân Long Thiên Phượng ngang hàng. Nhưng tại sao chân Long vĩnh viễn đứng trước? Sau lưng Giận Vũ chậm rãi ngưng tụ ra Long ảnh mở mắt trong thời không vũ trụ, nhìn thế gian. Bởi vì Thiên Phượng chỉ là sinh linh trong giới, nương tựa bất tử huyết mạch truyền thừa. Chân Long thiên địa sinh thành, tụ quy tắc trong vũ trụ càn khôn sinh ra, vĩnh viễn ở trên tất cả sinh linh. Đó chỉ là ngươi tự mình tưởng tượng, 10 vạn năm nay là ai bị đánh tơi tả chạy trốn, chỉ có thể gửi hồn Đông Hải. Trong vĩnh sinh chi giới là ai thua thương thích đầy mình, bị ma tộc chiếm cứ thân hình. Phi Nghê cười khẩy nói. Ngươi là con bò sát tội nghiệp 10 vạn năm nay sống trong thế giới mình tưởng tượng. Liên tục thua thảm không khiến ngươi tỉnh táo nhìn lại mình sao? Vậy thì nghênh tiếp ngươi sẽ là lần lượt thua càng thảm hơn. Hiện thực tàn nhẫn sẽ nghiền nát ngươi thành cặn lịch sử. Giận Vũ giống to. Tiện nhân, ngậm miệng. Bồn tọa hiện tại liền dùng kiếm trong tay đưa ngươi vào thùng rác lịch sử. Đôi mắt Giận Vũ bắn ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, song kiếm chém ra ngoài. Thế giới chi kiếm, pháp tắc như nhất. Hai luồng kiếm khí như hỏa long phát ra long uy gầm giống vọt hướng chân trời, chấn vỡ hết thảy ngọn lửa. Mặt Phi Nghê trắng bệch, lòng nổi lên sợ sợ hãi nhưng rất nhanh bài xích ra ngoài. Đôi tay Phi Nghê bắt ấn quát to. Bất tử phượng viêm. Vô số bướm lửa bay quanh người Phi Nghê, Thiên Phượng chân ảnh đập cánh lao vào Long ảnh. Khi hai lực lượng kinh thiên động địa sắp va chạm chợt một luồng sáng đen xẹt qua, một xích sắt đen kéo trong không trung. Thanh âm trống rỗng, cô tịch, xa xưa như không thuộc về giới này, rất đột ngột. A át phản sát, tam thiên thế giới. Xích sắt nhoáng một cái, bóng đen dao động trên dưới phát ra từng vòng sáng đen chói hai kiếm khí hóa long. Giữa chân Long và Thiên Phượng sừng sững một chân ma cự ảnh, một tay bắt ấn. Lý Vân Tiêu ở trong cự ảnh này cố gắng giữ ấn quyết, cơ thể run bần bật vì dùng sức quá độ, trán toát mồ hôi ròng ròng. Lực lượng ma nguyên khuếch tán từ xích sắt như một giọt mực đen nhỏ vào trong nước, vết mực ngày càng lớn. Ba Mộc biến sắc mặt, đáy mắt lóe tia kinh sợ. Bùm! Ba lực lượng đụng vào nhau như mặt trời nổ tung, chính giữa năng lượng khủng bố mắt thường không thể thấy. Nhiều hải tộc kinh hoàng nhìn, cảm giác đôi mắt mù lòa, hoàn toàn mất chi giác, ép.
sau đó là dao động năng lượng phô thiên cái địa cuốn nhẹ ỉu bộ tộc tứ hải vào, hóa thành cho bụi. Ánh sáng chói lòa chấn động trong ảo ảnh đại điện, một chùm sáng bắn lên trời đánh vào khu trời vũ trụ. Hải thần điện vốn chỉ là ảo ảnh giờ bị lực lượng trùng kích thì lung lay. Ba Mộc biến sắc mặt, hai tay không ngừng bắt ấn. Đại điện ánh sáng vàng ảo dần tan biến, chậm rãi ẩn vào hư không. Nguyên hải chi xâm lâm hoàn toàn bị lực lượng này nổ nát. Chỗ tứ hải giao nhau vạn giọt nước bốc hơi. Nước biển trong phạm vi mấy ngàn dặm bị bốc hơi khô, khoảng chân không to lớn. Phong yếu ly, mạch ngừng đánh nhau trước lực lượng này. Mạch biểu tình cực kỳ khó xem, bị phong yếu ly giết chật vật không chịu nổi. Mạch lắc người xuất hiện trên bầu trời đám, hải tộc bị nghiền nát, gã thi triển huyết thuật. Trong phạm vi lĩnh vực của mạch trong không khí hiện ra các hạt châu nhỏ màu đỏ máu chậm rãi tụ tập. Toàn bộ tinh anh trong tứ hải chết đi, máu sinh linh quy mô lớn thế này là thuốc siêu bổ cho mạch. Lực lượng khủng bố trùng kích kéo dài không dứt, mãi không tán đi. Ba người bị trùng kích cuốn vào rơi trong nước lũ không gian, tất cả biến mất. Phong yếu ly hoàn toàn biến sắc mặt, gã biết đây là loạn tượng không gian tạm thời, chứng minh ba người bị thương khá nặng, nếu không loạn tượng trình độ này không đủ kéo bọn họ chìm vào. Chấn động khủng bố thế này mà lục đinh lục giáp vẫn đứng yên tại chỗ giữ vững trận tuyến, chặn lại phần lớn dao động. Lục đinh lục giáp vẫn đang vận chuyển là biết Lý Vân Tiêu không sao, mọi người nhẹ lòng. Không biết Phi Nghê như thế nào. Chắc nhìn khu chân không khủng bố, nếu mới rồi đòn công kích đó nhằm vào gã, bị cuốn vào trong đó thì tưởng tượng thôi đã ra đầu tê dại. Phong yếu ly chẳng lo được nhiều, gã thuấn di đến trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc vươn tay ra quát. Cửu Diệu tinh trưởng, đưa đây. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười gian. Không cho thì sao, ngươi không thể khó xử ta. Phong yếu ly lạnh lùng cười. Đúng là Ngô không thể làm khó dễ ngươi nhưng có thể làm khó bọn họ. Kiếm ảnh lãnh kiếm băng xương xẹt qua, Tổ Á đứng gần đó không kịp phản ứng đã bị chém thành hai khúc. A! À, Tổ Á thúc thúc. Thủy Tiên ngây nửa ngày mới phản ứng lại hét to, gào khóc nhào vào nửa khúc mình Tổ Á khóc lớn. Hu hu hu, Tổ Á thúc thúc tại sao bị chém thành hai khúc, hu hu hu. Ba Long tức ngực ói nhiều máu, mặt tái nhợt. Tổ Á vừa là thuộc hạ vừa là bằng hữu với Ba Long. Nhiều năm qua trong Hải Hoàng Điện hiếm có dấu chân người, trừ một ít người hầu ra chỉ có Tổ Á làm bạn bên Ba Long. Giờ Ba Long không kịp chuẩn bị tâm lý, Tổ Á đã bị người chặt đứt mình chết trước mắt gã. Tinh thần Ba Long hỗn loạn như bị tảng đá to đập vào tim, cực kỳ bi thương căm hận. Phong yếu ly liếc ánh mắt giận dữ của Ba Long, mỉm ia. Chỉ có kẻ yếu mới có thù hận, cường giả thì đã trực tiếp ra tay rồi. Ba Long vô cùng hối hận, gã hối hận mình mấy năm này đổi phế. Nước mắt nấn ná quanh hốc mắt Ba Long, làm vương giả tứ hải nhưng gã bất lực bằng hữu bị giết trước mắt. Nhục nhã và hối hận đan xen nỏng lòng Ba Long, gã hét to xông tới. Bùm! Không có gì bất ngờ, Phong yếu ly nhẹ nhàng một đấm đánh bay Ba Long té xuống đất. Thủy Tiên khóc to lao hướng Ba Long. Phụ thân, Đoan Mộc Hữu Ngọc giận run. Ngươi, Phong yếu ly vung kiếm thế chỉ hướng phụ nữ Thủy Tiên, Đoan Mộc thương, lạnh lùng nói. Cho hay không, một giây giết một người. Mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc trắng bệch. Mạch quay đầu nhìn, cảnh giác. Những người khác chết chẳng liên quan gì Mạch, nhưng Thủy Tiên là nữ nhân của Lý Vân Tiêu, nếu nàng bị giết thì gã khó ăn nói với hắn. Mạch thầm cầu nguyện Phong yếu ly đừng tấn công. Vì ngàn vạn huyết châu đang tụ tập lại lấp đầy cơ thể gã. Năng lượng này cường đại, sung túc hơn lần ở Ngũ Hà Sơn. Bỏ sót giọt máu tươi nào đều là tổn thất không nhỏ. Đoan Mộc Thương vội la lên. Ca, tuyệt đối không thể cho hắn. Chúng ta chết cũng chẳng đáng tiếc. Huống chi với tính cách của ác ma này dù cho hắn chưa chắc sẽ tha chúng ta. Phong yếu ly nói. Hừ, các ngươi nghĩ xấu cho bản quân vậy sao? Ngô có thể thề miễn là lấy được cửu diệu tinh trưởng thì không bao giờ bị thương các ngươi, xoay người đi ngay, nếu không. Phong yếu ly vung kiếm quang chém hướng phụ nữ Thủy Tiên. Không được. Người Mạch run rẩy định hành động chợt nghe tiếng quát, ánh sáng vàng lóe lên. Rốt cuộc Ba Mộc hành động, bóng sáng chớp mắt tụ tập trước mặt Phong yếu ly, một tay bắt ấn hóa trưởng keng một tiếng chặn kiếm thế lại. Phong yếu ly giật mình kêu lên. Cái gì, ngươi? Phong yếu ly thấy Ba Mộc cứ ngồi im tại chỗ tưởng đâu vô dụng, ai ngờ có thể tay không đỡ kiếm khí của gã.
Tuy nhát kiếm này phòng yếu ly không dùng nhiều công lực. Keng! Ba mộc búng tay, một luồng sáng vàng bắn vào thân kiếm. Phòng yếu ly cảm nhận lực lượng mạnh mẽ chấn động búng kiếm thế của gã bật ra. Phòng yếu ly hết hồn, kinh ngạc hỏi. Sốt cuộc ngươi là ai? Ba mộc ra một chiêu xong biến sắc mặt, dường như có điều gì khó khăn. Ba mộc cắn răng nói. Chủ tuyết chi quốc đừng tổn thương người nữa, nếu không khó tránh hậu quả xấu. Hừ, giả thần giả quỷ. Phòng yếu ly phớt lờ ba mộc, kiếm thế lại vung, lần này không nương tay nữa, thì triển ra 100% lực lượng chém vào ba mộc. Thái sơ chân quyết và lực lượng thế giới tuyết chi quốc hỗ trợ nhau sinh sinh luân chuyển, cường đại không gì sánh bằng. Mạch ở không xa thu nạp ngàn vạn huyết châu, sắc mặt âm trầm nhìn phòng yếu ly, bình tĩnh quan sát. Ba mộc biểu tình cực kỳ khó xem hét to nghênh đón, hai tay bắt ấn vỗ. Ầm 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 ầm. Hai lực lượng va chạm ngưng tụ thành một linh áp rằng co không dứt. Linh áp có màu vàng mông lung như lớp màng mỏng, hàng trăm ma kha cổ tự hiện diễn biến quy tắc. Hai người đều học tàn thiên ma kha cổ thần quyết, hai thiên chân quyết Thái Sơ và Thái Dương, thi triển ra có phần giống nhau. Đoan mộc hữu ngọc linh cảm không may, kêu lên. Ba mộc đại nhân. Sắc mặt ba mộc dần biến khó xem, ánh sáng vàng trên người dần ẩn đi, làn da bắt đầu xuất hiện từng vằn đen, là phù văn ma tộc. Ma hóa. Đoan mộc hữu ngọc giật mình kêu lên. Đại nhân, thế này, là sao? Với năng lực của đoan mộc hữu ngọc chỉ biết đứng một bên bất lực nhìn, không cách nào đến gần linh áp hai người giằng co. Khuôn mặt ba mộc từ hiền lành dần dữ tợn, ánh sáng vàng đầy người dần bị ma quang thay thế. Phòng yếu ly lạnh lùng nhìn, tuy cũng hết hồn nhưng tò mò nhiều hơn. Ba long kinh hoàng. Tổ tiên đại nhân. Xem biến đổi trên người ba mộc. Ba Long muốn tiến lên hỗ trợ nhưng không biết nên làm sao. Ha ha ha, Ba Mộc, rốt cuộc ngươi vẫn nhớ đến ta sao? Trong người Ba Mộc phát ra thanh âm khiến người khó hiểu. Ba Mộc hoàn toàn biến sắc mặt, người run rẩy lạc giọng hét to. Phổ đại nhân, tiếng hét khiến mọi người hiểu người trong cơ thể chắc là ai, tinh thần rung động. Không thể nào, ma chủ Phổ chẳng phải đã bị Lý Vân Tiêu phong ấn tại Thiên Thủy Quốc Nam vực sao? Tinh thần mạch rung động, gã lo âu cảm giác khí huyết trong người chướng căng. Huyết châu bị hấp thu liên tục bắt đầu biến đổi trong người, cơ thể mạch đỏ rực như máu. Ha ha, dù không có thân thể của ngươi thì ta cũng rất nhanh sẽ ra. Nhưng nếu ngươi nghĩ đến ta vậy bổn tọa tạm thời mượn cơ thể ngươi lại giáng xuống mảnh đất này. Ma quang cuồn cuộn trên người ba mộc, nuốt trọn gã. Ba long kinh kêu. Tổ tiên đại nhân. Ba long bay lên dốc hết sức vỗ. Bùm! Vang tiếng nổ, ba long bị văng ra hộc máu đầy đất, hơi thở giảm thấp cực điểm. Không chỉ ba long bị phản chấn đánh bay, phòng yếu ly đứng đối diện ba mộc cũng cảm thấy kỳ kỳ. Linh áp vốn rằng co với nhau, lực lượng phòng yếu ly thậm chí chiếm ưu thế hơn. Nhưng ánh sáng vàng trong tay ba mộc tắt rồi thì ma khí tăng cao mơ hồ vượt qua phòng yếu ly. Đột nhiên ba mộc khẽ kêu, lăng không chộp, hơi thở khủng bố ngưng tụ giữa năm ngón tay chậm rãi biến ra thân đao. Miệng, ba mộc, khẽ thốt. A hàm. A hàm chảm cốt đao bị rút ra chém ngay vào phòng yếu ly. Phòng yếu ly bối rối, đôi sừng trên trán chợt bắn ra ánh sáng xuyên thủng. Tay trái phòng yếu ly cầm kiếm hóa ra kết giới che trước mặt. Bùm. Ánh sáng kim ngân bị A hàm chảm cốt đao đánh nát, đao quang không giảm thuận thế chém xuống. Dầm. Lãnh kiếm băng xương rung bần bật, phòng yếu ly bị đánh bay ra ngoài. Họa đấu chân thân to lớn trượt xa mấy trăm trượng mới ngừng lại. Ma chủ. Biểu tình của phòng yếu ly cực kỳ khó coi, gã đã hiểu người trước mắt không còn là ba mộc. Phòng yếu ly tức giận hừm mũi xoay người đi. Phòng yếu ly biết không thể đánh tiếp nữa. Phòng yếu ly không đi hẳn, gã chỉ không muốn bị cuốn vào hỗn hiến. Phòng yếu ly dự định trốn một bên, chờ đợi thế cục sáng tỏ đi ra nhặt của rơi. Nhưng phòng yếu ly vừa mới hóa thành độn quang chợt cảm giác không gian đặc quánh, gã không thể nhúc nhích. Phòng yếu ly giật mình kêu lên, con người co rút. Cái gì? Phòng yếu ly nhìn xa mấy trăm trượng trước mặt ba mộc cầm đao đứng, mắt đầy châm chọc cười nhạt. Phòng yếu ly rất giật mình, trên mặt vẫn bình tĩnh nói. Ma chủ đại nhân, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, xin đừng đánh nữa, chung sống hòa bình. Hả, chung sống hòa bình. Ma Phổ ngây ra,
cười phá lên. Được thôi, người qua đây cho ta chém ba đao, nếu không chết thì sẽ chung sống hòa bình. Phong Yếu Ly hút ngụm khí lạnh. Ui! Phong Yếu Ly hơi giận. Trong tay các hạ chẳng lẽ là lục đạo ma binh, bị thứ này chém một đao thì chết chắc, làm sao ba đao không chết? Ma Phổ lạnh lùng cười. Buồn dùm cho chỉ số thông minh của ngươi, ý của bổn tọa quá rõ ràng, đó là không để ngươi sống. A Hàm chảm cốt đao lại lần nữa chém qua, hư không run rẩy. Phong Yếu Ly giật nảy mình, không dám đỡ uy lực ma chủ, dốc sức chém một kiếm xẻ áp chế định chạy trốn. Phong Yếu Ly thấy bóng ma buông xuống, hải thần điện xuất hiện trên đầu gã chụp xuống. Ầm! Đao quang A Hàm đao chém trước mặt Phong Yếu Ly bị gã dốc sức chặn rồi hải thần điện rơi xuống người gã, đánh bay gã đi. Phong Yếu Ly hoảng hốt mới đứng vững lại không dám chờ một giây nào hóa độn quang bỏ chạy. Đằng trước thấp thoáng huyết ảnh, mạch sớm canh chừng bên này, thừa dịp Phong Yếu Ly chưa chuẩn bị thì đánh lén, huyết ảnh nháy mắt hóa thành cự trưởng đánh tới. Phong Yếu Ly giật nảy mình một tay hóa trưởng trực tiếp nghênh hướng huyết trưởng. Dầm! Hai trưởng ấn vào nhau, không ngờ trưởng lực của Phong Yếu Ly tan nát, huyết ấn đè xuống đập vào chân thân. Phụt! Dù cơ thể Phong Yếu Ly mạnh đến mấy cũng không chịu nổi hộc máu bị chấn liên tục thụt lùi trên cao. Sao mạnh như vậy? Phong Yếu Ly vừa kinh vừa dập, một kích của mạch thực lực dường như hơn xa lúc trước làm gã phán đoán sai lầm, chân thân lại lần nữa bị thương. Mạch đánh một kích xong thở hắt ra, màu đỏ máu trên người dần rút đi, thân thể phục hồi bình thường. Từ khi ma chủ xuất hiện thì tinh thần mạch bị ảnh hưởng, tâm tình rối loạn. Cơ thể mạch hấp thu huyết châu có phản ứng bài xích, không thể dung nhập bản thân. Một trường vừa rồi bài trừ ra lực lượng bạo loạn trong người mạch. Phong Yếu Ly cầm kiếm đứng, giận dữ quát. Thương yêu, tránh ra. Mạch thản nhiên nói. Trận chiến vừa rồi chưa đánh xong, tránh ra cái gì? Phong Yếu Ly sắc mặt âm trầm hung tợn nói. Tốt lắm, có giỏi thì đấu đơn với Ngô. Một thế hệ ma chủ. Một thế hệ ma chủ chắc không đến nỗi hợp tác đấu với bản quân đi. Ha ha! Ma Phổ cười to, cầm đao áp sát từng bước. Ma Phổ lạnh lùng nói. Hắn đấu đơn với ngươi, ta cũng đấu một mình cùng ngươi. Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta hợp tác? Đúng, đúng. Mạch cười tươi như hoa. Chúng ta mỗi người đấu đơn với ngươi, hợp tác hồi nào? Phong Yếu Ly tức hộc máu. Mạch còn đỡ. Tuy thực lực lợi hại hơn trước một chút nhưng còn trong phạm vi Phong Yếu Ly có thể ứng đối. Tuy nhiên ma chủ thật sự đáng sợ, sâu không lường được. Lúc này mặc cho ngươi là chân long thiên phượng hay bá chủ một nước vẫn phải cúi đầu. Phong Yếu Ly suy nghĩ rõ ràng, trực tiếp chắp tay chịu thua. Ma chủ đại nhân, tại sao muốn ép chết Ngô? Nếu có chỗ nào đắc tội thì Phong Yếu Ly xin lỗi. Ma Phổ lạnh nhạt nói. Thật ra cũng không có gì. Ta vừa mới chiếm cứ thân hình ba mộc, trong cơ thể hắn có ý nguyện giết ngươi rất mạnh nên ta tiện tay giết. Phong Yếu Ly tức hộc máu. Lý do này quá gượng ép. Phong Yếu Ly căm giận nói. Ba mộc là ba mộc, đại nhân là đại nhân, chẳng lẽ đại nhân sẽ bị ba mộc tầm thường nắm mũi dẫn đi sao? Ma Phổ biến sắc, nhanh tranh hỏi. Ngươi dám nói ta bị nắm mũi dẫn đi, chết. Không nói hai lời. A Hàm chảm cốt đao lặng yên không một tiếng động chém tới. Phong Yếu Ly hết hồn, không ngờ với thân phận của đối phương đột nhiên công kích. Phong Yếu Ly cắn răng giơ kiếm tiến lên nghênh đón. Bùm! Hai lưỡi dao va chạm, đao quang kiếm khí khủng bố khuếch tán. Thái sơ kim quang, lực lượng thế giới trên kiếm của Phong Yếu Ly bị ma quang đánh nát, đè ép gã liên tục thụt lùi. Nhưng đang phút nguy hiểm thì một hơi thở khủng khiếp từ hậu phương truyền đến. Keng! Minh Luân cắt qua không trung một vệt dài chém vào eo Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly cảm giác khí lạnh từ sống lưng chạy lên, sợ hãi người run rẩy không rảnh lo ma đao trước mặt, gã xoay người cưỡng ép phá ma quang thuấn di ra. Bùm! Cơ thể to lớn cưỡng ép đổi hướng bị ma chủ chém trúng một đao, lại chém vào kiếm. Phong Yếu Ly hộc bãi máu văng ra ngoài. Tồi tệ tiểu nhân! Phong Yếu Ly đã điên! Đôi sừng bắn ra ánh sáng hai màu kim ngân bay múa khuếch tán trên bầu trời hóa thành thái cực đồ, phong ấn một phương thiên địa. Lực lượng phong ấn cuồn cuộn giáng xuống, mạch biến sắc mặt nháy mắt hóa thành huyết quang độn quang. Mạch hiểu rõ hần thông thái cực phong thiên ấn, một khi bị phong bên trong thì rắc rối.
Ma Phổ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh xem, mặc cho phong ấn rơi tứ phía. Ha ha! Phong Yếu Ly cười như điên, trong mắt bắn ra tia sắc bén lạnh lùng nói. Ma chủ, người quá cuồng vọng, lấy thân thử phong thiên ấn của Ngô đi. Thần thông ấn quyết này có thể phong cả trời, ngươi là thứ gì? Mới rồi Phong Yếu Ly bị đánh uất ức, giờ chút hết bực tức trong bụng ra. Phong Yếu Ly lắc người đáp xuống, xách lãnh kiếm băng xương đi hướng ma chủ. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Ngươi muốn đấu một mình với Ngô đúng không? Lãnh kiếm băng xương giơ lên chém vào ma chủ. Bùm! Ma chủ nâng lên A Hàm Chảm Cốt Đao dễ dàng đỡ kiếm thế, một vòng sáng nhạt khuếch tán. Bốn phía tĩnh lặng vô cùng. Phong Yếu Ly trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngẩn nói. Này là, ngươi! Giọt mồ hôi lạnh từ trán Phong Yếu Ly chảy xuống, tặt trắng bệch không chút máu. Tứ chi lạnh lẽo không độ ấm, trái tim run lẩy bẩy, sợ hãi vô biên bao phủ gã. Khóe môi ma chủ cong lên trào phúng. Biết nói gì với ngươi đây? Thôi, khỏi nói, tiễn ngươi về chầu trời luôn. A Hàm Chảm Cốt Đao phát ra ma quang cường đại, ầm vang thiên địa chấn động, Thái Cực Phong Thiên Ấn kịch liệt vận chuyển. Lực lượng phốc ấn không mất đi hiệu lực mà là không phong ấn được quy tắc trên A Hàm Chảm Cốt Đao. Ầm 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 ầm. Hai màu thái cực trên bầu trời đột nhiên vỡ nát, biến thành hai màu ánh sáng tan biến trong thiên địa. Ma chủ chém đao xuống, đao quang to lớn đập vào lãnh kiếm băng xương. Trên thân kiếm linh quang run rẩy, lực lượng thế giới tán đi hết. Ầm. Thân thể họa đấu của Phong Yếu Ly phun ra nhiều máu từ vai xẻ xuống, một vết đao ghê người, máu tuôn ồ ạt. Phụt. Phong Yếu Ly phun ra ngụm máu, người uể oải. Keng. Phong Yếu Ly một kiếm cắm xuống đất, người nửa quỳ. Giờ phút này trên bầu trời, chỗ Thái Cực Phong Ấn bị chấn vỡ lại hiện ra bão không gian ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên hai luồng sáng từ bên trong bắn ra, biến ra chân thân cách xa mấy ngàn trượng. Là Lý Vân Tiêu, Phi Nghê, Giận Vũ. Người Lý Vân Tiêu đẫm máu ôm Phi Nghê, thân thể rách nát tỏa ánh sáng vàng mông lung. Phi Nghê nằm trong ngực Lý Vân Tiêu đã thiếp ngủ, chìm trong hôn mê. Bên kia Giận Vũ không dễ chịu gì, người đầy máu, long lân cũng bị đánh nát. Nhưng có một tầng long quang màu xanh bao bọc Giận Vũ, long quang tối đen lấp lóe. Thủy Tiên thấy thế khóc to. Vân Tiêu ca ca. Thủy Tiên nghẹn ngào kể lể. Hu hu hu, tổ á thúc thúc bị người xấu giết rồi, phụ thân của ta cũng bị đánh thương. Thủy Tiên chỉ vào Phong Yếu Ly. Lý Vân Tiêu thấy ma phổ ngay, hắn như gặp quỷ, hút ngụm khí lạnh hét chói tai. Ma chủ, phổ. Giận Vũ run rẩy chuyển ánh mắt thù hận khỏi người Lý Vân Tiêu, nhìn sang ma phổ, gã hoàn toàn biến sắc mặt. Keng. Ma phổ lật tay thu về A Hàm Chảm Cốt Đao, nhìn Lý Vân Tiêu, nhếch mép cười nói. Thân thể hư quang, tu vi cũng đến đỉnh trường thiên, tùy thời bước vào hư cực. Từ biệt trong 33 ngà, người hơi có tiến bộ rồi. Trái tim Lý Vân Tiêu rớt xuống đáy cốc. Lúc trước Lý Vân Tiêu còn ảo tưởng người trước mắt chưa chắc là ma phổ, nhưng nghe câu đó thì hắn biết ảo tưởng tan vỡ. Mới rồi một chiêu đối đầu Giận Vũ làm cơ thể Lý Vân Tiêu tan vỡ, cưỡng bức đột phá dung thông cảnh, bước vào hư quang mới nhặt về cái mạng trong tuyệt cảnh. Phi Nghê thì xỉu, đã vào trạng thái ngủ say. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể Phi Nghê, không đáng lo nên yên tâm thu vào giới thần bi. Giận Vũ cũng chẳng tốt hơn gì. Nếu không nhờ long quang kia e rằng đã chết trong một kích khủng bố kia. Giờ nghĩ lại Giận Vũ còn sợ. Một tay Giận Vũ miệng phun long ngữ. Long quang xoay quanh bên người Giận Vũ, cơ thể trong suốt trở nên thực chất. Long lân, đầu, vuốt, râu, sừng vân vân lần lượt hiện ra, là một con thanh long to lớn. Thanh long biến ra há mồm phun long tức dày như mây khói, tụ mà không tán, tạo uy áp cho người. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Thủy Long. Trường Long màu xanh khoanh tròn trong hư không chính là trưởng tử của rồng ngủ say trong Đông Hải Vũ Địa, Thủy Long. Thủy Long chậm rãi mở mắt ra, bắn ra tia tàn nhẫn. Tuy rằng hung mãnh nhưng không có thần trí. Giận Vũ đứng trên đầu rồng, một tay bắt ấn, vạt áo không gió tự bay phần phật trên trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giận Vũ lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Thu về tầm mắt chuyển hướng ma chủ phổ, mặt nặng nề. Phong Yếu Ly trông thấy Giận Vũ, lật đật gượng người đứng dậy. Phong Yếu Ly la lên. Giận Vũ huynh mau cứu Ngô.
Giận Vũ lạnh lùng châm chọc, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Ô, ai đây, trông thật quen mắt, hơi giống bằng hữu tốt Phong Yếu Ly của ta. Phong Yếu Ly không rảnh để ý mặt mũi, vội kêu lên. Giận Vũ huynh, là Ngô đây. Giận Vũ xì cười, trên mặt tràn đầy trào phúng. À, thì ra là Yếu Ly huynh, không biết Yếu Ly huynh đứng lảo đảo tại đây làm gì. Chẳng lẽ là ăn no cơm giảm béo? Phong Yếu Ly tức xì khói, gã hét to. Giận Vũ huynh cứu ta, ta nguyện ý hy sinh tuổi thọ suy tính vị trí Hóa Long Trì cho huynh. Hóa Long Trì. Mọi người sửng sốt lộ vẻ ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt dường như nghĩ tới cái gì, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nơi lúc trước chôn xương là Hóa Long Trì, 10 vạn năm trước các cường giả dùng thân xác rồng phong ấn phân thân đế quân ma chủ. Con rồng đó là sau khi chân long sinh ra để lại thể xác, chỗ chôn xương từng là một chỗ Hóa Long Trì, bởi vì dựng dục chân long sinh ra. Phong Yếu Ly nói, Hóa Long Trì tuyệt đối không phải chỗ đất chôn xương. Lý Vân Tiêu cực kỳ kinh hoàng, không kiềm được hỏi. Hóa Long Trì, chẳng lẽ là nơi chân long đời tiếp theo sinh ra? Lời vừa thốt ra mọi người đã hiểu, rất hoảng sợ. Đoan Mộc Hữu Ngọc dùng mình hiểu ra, kinh kêu. Ta hiểu rồi, mạng sống Giận Vũ không còn bao lâu nên thiên vũ giới sẽ sinh ra chân long đời tiếp theo. Giận Vũ muốn tìm Hóa Long Trì cướp thiên địa tạo hóa của chân long đời tiếp theo để thành tựu chính mình, trở về giới vương cảnh. Ma Phổ cười khẩy nói. Chân long sao, chỉ bình thường. Mặt Giận Vũ lạnh băng nhìn Phong Yếu Ly chằm chằm, sát khí dâng trào. Ngươi nói nhiều quá. Mặt Phong Yếu Ly ướt mồ hôi lạnh vội nói. Khi thiên địa dựng dục chân long tất nhiên sẽ có thiên địa dị tượng, vạn vật cảm ứng, dù hiện tại không nói thì những người này sớm muộn gì sẽ biết. Giận Vũ lạnh lùng nói. Dù vậy ta không thích có người nói lung tung trước mặt ta, đặc biệt nói ra lời ta không thích nghe. Sư huynh Bách Luân Kết Y của ngươi chết vì điều đó, xem ra ngươi sắp nối gót theo hắn. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì, là ngươi giết Bách Luân Kết Y? Lửa giận bùng cháy trong lòng Lý Vân Tiêu. Tuy Lý Vân Tiêu quen với Bách Luân Kết Y không lâu dài nhưng được quan tâm rất nhiều, còn truyền thụ Thái Sơ Chân Quyết cho hắn. Có thể nói vừa là thầy vừa là bạn. Lòng Lý Vân Tiêu run rẩy, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ngày xưa trước khi đi Bách Luân Kết Y ở trong đầu Lý Vân Tiêu khắc một tọa đồ. Giờ nghe Giận Vũ và Phong Yếu Ly đối thoại thì tọa độ đó rất có thể chỉ hướng đất Hóa Long đời tiếp theo. Đoan Mộc Hữu Ngọc giận vô cùng, tức giận quát. Là ngươi giết Bách Luân Kết Y tiền bối. Giận Vũ hử lạnh một tiếng. Kẻ nắc ngốc đầu gỗ chết chưa hết tội, chẳng lẽ các ngươi đồng tình hắn sao? Mắt Giận Vũ lạnh băng nhìn Phong Yếu Ly chằm chằm. Phong Yếu Ly năm lần bảy lượt vấp ngay điểm then chốt khiến Giận Vũ nhận ra người này tuyệt đối không đáng tin cậy. Thủy Long mở miệng phun ra luồng long tức. Ầm 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 ầm. Mặt đất rung ỉnh, Phong Yếu Ly kinh hoàng. Không gian bốn phía đều bị giam cầm. Một luồng sáng xanh chói lòa từ chân trời giáng xuống, là Long Quyền Vô Lượng Quang của Giận Vũ. Phong Yếu Ly tuyệt vọng rít gào. Giận Vũ, đồ tiểu nhân tồi tệ. Phong Yếu Ly giơ lãnh kiếm băng xương, một kiếm dốc hết sức chém ra ngoài. Bùm! Quyền uy khủng bố mạnh mẽ phát ra, từng đợt sóng oanh kích vào người Phong Yếu Ly, trong phạm vi mấy trăm trượng mặt đất sụp đổ. Đám người Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn. Chỉ một đòn quyền kích đã đánh ra hiệu quả ngàn vạn kích, đập nát mọi phòng ngự của Phong Yếu Ly. Họa đấu chân thân phun ra nhiều máu. Giận Vũ, ngươi không chết tử tế được. Phong Yếu Ly đứng ở mặt đất rạn vỡ, đất đai nứt nẻ tàn phá như cơ thể nứt vỡ của chính gã, hoang tàn đầy đất. Leng keng. Lãnh kiếm băng xương rớt xuống đất, hoàn toàn mất ánh sáng. Cơ thể to lớn của Phong Yếu Ly ngửa ra sau té cái rầm xuống đất. Kiêu hùng một thế hệ, quốc chủ, rốt cuộc hóa thành lịch sử. Lý Vân Tiêu thuấn di đáp xuống, phất tay cuốn cơ thể Phong Yếu Ly và lãnh kiếm băng xương đi. Giận Vũ lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, châm chọc nói. Đồ bỏ mà ngươi cũng nhặt. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Thiên Vũ Minh rất nghèo. Giận Vũ đại nhân cũng là đồ bỏ, hay tự cống hiến mình đi. Ta không ngại thua nó. Giận Vũ hử lạnh. Lý Vân Tiêu, tuy ngươi mắng ta nhưng ta khoan hồng độ lượng không so đo với ngươi. Tuy nhiên bây giờ ngươi thả ma chủ ra gây lớn chuyện, ta chống mắt xem ngươi làm sao kết thúc. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói.
nói theo kiểu của ngươi thì trách nhiệm ma chủ xuất thế thuộc về ta. Bộ dáng giận Vũ đương nhiên nói. Tất nhiên rồi. Lý Vân Tiêu nói. Ta không muốn nói nhảm nhiều với ngươi, thích nói sao tùy đi. Ta chỉ hỏi ngươi, thật sự là ngươi giết Bách Luân Kết Y. Giận Vũ cảm nhận giận dữ, sát khí từ người Lý Vân Tiêu, nhưng hai người sớm như nước với lửa nên gã chẳng sợ gì. Giận Vũ đoán lấy ánh mắt sắc bén, gật đầu nói. Lão bất tử ngu xuẩn cứng đầu, rõ ràng tính ra chỗ hóa long nhưng không chịu nói cho ta biết, lão bất tử đó chẳng phải là đáng chết lắm sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng ngẩng đầu lên. Ta không biết Bách Luân Kết Y có đáng chết không nhưng ta biết ngươi nên chết rồi. Giận Vũ cười lạnh nói. Ha ha, ta nên chết. Hiện tại ma chủ ngay trước mắt ngươi không trừ ma lại muốn nội chiến với ta. Nội chiến? Lý Vân Tiêu cười nhạo. Ở trong mắt ta thì ngươi đáng chết hơn ma tộc, trừ ma nên trừ long trước. Vớ vẩn. Giận Vũ nổi giận nói. Rõ ràng ngươi lấy việc công làm việc tư, mượn lực lượng Thiên Vũ Minh báo tự oán. Ngươi có tư cách, mặt mũi gì đảm nhiệm minh chủ Thiên Vũ Minh? Lý Vân Tiêu nói. Ta có tư cách hay không liên quan gì ngươi? Ngươi cứ chịu chết là được. Lý Vân Tiêu lấy hai hộp ngọc ra, bóp nát. Bên trong bắn ra hai đoàn sáng như ngọc lấp lánh trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Đó là hai viên thần đan thập giai, Lý Vân Tiêu bỏ vào miệng trước mắt mọi người, nuốt xuống cái ực. Mọi người lộ biểu tình kinh sợ. Thần đan thập giai mỗi viên tràn ngập linh khí và quy tắc mênh mông, người bình thường nuốt một viên cần nhiều thời gian hấp thu, phải có cường giả ở bên cạnh hộ pháp để tránh đan lực quá mạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu thì hay rồi, một lần nuốt vào hai viên. Mỗi lỗ chân lông bắn ra linh quang, cả người Lý Vân Tiêu như viên đan dược. Trong đòn công kích lúc trước với Giận Vũ thì Lý Vân Tiêu vùng vẫy trở về từ bờ vực sống chết, thân thể trực tiếp bước vào hư quang cảnh, tu vi cảnh giới cũng đụng vào vách tường hư cực. Nếu cho Lý Vân Tiêu thấy tháng tính thu đủ để đột phá. Đáng tiếc Lý Vân Tiêu không có thời gian, chỉ có thể tuyển chọn cách bạo lực này. Hơn nữa vì bảo đảm đột phá thành công nên Lý Vân Tiêu nuốt luôn hai viên thần đan. Loại hình đan lực dao động hơi bị nhẹ nhàng. Nhưng dù vậy cũng chứng căng thân thể hư quang cảnh tròn quay như quả bóng. Ma chủ Phổ ngây người, cười to bảo. Ha ha ha, ngươi thật liều mạng, có khi nào nổ cái bùm không? Bổn tọa rất mong chờ. Lý Vân Tiêu cũng hơi hối hận, dược tính của hai viên đan dược quá mạnh trùng kích nhau trong người hắn, nội tạng sôi sục sắp chín. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình nói. Một lần hai viên, ăn quá nhiều. Ta biết, khó chịu quá. Người Lý Vân Tiêu tròn xoe, khi hắn nói chuyện miệng phun ra các linh khí như con rắn. Người Lý Vân Tiêu biến to mấy lần rồi chứng lại, giữ thể tích nhất định. Ánh mắt Giận Vũ âm trầm, gã biết Lý Vân Tiêu đã kiểm soát được bước đầu. Giận Vũ cười khẩy nói. Không ngờ không bị nổ tan xác, quang minh lưu ly thân hiểu phong tàn quả nhiên có chút tài. Để bồn tọa trợ ngươi giúp một tay đi. Giận Vũ lắc người từ thân thể thủy long thuấn di xuống xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, một kiếm đâm vào bụng hắn. Lý Vân Tiêu đã mập tới nỗi không thấy bụng của mình, nhưng thần thức quét qua nhận ra nguy hiểm, một tay bắt ấn đẩy sau lưng. Hai luồng sáng vàng bay nhanh tới. Là lục đinh lục giáp, một con ra đấm, một con biến trưởng chém vào chân ngã vô tướng. Bùm! Quyền trưởng hai khôi lỗi đánh vào kiếm, thoáng chốc bị đánh bay. Kiếm khí Giận Vũ vung lên đuổi theo. 16 khôi lỗi lục đinh lục giáp khác cùng bay tới bao vây Giận Vũ, cùng công kích. Bùm! Một chiêu mạnh mẽ qua đi, Giận Vũ biến sắc mặt nhảy lên cao, cầm kiếm lắc người trên không trung trở lại trên người Thủy Long. Giận Vũ quát to! Ra tay! Một kích khủng bố vừa rồi Giận Vũ bởi vì Thủy Long hộ thân nên thoát một kiếp nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này gã không dám đấu cứng với lục đinh lục giáp, cưỡi rồng bay đi. Thủy Long xoay quanh trên cao chợt phun long tức xuống dưới. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bắt ấn, lục đinh lục giáp lập tức hợp sức dựng tầng kết giới màn sáng. Ầm 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 ầm. Long tức đập vào kết giới khiến tứ phía rung rinh nhưng không phá vỡ được. Thủy Long giận dữ tợn to mắt miệng phun ra long ngữ, quẫy đuôi đập xuống. Đuôi dài như roi quất vào ánh sáng kết giới, vang tiếng nổ điếc tai. Nguyên người lục đinh lục giáp bị đập lún xuống đất. Nhưng kết giới vẫn không phá. Cái gì? Vẻ mặt Giận Vũ giật mình. Sao mạnh vậy được? Người lục đinh lục giáp nổi lên nhiều phù văn,
các cự linh từ phía sau đứng lên cầm quang nhẫn chém về phía Thủy Long. Giận Vũ biến sắc mặt, gã nhớ đến lúc trước Lý Vân Tiêu đấu với tù mấy thứ này ngưng tụ ra thần sát hư thân. Cơ mặt Giận Vũ cứng ngắt quá to. Đánh nát từng cái. Đôi mắt Thủy Long đỏ ngầu hóa thành luồng sáng xanh đáp xuống lao hướng Lục Đinh Lục Giáp. Thân rồng huyễn hóa ra một tầng kết giới cơ hồ thực chất hóa, cứng rắn như đá. Ầm 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 ầm. Thân hình Thủy Long đập vào thập nhị đô thiên thần sát trận. Lục Đinh Lục Giáp không chống đỡ nổi bị đánh bay. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, Thủy Long chân thân tuyệt đối là tạo hóa cảnh. Giận Vũ khí thế ngút trời nói. Lý Vân Tiêu, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay đến đây chấm dứt. Giận Vũ cưỡi Thủy Long lao nhanh xông vào Lý Vân Tiêu, Long uy hùng hồn ập đến, nơi đi qua mặt đất bên dưới không ngừng nứt ra. Ma chủ phổ bình tĩnh nhìn Giận Vũ và Lý Vân Tiêu tranh đấu. Ma chủ phổ chợt ngước lên nhìn trời, cười khẩy nói. Lúp lúp ló ló, cho rằng không ai biết ngươi sao. Thật là tự cảm giác tốt quá. Trong không trung vắng lặng này chưa từng yên tĩnh một giây, chiến đấu kịch liệt luôn tồn tại, thật nhiều ánh sáng văng ra. Trên bầu trời lung lay đó dần hiện ra một đôi mắt, giống như ảnh thu nhỏ cả bầu trời, sâu thẳm không thấy đáy. Đôi mắt bình tĩnh nhìn cuộc chiến Giận Vũ và Lý Vân Tiêu lại chuyển sang ma chủ phổ. Ma chủ phổ nhíu mày hỏi. Chủ Thâm Uyển, Cửu Uyên. Đôi mắt kia không nói chuyện, giống ánh sao khảm trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, chẳng có một chút tình cảm. Con ngươi liếc ma chủ phổ một cái rồi nhìn hướng Thủy Long, ánh mắt bình tĩnh. Lý Vân Tiêu không ngừng thụt lùi, Thủy Long điên cuồng trùng kích. Hư không lắc nhẹ, một bàn tay to duỗi ra. Lòng bàn tay nổi lên một long phù màu xanh lấp lóe trong hư không. Có ánh sáng năm màu vòng quanh bàn tay trực tiếp hóa thành ngũ hành chân cương long ấn. Ầm 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 ầm. Hư không bị đánh nát, ngũ hành chân cương long ấn bay nhanh ra tỏa định lưng Thủy Long, đánh vào Giận Vũ. Cái gì? Đó là con người Giận Vũ co rút dường như trông thấy cái gì khiến gã rất tức giận quát. Sao có thể như vậy? Nghịch tử, ngươi lại vẫn chưa chết. Thủy Long cũng nâng lên đầu lên, mắt rồng to lớn mông lung hơi nước dường như khó hiểu. Ầm 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 ầm. Ngũ hành chân cương long ấn đập vào đầu Thủy Long, Giận Vũ bị trùng kích lớn bay ngược trên lưng rồng chưa tới cuối đuôi rồng mới dừng lại. Lý Vân Tiêu giật nảy mình nhìn hướng bàn tay to. Hư không lắc lư, một nam nhân bước ra, mặt trắng như tuyết, áo trắng tinh, đầu mọc sừng rồng, tóc mai thả xuống giữa hai gò má. Nam nhân vừa xuất hiện nhìn hình dạng là long tộc, bàn tay đầy vảy rồng sắc bén. Nhưng vẻ mặt nam nhân ngơ ngác, đôi mắt có thần mà không ánh sáng, chỉ trong máy xoay nhìn hướng Giận Vũ, mắt bắn ra sát khí. Lý Vân Tiêu rất là giật mình, hắn dám chắc thân hình này là pháp thân của tù nhưng người bên trong pháp thân là ai? Dường như cảm ứng được ánh mắt Lý Vân Tiêu, tù quay đầu liếc qua hắn, trong mắt lộ tia kinh ngạc suy tư. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng thần thức quét người tù, phát hiện lực lượng linh hồn của gã rất yếu. Lý Vân Tiêu hiểu ra ngay. Ma chủ phổ vốn hơi tức giận, vì đôi mắt trên bầu trời không nhìn gã nữa mà ngắm phương xa. Ma chủ phổ cảm giác mình bị khinh thường, đang định xách đao qua chém chợt ngây người, tầm mắt bị pháp thân của tù hấp dẫn. Ma chủ phổ nghiền ngẫm cười nói. Chậc chậc, để hắn tìm đến pháp thân này, đây xem như thành công đi. Giận Vũ càng nghi ngờ khó hiểu, lòng vô cùng rung động. Giận Vũ giận dữ mắng. Nghịch tử, ngươi thật sự bất tử sao? Tuy mắt tù hoảng hốt mông lung nhưng khí thế, sát ý thù hận thì chắc chắn là tù. Tù ngơ ngác nhìn Giận Vũ, sát khí không ngừng tụ tập trong mắt, chỉ tăng không giảm. Con người Giận Vũ hơi co rút. Ta hiểu rồi, người đã hồn hóa ngàn vạn, hồn phách một phần vạn vô tình tìm về thân thể nên ký ức thiếu thốn nhiều. Dù vậy vẫn không quên thù hận với vi phụ sao. Giận Vũ chỉ hướng Lý Vân Tiêu. Ngươi cũng đừng quên người này mới thật sự là kẻ giết ngươi. Nói linh tinh. Lý Vân Tiêu nổi giận nói. Tù đại nhân, chúng ta chính là chiến hữu cùng nhau kề vai chiến đấu. Cái kẻ chỉ hưu bảo ngựa mới là người đại nhân luôn muốn giết. Đừng quên bản tâm của mình, cứ làm theo lời trái tim muốn nói. Giận Vũ tức bể phổi, chửi ầm lên. Lý Vân Tiêu, ngươi còn muốn mặt không? Tù thì thào. Bản tâm. Mắt tù bắn ra sát khí vô biên giơ tay đánh vào Giận Vũ. Thủy Long luôn cảnh giác bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiếng rồng ngâm chấn động chín tầng mây lao hướng tù.
Bùm! Hai người đều là long tử, cùng là thân thể tạo hóa cảnh, khi va chạm thì trời sụp đất nứt, lực lượng khủng bố chấn động hóa thành từng cơn gió tứ tán. Lòng Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, bỗng dưng tăng thêm một trợ thủ, giật mình vì uy lực tạo hóa cảnh khủng khiếp như thế. Giận vũ tức muốn gào rú, gã giống to. Ái nhi của Ngô, tam tử tù, ta là phụ vương của ngươi, sao ngươi có thể giơ đao hướng ta? Lý Vân Tiêu mới là kẻ thù chung của chúng ta. Khuôn mặt giận vũ chính khí, trong mắt tràn đầy nhân từ, tình phụ thân. Tù lẩm bẩm lặp lại mỗi từ. Phụ vương, giận vũ, giết giết giết. Sát khí ngày càng đậm hơn, một chút nghi hoặc cũng quét sạch, chỉ còn sát ý kiên quyết. Bùm! Hai vị long tử chém giết trên bầu trời, đánh đến trời sụp đất nứt, long uy kích động tứ phương. Nhưng thủy long luôn là trạng thái thân rồng, tuy rằng thực lực mạnh mẽ lại không đủ linh hoạt. Tuy tù là thân người nhưng ý thức mơ hồ, thuần túy dựa vào sát khí và phản ứng bản năng mà kịch chiến. Nhưng toàn là mạnh mẽ cứng đối cứng, đánh đến phong vân biến sắc. Ha ha ha! Lý Vân Tiêu không kiềm được cười như điên. Giận vũ, người đã làm chuyện thiếu đạo đức gì mà nhi tử muốn giết ngươi đến thế? Dù hồn hóa ngàn vạn, ký ức khiếm khuyết vẫn không quên chấp niệm giết ngươi. Giận vũ mặt mày xanh mét, tức giận choáng váng đầu. Giận vũ chợt phát hiện con mắt trên bầu trời, lòng rùng mình, gã xoay người chắp tay nói. Cửu Uyên đại nhân, xin hãy giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cũng hết hồn, mặt nghiêm nghị nhìn đôi mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt không hề quan tâm, tựa như ngôi sao trên trời luôn ở đó qua ức vạn năm không thay đổi. Vì sao nhìn chăm chú mảnh đất này, năm tháng trôi qua, không có bất cứ tình cảm hay dao động. Lý Vân Tiêu rất là hoảng, hắn lo lắng nhìn trời cao vô tận. Không biết sáu người Cố Thanh Thanh sao rồi. Kịch chiến vẫn không dứt, chủ Thâm Uyên thì thảnh thơi xem kịch, sợ là tình huống không hay. Đôi mắt nhòa dần ẩn vào trời cao. Không gian vị trí con mắt hiện ra thân hình nhỏ gầy, bộ dạng thiếu niên, khoác áo choàng đen tĩnh lặng nhìn mọi người. Đôi mắt giống con người trước đó y như đúc, hoàn toàn không xứng với gương mặt thiếu niên non nớt. Giận vũ nghiêm mặt nói. Cửu Uyên đại nhân, hãy trợ ta trảm yêu trừ ma. Lý Vân Tiêu suýt hộc máu, tức tối mắng. Đồ bại hoại này, ai là yêu, ai là ma, đừng nói bậy bạ cổ hoặc lòng người. Cửu Uyên bình tĩnh nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Hắn là chủ giới thần bi, tại sao muốn giết hắn? Giận vũ biến sắc mặt nhưng vẫn đầy đại nghĩa dõng dọc nói. Tuy là chủ giới thần bi nhưng đã lạc lối, khó mà cứu lại. Đại nhân không thấy lúc trước hắn thi triển ma công sao? Thậm chí rút được lục đạo ma binh, cũng là hắn thả ma chủ ra. Sắc mặt Cửu Uyên không thay đổi, khuôn mặt giống như con người vĩnh viễn không dao động, ức vạn năm vẫn như cũ. Lý Vân Tiêu vội nói. Cửu Uyên đại nhân xin đừng nghe hắn nói bậy bạ. Người này thậm chí bị nhi tử ruột hận muốn giết là biết nhân phẩm thấp kém đến mức nào. Đại nhân là cường giả đỉnh cao một giới nên tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, trảm yêu trừ ma, giết yêu long này mới đúng. Cửu Uyên và Giận Vũ tuy chỉ đối thoại một câu ngắn ngủi nhưng Lý Vân Tiêu nghe ra nhiều nội dung. Có hai điểm rõ ràng, một là Cửu Uyên không xấu, nếu không loại người như Giận Vũ tuyệt đối không nói chính đạo gì đó với Cửu Uyên, hơn phân nửa đã bàn về lợi ích như phòng yếu ly. Hai là Cửu Uyên không muốn đối đầu với chủ giới thần bi. Vẻ mặt ma chủ phổ khinh thường nhưng lòng thì hơi giật mình, từ khi nào thiên vũ giới có thêm nhân vật như vậy? Ít nhất 10 vạn năm trước khi cường giả trong thiên hạ vây công ma chủ phổ thì gã không ấn tượng về người này. Bất giác ma chủ phổ thấy buồn, cảm thán một giới to lớn, ngày xưa gã quá xem thường nhân vật trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu. Giận vũ gầm lên. Người nghĩ Cửu Uyên đại nhân mắt mù sao? Vừa rồi ngươi thi triển ma công, thậm chí dẫn động lục đạo ma binh, có khác gì với ma chủ? Lý Vân Tiêu phản bác nói. Công pháp và binh khí không chia thiện ác, dù là chân long thiên địa nhà ngươi, nếu tâm ác thì trở thành tà ma ngoại đạo, rõ rành rành là thiên địa không dung chứa. Tại sao chân long ảnh ngươi còn đây mà thiên địa lại bắt đầu dựng dục chân long mới? Là vì thiên địa này đã không dung ngươi. Giận vũ tức điên, vảy rồng trên người dựng đứng. Câu đó cho chúng chỗ yếu và lòng gã. Từ năm đó Giận vũ bị thương nặng thì luôn vắt óc nghĩ cách giữ giới vương cảnh, nhưng cuối cùng thiên nhân ngũ suy, đều có số phận hết. Giận vũ buộc lòng phải nhận số phận mình dần suy bại, tu vi tụt dốc không phanh. Giận vũ nghĩ đủ thứ cách để mình kéo dài tiếp,
bao gồm cướp long nguyên của mấy nhi tử tạo hóa cảnh, một lần dẫn đến chúng bạn xa lánh. Nhờ nhiều cách mà Giận Vũ dài hơi tàn đến hiện tại. Khoảng 10 vạn năm trước Giận Vũ thật sự nếm mùi khủng hoảng, gã mơ hồ cảm ứng mệnh số chân long đời tiếp theo sinh ra. Trong thiên vũ giới vĩnh viễn chỉ có một vị chân long, khi chân long mới sinh ra nghĩa là đời trước sẽ chết, tuyệt đối không tồn tại hai đời. Mấy năm qua Giận Vũ gây thù khắp thiên hạ nhưng gã chưa bao giờ sợ tới mức này. Bởi vì chân long sinh ra chính là ý trời, tỏ rõ trời muốn Giận Vũ chết. Giận Vũ tức giận quát. Câm miệng, bổn tọa là chân long liền đại biểu quy tắc thiên địa, ý của bổn tọa tức là ý trời. Mắt Giận Vũ bắn ra sát khí nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, lạnh lùng nói. Gì mà chân long thế hai hệ mới, nói bậy bạ, không thể nào có chuyện đó. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Không có thì thôi, ngươi nhắng lên làm chi. Bổn tọa không hề hoảng. Giận Vũ giận không kềm được, thậm chí hơi mất đi chừng mực. Rồi, ngươi không hoảng, là ta được chưa? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Nhớ hồi trong vĩnh sinh chi giới, Bách Luân kết y cho ta một tọa độ thời không. Ta còn tưởng trong đó có mỹ nữ nhưng hình như không phải, làm mừng hụt. Cái gì? Toàn thân Giận Vũ run lẩy bẩy. Tọa độ nào, mau nói cho ta. Giận Vũ hoàn toàn thất thố, rất là dữ tợn, hận không thể nhào lên Lý Vân Tiêu. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng giật mình hoảng hốt hỏi. Vân thiếu gia từng gặp Bách Luân kết y tiền bối. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không chỉ truyền Thái Sơ chân quyết cho ta còn ấn tọa độ thời không chẳng biết là gì trong đầu ta. Ai, muốn quên cũng không được, còn tưởng là chuyện tốt gì. Như để chứng minh, một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn. Chín ma kha cổ tự hiện ra trên đầu ngón tay Lý Vân Tiêu, từng vòng sáng vàng khuếch tán. Giận Vũ kinh kêu. Thái Sơ chân quyết. Giận Vũ tin sái cổ, ánh mắt nhìn cực kỳ sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu. Trái tim Giận Vũ không ngừng chìm xuống. Vì Lý Vân Tiêu là đối thủ khó chơi nhất mà gã từng gặp, thực lực hay chí mưu đều thuộc hàng thượng đẳng. Đáng sợ hơn hết Lý Vân Tiêu là chủ giới thần bi, thuận theo thiên mệnh. Giận Vũ không ngừng khuyên nhủ mình đừng hoảng, đừng dối, chắc chắn sẽ có cách. Trên bầu trời trừ hai vị long tử kịch chiến ra chỗ bốn người đứng yên tĩnh lạ thường. Cửu Uyên mở miệng nói. Ta không biết trong các ngươi ai đúng ai sai nhưng ma chủ ở trước mắt ta. Không cần biết hai vị có ân oán gì, một là chân long, một là chủ giới thần bi, nên đồng lòng chung sức trừ ma mới đúng. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, tuy không nghe tên tuổi Cửu Uyên, nhìn qua chẳng phải loại thân thiện gì nhưng không ngờ ngực ôm đại nghĩa, là người chính đạo. Đại nhân nói rất đúng. Lý Vân Tiêu chắp tay bảo. Mong đại nhân trợ giúp cùng nhau trấn áp ma đầu. Sắc mặt Giận Vũ liên tục thay đổi, không hé răng. Ma chủ như thế nào chẳng liên quan gì Giận Vũ, bây giờ gã chỉ muốn đào tọa độ ra khỏi đầu Lý Vân Tiêu, thừa dịp chân long chưa sinh ra liền giết chết cướp đi thiên địa tạo hóa, trở về giới vương cảnh. Ma chủ phổ xì cười, lạnh lùng nhìn mấy người. Ha ha, xem kịch lâu như vậy đã đến thời gian hoạt động gân cốt sao? Cửu Uyên xem chứ ma chủ phổ, mặt không biểu tình nói. Ngươi chỉ là một lũ phân thân chứ không phải bản tôn giáng lâm, có giết cũng không ý nghĩa gì. Nhưng đã là thân ma thì nên bị trừ. Đầu mày ma chủ phổ lộ tia tức giận, nhe răng cười nói. Ha ha, như thế nào? Khinh thường phân thân này sao? Cửu Uyên không trả lời, một tay bắt ấn trước mặt, miệng nhẹ nhàng niệm bí pháp. Trên bầu trời phong vân biến sắc, một đoàn sáng đen xoay tròn che trời. Cả thời không như đông lại biến thành bóng lưng Cửu Uyên. Trên chín tầng mây có các cự thú biến sâu dường như nhận được cảm ứng lập tức biến mất. Khung trời mới rồi còn kịch chiến thảm liệt thoáng chốc yên tĩnh lạ thường. Ma chủ phổ khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Cửu Uyên làm. Cửu Uyên không tấn công, chỉ thi triển bí thuật triệu hoán các cự thú thâm uyên trở lại. Trên bầu trời lần nữa phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu mở cờ trong bụng, điều này chứng minh thái độ của Cửu Uyên đã không đối địch với hắn nữa. Ngược lại Giận Vũ biểu tình cực kỳ khó xem. Không còn Cửu Uyên trợ giúp, Giận Vũ rất khó lại chiếm lợi gì. Trên bầu trời đám người Cố Thanh Thanh đang chém giết đã sớm kiệt sức, nhìn các đối thủ biến mất, bọn họ nhận ra ngay tình huống khác lạ. Sao không thấy, hay bên dưới xảy ra chuyện gì? Ta luôn có cảm giác là lạ, những cự thú không muốn giết chúng ta mà chỉ vây khốn chúng ta tại đây. Cái gì, ngươi cũng thấy vậy?
Ngươi cũng thế. Sáu người hai mặt nhìn nhau, nhíu mày nói. Bỏ qua đi, xuống dưới xem thử, không biết Lý Vân Tiêu sao rồi. Sáu người lập tức hóa thành độn quang từ trời cao đáp xuống. Lý Vân Tiêu lập tức cảm ứng được sáu người tồn tại, tuy hơi thở yếu ớt nhưng không có thương vong. Lý Vân Tiêu thở phào, hắn cảm kích nhìn Cửu Uyên. Đa tạ Cửu Uyên đại nhân thủ hạ lưu tình. Giận Vũ hoàn toàn biến sắc mặt chừng Cửu Uyên, sinh lòng nghi ngờ gã. Dù vậy Giận Vũ không biết nên làm sao, giờ nếu gây hấn với Cửu Uyên là tự sát. Cửu Uyên vẫn mặt không biểu tình đứng trên cao, thờ ơ trước thái độ của Lý Vân Tiêu và Giận Vũ, như chưa từng nhìn thấy. Vân Minh Chủ, đám người Cố Thanh Thanh, huynh đệ Liêu gia đáp xuống cạnh bên Lý Vân Tiêu, quét thế cục trước mắt, khá là ngạc nhiên. Không nói đến Giận Vũ, Cửu Uyên và Ma Chủ Phổ Toàn là sâu không lường được. Tù, Thủy Long thì đánh nhau kinh thiên động địa khó tách ra. Cố Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Ba Mộc Đại Nhân nhập ma. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Mọi người hãy cẩn thận chút, hiện tại Ba Mộc Đại Nhân đang bị Ma Chủ Phổ đoạt xá, không còn là mình. Sáu người giật mình kêu lên. Ma Chủ Phổ. Cố Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Thế này, là sao? Trong một lúc rất khó giải thích rõ nên Lý Vân Tiêu không nói nhiều. Ta đã hiểu tại sao Ba Mộc Đại Nhân luôn không dám ra tay vì ma khí trong người chưa được khu trục sạch sẽ mà chỉ ức chế nó. Một khi sử dụng chân nguyên sẽ bị ngươi phản phệ ra đúng không? Ma Chủ Phổ gật gù cười nói. Dù gì là nô bộc của bổn tọa, làm sao dễ dàng thoát khỏi trói buộc. Trừ phi hắn su tố đời ức chế lực lượng ở trình độ nhất định, một khi vượt qua giới hạn sẽ kinh động bổn tọa, có thể trực tiếp hàng lâm vào cơ thể này đoạt xá. Lòng Lý Vân Tiêu chìm xuống. Ba mộc tu luyện vô đô cũng không thể bài trừ ma chướng, vậy chẳng phải là hoa thiên thụ mãi mãi bị đế giả khống chế. Lý Vân Tiêu hỏi dồn. Chẳng lẽ làm ma phó là suốt kiếp không có tự do? Ma Chủ Phổ cười nhạt. Đương nhiên không, có rất nhiều cách. Ví dụ ta tự nguyện giải trừ khế ước chủ tớ, cách này là đơn giản nhất, nhưng về mặt nào đó cũng là khó nhất. Lý Vân Tiêu nói. Bản tôn của ngươi còn ở Thiên Thủy Quốc Nam Vực, không lâu sau sẽ thoát khốn đúng không? Ma Chủ Phổ nói. Không sai. Dù không hàng lâm trên người Ba Mộc thì trận linh cũng không áp chế ta được bao lâu. Sao, ngươi muốn cứu Ba Mộc? Mắt Ma Chủ Phổ chứa ý cười chế giễu. Lý Vân Tiêu gật đầu, tha thiết nói. Hy vọng ngươi tha cho Ba Mộc. 10 vạn năm nay hắn không hề sử dụng dụng ma công là biết bản tâm không muốn thành ma. Ha ha ha, làm nô của bổn tọa sao có thể theo ý muốn của hắn được? Mặt Ma Chủ Phổ lạnh băng nói. Huống chi phản đồ này 2 lần đối địch với ta, nếu không phải hắn dùng lực lượng bí thuật áp chế ma nguyên thì từ mấy vạn năm trước ta đã có thể ra khỏi tam thập tam thiên, đã không như thế này. Phản đồ này phải chết. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ta từng nghe nói ngày xưa ma chủ vì ý niệm thiện ác mà phân ra, Phổ Đại Nhân là thiện niệm, tại sao vẫn không sửa tà tâm, ác tính không thay đổi. Ha, thiện ác. Ma Phổ đột nhiên cười to. Trên đời làm gì có thuần thiện cùng thuần ác, như hai cực âm dương, chuyện gì đều có tương sinh tương khắc, có thiện sẽ có ác. Thiện ác này sinh ý nghĩ khác nhau, sản sinh phẩm tính khác nhau từ đó phân liệt ra ta và đế. Nhưng dù là cá thể sau khi phân liệt cũng là ý niệm hai cực đối lập, thiện ác cùng tồn tại. Ma Chủ Phổ cười khẩy nói. Cộng thêm cái gì là thiện, cái gì là ác, chỉ là ý niệm bản tâm. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Nhận chỉ giáo. Nhưng tại hạ vẫn hy vọng đại nhân sẽ tha cho Ba Mộc. Lý Vân Tiêu một lần nữa cầu xin. Tha cho, ha ha ha, đưa ta một lý do đi. Ma Phổ lạnh lùng cười. Cho ngươi biết một chuyện tuyệt vọng, chút nữa nếu ta không đánh lại các ngươi thì sẽ tự bạo thân thể này, ha 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 ha. Ngươi, không chỉ Lý Vân Tiêu bó tay mà đám người Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện cũng ngây ra. Trừ ma thì Ba Mộc chết chắc. Giận Vũ ở bên vui sướng khi người gặp họa, nhe răng cười nói. Lý Vân Tiêu, giữa đại nghĩa và tình cảm ngươi chọn bên nào? Cửu Uyên luôn im lặng bỗng mở miệng nói. Hắn chỉ là lũ phân thân, giết hay không chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Ba Mộc đã là ma phó thì suốt đời làm nô, dù hiện tại không giết hắn cũng sẽ có ngày giết. Trừ phi hắn lập tức khu trục ma niệm, ức chế tu vi dưới quy chân thần cảnh thì có thể may mắn thoát khỏi. Lý Vân Tiêu vội nói. Áp chế tu vi không khó,
Cửu Uyên đại nhân có cách nào khu trục ma niệm không? Cửu Uyên nói, để ta thử xem, hắn có tàn thiên ma kha cổ thần quyết thì có hy vọng. Ma Phổ cảnh giác năm ngón tay chộp A Hàm chạm cốt đao, đề phòng nói. Ngươi tính cái gì, cũng dám hoành hoang khu trục bổn tọa. Cửu Uyên nói, ngươi nói đúng, thiện ác chỉ là một ý niệm, một niệm khởi vạn pháp sinh, một niệm diệt vạn pháp. Cửu Uyên giơ tay lên, một luồng sáng vàng lấp lóe trên đầu ngón tay, điểm xuống. Cửu Uyên lắc người đến trước mặt Ma Phổ. Đinh! Một chỉ trực tiếp điểm vào sống đao trên A Hàm chạm cốt đao, sóng gợn dao động. Cái gì? Ma Phổ run rẩy, đối phương chỉ một cái đã áp chế lực lượng lục đạo ma binh, khiến gã không thể nhúc nhích. Những người khác hoảng sợ. Ánh sáng vàng như chữ trên đầu ngón tay Cửu Uyên từng chút một biến ra, là các ma kha cổ tử, hòa tan trên thân A Hàm đao. Ma kha cổ thần quyết là lĩnh ngộ mạnh nhất về quy tắc thiên vũ giới, mỗi chữ đại biểu cho quy tắc một phương. Mắt Lý Vân Tiêu lộ tia nghi hoặc. Đây là... Đúng là đầu ngón tay Cửu Uyên ngưng tụ ma kha cổ tự nhưng không thuộc thiên nào trong bốn thần quyết. Ma Phổ bị áp chế, trán cũng lóe ánh sáng vàng, cũng hiện ra chữ tương đồng. Mơ hồ có bóng dáng linh hồn ba mộc ngồi xếp bằng ngay giữa trán mình, hai tay không ngừng bắt ấn. Ánh sáng vô chói lòa bắt đầu từ giữa trán ba mộc khuếch tán ánh sáng vàng xuống dưới, càn quét ma khí quanh thân. Mạnh quá! Đám người Lý Vân Tiêu thầm giật mình, hoảng sợ nhìn Cửu Uyên. Ba Long vừa mừng vừa kinh la lên. Tàn thiên thần quyết. Lý Vân Tiêu vội hỏi nói. Cái gì gọi là tàn thiên thần quyết? Ba Long lên tinh thần nói. Ma kha cổ thần quyết đã không tồn tại trên đời, mấy năm qua nhiều cường giả tìm kiếm và nghiên cứu nó, xuất hiện nhiều tàn thiên. Cái gọi là bốn thần quyết là thứ tự thành hệ thống nhất trong tất cả tàn thiên, gần với thần quyết gốc nhất. Cửu Uyên đại nhân đang thi triển thần thông tuy không phải bốn thần quyết nhưng chắc cũng là loại tàn thiên thần quyết. Lý Vân Tiêu hiểu ngay, hắn nhìn chằm chằm chữ trên đầu ngón tay Cửu Uyên. Lý Vân Tiêu biết từng chữ nhưng tổ hợp khác nhau sinh ra quy tắc khác biệt, thiên biến vạn hóa, đúng là khác hẳn với bốn thần quyết. Ma Phổ cầm A Hàm đao lạnh lùng nhìn Cửu Uyên chằm chằm một lúc, mở miệng nói. Ngươi rất mạnh. Sắc mặt Cửu Uyên không thay đổi, lù lù bất động như núi. Ma Phổ nói, lần này coi như ba mộc thoát một kiếp, chờ bản tôn ra khỏi phong ấn sẽ lấy mạng các ngươi sau. Ma Phổ nói xong A Hàm đao tan biến trong tay gã, sắc mặt trở về bình tĩnh. Ma khí đầy người dần rút khỏi thân thể ba mộc. Tổ tiên đại nhân, Ba Long vội chạy tới dìu ba mộc đứng không vững. Ba mộc khẽ thở dài. Ta không sao. Ba mộc cố gắng đứng vững, vái Cửu Uyên. Đa tạ đại nhân cứu ta. Cửu Uyên mặt không biểu tình nói. Ngươi không phải kẻ ác nên tất nhiên ta nguyện ý cứu ngươi. Cửu Uyên nói xong không ở lại lâu hơn, xoay người định đi. Giận Vũ hỏi ngay. Cửu Uyên, ngươi đi đâu? Cửu Uyên nói. Về Thâm Uyên, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Giận Vũ kinh kêu. Khoan, nếu ngươi rời đi thì đám người này sẽ giết ta. Cửu Uyên trầm ngâm một lúc, phất tay nói. Vậy ngươi theo ta đi đi. Một tầng sáng đen trùm lên người Giận Vũ, trước mặt Cửu Uyên vang tiếng nô đinh tai, vòng xoáy to lớn hiện ra, đường đã mở. Giận Vũ giật mình vội vàng triệu hoán Thủy Long. Thủy Long đang đánh nhau mắt chợt sáng rực, bỏ lại tù xoay người đuổi theo. Tám trưởng thiên cảnh trầm giọng hỏi. Cứ thả cho Giận Vũ đi vậy sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Cửu Uyên đại nhân đồng ý mang hắn đi thì kệ Giận Vũ. Thật ra với trạng thái hiện tại của bọn họ gồm 6 người Liêu Tinh Nguyên tiêu hao hết chân nguyên rất khó nghĩ lại Giận Vũ, Thủy Long. Thủy Long mạnh hơn tù đã mất linh hồn. Tù gầm giống lao tới nhưng bị lực lượng giam cầm không thể tiến vào trong vòng xoáy. Giận Vũ khẽ hừ, không quên mắng một tiếng. Hừ, nghịch tử. Giận Vũ hung tợn trừng Lý Vân Tiêu, sắc mặt khó coi đi theo sau Cửu Uyên từng bước biến mất trong đường hầm. Ngay sau đó đường hầm chậm rãi thu hẹp. Khép kín trên bầu trời. Vòng xoáy to lớn biến mất. Tù phát ra tiếng gầm giống như dã thú. Growl. Tù ngửa đầu hú dài, tiếng rồng ngâm chất chứa giận dữ đâm thủng 9 tầng mây, khối động phong vân lại nổi lên, thiên địa chấn động. Hét mấy tiếng sau tù ngừng lại. Tù ngơ ngẩn đứng trên cao, mất đi mục tiêu khiến gã trở nên mơ hồ. Tù nhíu chặt chân mày thanh, mụ người ra. Dù sao linh hồn tù khiếm khuyết rất nhiều.
hồn trong người gã không biết còn lại bao nhiêu so với trước, ký ức và linh trí thiếu thốn trầm trọng. Cố Thanh Thanh hỏi, giải quyết người này thế nào? Lý Vân Tiêu liếm môi cười gian. Đây là thân thể tạo hóa cảnh đại viên mãn, tất nhiên không bỏ qua được. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lục đinh lục giáp gần đó dùng mình, người nổi lên phù văn, toàn thân lại tỏa sáng, linh khí tràn đầy. 12 luồng sáng xông tới bao quanh tù, nhốt gã lại. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu chộp trước mặt, thái cổ cương phong rít gào bay ra cuốn lấy tù. Bùm! Tù bản năng đánh một đấm nổ nát không khí, cương phong bị đập tan tác. Pháp thân của tù phát ra áp lực cường đại, lục đinh lục giáp bị đè ép kêu răng rắc trượt ra sau mấy bước. Lý Vân Tiêu thầm kinh sợ, lúc trước nhìn tù và thủy kịch chiến tuy rằng kinh thiên động địa nhưng cảm giác chỉ có thế, giờ tự mình đối mặt mới phát hiện cực kỳ không đơn giản. Dường như tù không thích bị trận pháp vây quanh, hoặc sát khí từ chính tù khiến gã trở nên táo bạo. Một tiếng rồng ngâm vang lên, ngũ hành chân cương bay ra từ lòng bàn tay bùm bùm đập vào người lục đinh lục giáp. Lục đinh lục giáp thụt lùi, chỉ vài giây đã bị đánh lui mấy trăm trượng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi, hắn nhận ra tình hình khó khăn. Ba Mộc nói, tuy hiện giờ hồn phách của hắn không đầy đủ nhưng đúng là linh hồn tù, có thể hoàn chỉnh khống chế thân thể, rất khó chiếm lấy. Hay là rời khỏi đây trước, nghỉ lấy sức rồi lại đến bắt hắn. Lý Vân Tiêu khó khăn lựa chọn, lo lắng nói. Chỉ sợ chúng ta đi rồi không còn tìm được hắn. Cố Thanh Thanh bật cười nói. Ngươi lo nên tự dối, ngươi có từng nghĩ một pháp thân tạo hóa cảnh đại viên mãn đi trong thiên vũ giới rất dễ bị tìm ra. Không cần lo làm gì, hơn nữa trong thiên hạ có mấy người đủ thực lực thu phục được hắn. Liêu Tinh Uyên gật đầu nói. Thiên Vũ Minh, Đảo Huyền Ly, Long Tộc, Chủ Thâm Uyên, chỉ bốn lực lượng này có thể bắt lấy pháp thân. Ba Long nói. Trong thời gian gắn pháp thân này chắc chắn không rời khỏi tứ hải được. Ta sẽ phái người theo dõi, chờ mọi người phục hồi thực lực thì đi bắt giữ. Lý Vân Tiêu nói. E rằng người bình thường không canh chừng hắn được. Lý Vân Tiêu đánh ra một phù văn màu vàng ấn trên trán cá sấu, phù văn lặn vào trong. Phụ trách đi theo pháp thân này. Cá sấu lắc mình hóa thành cơn gió tan biến trên cao. Lý Vân Tiêu yên lòng nói. Đi thôi. Tù luôn đứng trên trời, nhăn mặt rối rắm như đang vắt óc suy tư tìm về ký ức. Ba Mộc thở dài, lắc đầu nói. Hắn thiếu quá nhiều ký ức. Ba Mộc điểm hư không, đài sen pháp hoa bay lên thu mọi người vào trong, biến thành một đóa sen vàng bay đi xa. Tù ngơ ngác nhìn đóa hoa sen, trầm ngâm đi theo. Một bước một thiên địa, tù đi một bước là xúc địa thành thốn, bám sát không bỏ. Trên đài sen pháp hoa Cố Thanh Thanh giật mình kêu lên. Hắn đuổi theo. Tù quyết tâm đi theo đài sen pháp hoa chứ không phải muốn làm gì bọn họ. Giờ tù rất hoang mang, với thiên địa vạn vật có cảm giác vừa quen vừa lạ. Có trên đài sen pháp hoa khiến tù hơi có ấn tượng, thậm chí là quen thuộc, gã hy vọng sẽ tìm lại được ký ức. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Tiếc rằng cách thành Viêm Vũ quá xa, nếu không dụ hắn đến thành Viêm Vũ sẽ đỡ rắc rối nhiều chuyện. Cố Thanh Thanh cười nói. Ngươi thật xấu xa. Nếu đi thành Viêm Vũ e rằng sẽ gây ra rắc rối kinh thiên động địa, không ngừng nguyên thành Viêm Vũ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Vân Tiêu nói. Ba Mộc đại nhân có cách gì bỏ rơi hắn không? Ba Mộc gật đầu nói. Tuy thân thể của hắn mạnh mẽ nhưng giới hạn trong lực lượng linh hồn, thần thức có hạn. Ta ẩn đài sen pháp hoa vào hư không mà đi thì hắn không điều tra được. Lý Vân Tiêu khen. Cách này được. Hai tay Ba Mộc bắt ấn liên tục rót thần quyết vào đài sen pháp hoa. Trong phút chốc đài sen trở nên trong suốt, dần ẩn vào hư không. Quả nhiên tù đi theo một lúc rồi mất dấu. Tù ngạc nhiên khi đài sen pháp hoa biến mất, đứng ngây ngốc trên cao, tràn đầy mê mang, không biết làm sao. Mấy canh giờ sau, trong khu vực biển không biết xa bao nhiêu vạn dặm chợt có rải sáng vàng phát tán. Đài sen pháp hoa chậm rãi xuất hiện từ hư không, lơ lửng ở trên mặt biển. Đài sen to cỡ 7, 8 mẫu, hơn 10 người ngồi vị trí khác nhau trên đài sen pháp hoa, yên lặng chữa thương. Trên cánh xanh lấp lánh các phù văn nhỏ bé hấp thu linh khí tứ phương liên tục đưa vào thân thể mọi người. Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có sóng nhẹ vỗ dưới thân. Trời cao biển rộng, cảnh sắc hợp lòng người. Thân hình Lý Vân Tiêu từ mập mạp trở lại bình thường, dược hiệu hai viên thần đan thập giai đã bị hóa giải.
Hiện tại lực lượng của Lý Vân Tiêu như dòng sông dậy sóng liên miên không dứt, so với trưởng thiên cảnh trước kia thì hoàn toàn là hai đẳng cấp. Bước vào hư cực cho Lý Vân Tiêu cảm giác trước kia không có hiện rõ trong thần thức. Không khí tứ phía lưu động, ánh mặt trời chiếu, cá tôm lặn trong đáy biển, mỗi hiện tượng tự nhiên ẩn chứa năng lượng, quy tắc. Cảm giác này khiến Lý Vân Tiêu càng gần gũi thiên đạo hơn. Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra tàn thiên thần quyết ma kha cổ kinh mà Cửu Uyên từng thi triển, đối chiếu với bốn thiên thần quyết trong lòng, hắn chợt hiểu ra nhiều điều. Tự phù trước kia chúc chắc khó hiểu nay Lý Vân Tiêu ngộ đạo nhiều. Trong phút chốc phúc linh tâm trí, Lý Vân Tiêu bất giác thi triển ra các loại thần quyết. Đầu tiên là đại diễn thần quyết trong tiềm thức, rồi đến thái sơ chân quyết, vô, cuối cùng là đại giới thần quyết. Lĩnh ngộ mỗi thiên không hoàn chỉnh nhưng đối chiếu nhau, hiểu thấu nhau khiến Lý Vân Tiêu tiến bộ nhiều. Cuối cùng toàn bộ ấn quyết tụ tập vào đại giới thần quyết, trán Lý Vân Tiêu lấp lánh ánh sáng trắng mông lung. Giới thần bi bay lên biến ra bia ngọc lưu ly lơ lửng trên cao. Ong 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 ong. Chợt đài sen pháp hoa rung khẽ, dường như hơi kháng cự. Ba Mộc mỉm cười, một tay bắt ấn thi triển ra vào ấn quyết, tiếng rung dần ngừng lại. Hiện tượng này lập tức hấp dẫn mọi người, tập thể đưa mắt nhìn sang, ngó thánh khí chí cường của giới này, vẻ mặt sùng kính. Giới thần bi tỏa sáng rực rỡ, lưu ly trong suốt trên trời cao. Đại giới thần quyết thi triển làm giới thần bi muôn vàn sặc sỡ huyễn lệ. Đại diễn, thái sơ thần quyết đều là người khác cưỡng ép nhập vào đầu Lý Vân Tiêu, như dinh dưỡng tự động hấp thu lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu cũng không nắm giữ vô được bao nhiêu. Chỉ có đại giới thần quyết là Lý Vân Tiêu tự động thấu hiểu, tu hành nó nên lĩnh ngộ hơn ba thiên thần quyết khác. Thi triển xong hết tất cả ấn quyết, nguyên bia ngọc tỏa ánh sáng huyễn lệ như có âm cổ rung rung bay ra ngoài, truyền vào thức hải của Lý Vân Tiêu, muốn cùng hắn cộng minh. Lý Vân Tiêu giật bắn người, trước kia hắn chưa từng có cảm giác như thế. Lý Vân Tiêu ổn định tinh thần, một tay bắt ấn cố gắng câu thông với giới thần bi. Tiếc rằng mấy canh giờ sau Lý Vân Tiêu vẫn không tìm được điều then chốt. Hình như hai loại sóng gợn tuần suốt không cách nào hòa hợp, chỉ có âm cổ vang vọng trong đầu, không rõ ý nghĩa. Chẳng lẽ vì mất bia linh nên ta cố gắng cỡ nào cũng không thể câu thông thiên thánh khí. Lý Vân Tiêu xuống tinh thần, thở dài thu giới thần bi vào lòng. Những người khác lần lượt lấy lại sức mạnh, muốn hoàn toàn trở về đỉnh cao thì phải về thành Viêm Vũ tĩnh tâm bế quan. Ba Mộc tò mò nhìn Lý Vân Tiêu. Vân Minh chủ có gì khó hiểu mà thở dài than ngắn. Lý Vân Tiêu chợt nhớ đài sen pháp hoa do chính Ba Mộc luyện chế ra, tất nhiều hiểu biết thánh khí hơn người khác. Lý Vân Tiêu nói ra thắc mắc trong lòng. Ba Mộc kinh ngạc hỏi. Mất bia linh. Ba Mộc trầm ngâm nói. Thánh khí bình thường chưa chắc có khí linh, vì chính thánh khí đã hơn xa huyền khí cửu giai, bản thân nó thông linh. Có thánh khí tồn tại khí linh vì tiện quản lý thế giới trong thánh khí, không trợ giúp nhiều vào chiến đấu. Nhưng giới thần bi là thánh vật một giới, vượt xa hiểu biết của ta. Lý Vân Tiêu nghe vậy rất là bế tắc. Ba Mộc nhìn Lý Vân Tiêu ủ rũ, bật cười nói. Vân Minh chủ không cần lo lắng. Vân Minh chủ là chủ giới thần bi, người thiên mệnh chọn chúng, nếu thánh khí này thật sự có linh thì sớm muộn gì Vân Minh chủ sẽ gặp được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại cường giả lớp lớp, hai giới không ngừng xuất hiện khe nứt. Các loại ma tộc cường đại dục dịch bốn phía khe hở, thực lực của ta có hạn, uổng công làm minh chủ thiên vũ minh nhưng chỉ sợ phụ lòng mọi người dành cho ta. Ba Mộc nói. Thì ra vì lý do này. Vân Minh chủ trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm có trách nhiệm, thật khâm phục. Nhưng có việc gấp gáp cũng không được, chờ cơ duyên đến thì sẽ sáng tỏ hết. Chuyện phong ma dù là đông đúc cường giả xưa kia nào ai dám nói mình nắm chắc. Vẫn chỉ tám chữ, cúc cung tận tụy, chết không chối từ. Lý Vân Tiêu khen. Cúc cung tận tụy, chết không chối từ, nói hay. Lý Vân Tiêu tiếp tục bảo. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, cố gắng hết sức. Nghe theo số trời. Ba Mộc mỉm cười, kêu. Ba Long. Ba Long đứng một bên nghe sai bảo, đáp ngay. Tổ tiên đại nhân. Ba Mộc nói. Người hãy truyền vô hoàn chỉnh cho Lý Vân Tiêu đi. Ba Long nói. Tuân lệnh. Dù Ba Mộc không nhắc thì Ba Long cũng có ý định này, trong lòng còn đang lo làm sao nói với tổ tiên. Giờ Ba Mộc đã nhắc vừa lúc hợp ý Ba Long, nên trả lời rất nhanh gọn. Ba Mộc nói.
Tuy ta tạo ra đài sen pháp hoa nhưng hiện tại tu vi của ta bị áp chế không phát huy ra uy lực của nó được, đi theo ta cũng chỉ có thể phủ bụi. Cho nên, Thủy Tiên đang mất tập trung, mặt đần ra, nghe Ba Mộc kêu nàng mới lấy lại tinh thần. Thủy Tiên vội trả lời. Có email protected. Ba Long trách. Tổ tiên ở đây mà đầu óc làm sao vậy? Không tập trung. Ba Long cố đầu Thủy Tiên, đánh rất nặng. Thủy Tiên ăn đau la lên, tội nghiệp nói. Thì đang nghe đây, đại chiến vừa rồi làm hao nhiều nguyên lực nên đang tĩnh tọa phục hồi. Ba Long quét thấy tinh nguyên trên người Thủy Tiên tràn đầy, làm gì có chuyện bị tiêu hao. Ba Long nổi giận. Nói dối trước mặt tổ tiên và mọi người, bình thường ta lơ là dạy dỗ làm ngươi học xấu. Ba Long đứng dậy, vung tay tính đánh nữa. Ba Mộc cười ngăn lại. Đừng đánh, Thủy Tiên nói đúng, mới rồi hài tử đang tính tọa tu luyện, là ta đột ngột kêu nàng. Ba Long thấy tổ tiên nói giúp Thủy Tiên thì bớt giận, ngồi xuống một bên. Ba Long nạt. Còn không mau qua đây nghe tổ tiên dạy bảo. Thủy Tiên ngồi ngay ngắn lẩm bẩm. Thủy Tiên xin lắng nghe tổ tiên dạy bảo. Ha ha ha. Ba Mộc cười nói. Đừng cẩn trọng như vậy. Thiên phú thần đạo của ngươi hơn xa phụ thân ngươi, tham ngộ như thị ngã ngăn cũng rất độc đáo. Nên truyền huyền khí này lại cho ngươi. Ba Long kinh kêu. Tổ tiên đại nhân, không được, nếu đưa đài sen pháp hoa cho Thủy Tiên mới khiến nó bị phủ bụi. Ba Mộc cười nói. Thật ra ta sớm không thuộc về thời đại này, đã không thể giúp gì được cho các ngươi. Ta truyền như thị ngã văn cho Thủy Tiên là đường ra tốt nhất cho nó. Thánh khí này vốn có một thiên thần quyết khống chế, chỉ vì ta chưa chết nên nó luôn ký túc trong đài sen, năm xưa không truyền xuống thần quyết được. Các ngươi trước giờ chỉ biết thánh khí nhưng không biết khống chế hoàn toàn, giờ ta cũng truyền cả thiên thần quyết cho Thủy Tiên. Ba Long mừng rỡ nói ngay. Còn không mau cảm ơn tổ tiên đại nhân. Thủy Tiên lẩm bẩm. Đa tạ tổ tiên đại nhân. Thủy Tiên không tình nguyện dầm gì. Đóa sen vàng này ta luôn mang theo trên người, vốn thuộc về ta. Sao giờ lại nói là truyền cho ta? Ba Long nổi giận. Nói bậy bạ cái gì? Thủy Tiên sợ quá không dám nói gì nữa, nhưng rất là uất ức. Lý Vân Tiêu cười nói. Thủy Tiên, đài sen pháp hoa do Ba Mộc đại nhân luyện chế, có đại nhân dạy cho thần quyết thì thực lực của Thủy Tiên sẽ tăng lên mấy bậc, tương lai đi theo ta giúp đỡ nhiều điều hơn. Thật không? Thủy Tiên vui vẻ reo lên. Vậy là ta có thể lợi hại giống như Phi Nghê tỷ tỷ. Hồng Nhan tỷ tỷ. Tuy Thủy Tiên ngây thơ vô tà nhưng hơi bị tự ti trước mấy nàng Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê. Các nàng ai đều có sở trường riêng, có thể làm bạn bên cạnh Lý Vân Tiêu, thành trợ thủ không thể thiếu. Cho đến nay Lý Vân Tiêu không giúp được gì. Hóa Tu đứng một bên nhìn, lòng vô cùng cay đắng. Chỉ mình Hóa Tu biết từ khi Thủy Tiên quen Lý Vân Tiêu thì tu luyện khắc khổ hơn trước gấp chục lần. Tiếc rằng con đường đạo trừ tư chất. Chăm chỉ ra cơ duyên là điều vô cùng quan trọng. Thủy Tiên luôn ở trong giới thần bi, không có cơ duyên gì, nàng chỉ đơn thuần dứa vào tư chất, chăm chỉ không ngừng tiến lên. Hóa Tu biết động lực của Thủy Tiên, mục đích đơn giản là gì, dù lòng chua xót nhưng vẫn mừng cho tiểu sư muội. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, Hồng Nhan, Phi Nghê không có thánh khí, nếu Thủy Tiên hoàn toàn kiểm soát đài sen pháp hoa thì tương lai thành tựu tất nhiên không dưới bọn họ. Thủy Tiên mừng rỡ, rất là hớn hở cung kính vái. Xin tổ tiên đại nhân truyền đài sen pháp hoa, thần quyết cho ta. Ba Mộc mỉm cười nói. Mau đứng dậy đi, ngươi bẩm sinh thân gần với như thị ngã văn của ta, Ba Long khiến ngươi luôn mang theo, ta cảm nhận được sự gần gũi ăn ý đó, rất hiếm có. Cộng thêm thần quyết khống chế đài sen của ta cũng là tham ngộ tử vô, chắc ngươi sẽ học tập rất NHNH. Thủy Tiên siết chặt nắm tay. Kiên định nói. Thủy Tiên hy vọng nhanh chóng biến lợi hại để sớm ngày đuổi kịp Phi Nghê và Hồng Nhan tỷ tỷ. Ba Mộc mỉm cười nói. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Thủy Tiên lập tức ngồi xếp bằng trước mặt Ba Mộc, hai người giao lưu bằng thần thức. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn chợt nhớ đến Phi Nghê. Hiện Phi Nghê còn hôn mê trong giới thần bi, dường như tiến vào trạng thái thiên phượng tự bảo vệ mình. Hơi giống Niết Thể lúc trước. Lý Vân Tiêu cảm nhận được chân nguyên tràn đầy từ người Phi Nghê, không giống như bị thương, nên hắn mới yên lòng. Chỗ Phi Nghê hôn mê thỉnh thoảng có phượng quang hiển hiện, thậm chí trực tiếp hóa ảnh thành phượng xoay quanh bốn phía rồi biến mất.
Đây là phượng thể của Phi Nghê không ngừng hấp thu lực lượng thiên phượng chân vĩ linh trong khi mê man, tự mình chữa lành, tinh tiến, thậm chí đột phá. Cố Thanh Thanh mở miệng hỏi. Vân thiếu gia, hiện tại chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Trong một lúc không tìm ra Giận Vũ được, không biết lĩnh chủ Thâm Uyên ngủ ở đâu. Ba Long trả lời. Ta biết lối vào Thâm Uyên, ngày xưa ta vì tò mò có đến đó tìm hiểu. Bên trong không có giới hạn, không biết tồn tại bao nhiêu thứ lợi hại. Nhưng vì trong Thâm Uyên hiếm có quái vật đi ra, không gây ảnh hưởng gì cho tứ hải nên về sau ta không quan tâm nữa. Không ngờ bên trong có tồn tại khủng bố cường đại như Cửu Uyên. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Thiên Vũ giới đúng là không đơn giản, khắp nơi ngọa hổ tàng long. Trước kia chúng ta đã coi thường anh hùng trong thiên hạ. Mọi người gật đầu tắc lưỡi đồng cảm. Ba Long hỏi. Vân thiếu gia muốn đi Thâm Uyên sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Tạm thời không cần, nếu chủ Thâm Uyên chưa bao giờ hỏi sự đời, cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước người này cũng không tham gia vậy chúng ta không tiện quấy rầy. Điều đáng mừng đi ưu nhất là ít ra người này biết rõ phải trái, lòng lo an nguy một giới. Nếu sau này chúng ta không đấu lại ma tộc thì đi Thâm Uyên mời hắn xuống núi. Ba Long gật gù. Vậy cũng tốt. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta trở về thành Viêm Vũ đi, chờ phục hồi chút thực lực lại triệu tập một nhóm người đi bắt pháp thân của tù. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng, quyết tâm chiếm pháp thân. Nếu cho linh mục địch khống chế được pháp thân của tù thì là việc vui to lớn cho toàn Thiên Vũ Minh. Bản thân Lý Vân Tiêu tu luyện thân thể, nếu có một pháp thân để tham khảo, nghiên cứu sẽ giúp ích lớn cho việc tu luyện thân thể. Lý Vân Tiêu đang suy tư chợt dùng mình như có chuyện gì ám ảnh trong lòng. Trái tim Lý Vân Tiêu không ngừng rớt xuống như bị đá đè, cảm giác này làm hắn nghẹt thở. Những người khác cũng phát hiện Lý Vân Tiêu khác lạ, quan tâm hỏi. Vân Minh Chủ, người bị sao vậy? Mặt Lý Vân Tiêu hơi tái, hắn cắn răng chối. Ta không sao. Nhưng trong mắt Lý Vân Tiêu tràn ngập sát khí ngút trời, lúc trước chiến đấu hắn cũng không như vậy. Mắt phải Lý Vân Tiêu biến màu máu lồi ra khỏi tròng mắt chiếm 1/3 khuôn mặt. A! Mọi người giật mình kêu lên. Có chuyện gì? Lý Vân Tiêu giơ tay ngăn đám người tiến lên, cao giọng quát. Ta không sao, mặc kệ ta. Mọi người lập tức ngừng lại, nhưng cẩn thận đề phòng. Trong mắt phải của Lý Vân Tiêu cảnh tượng một mảnh mông lung như xuyên qua thời không ngàn vạn dặm rồi rõ dần. Ha ha ha, hư cực cảnh, chậc chậc, thật không dễ dàng. Đầu bên kia con mắt nhìn, hai bóng dáng cô độc đập vào mắt khiến mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, người khẽ run. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh như thường nhưng trong mắt khó nén vui mừng, ung dung nói. Sốt cuộc chờ đến giờ phút này. Lý Vân Tiêu, đi theo ta đi. Thiên Tư vẫn treo nụ cười giễu cợt, dường như thực lực mạnh hơn lúc trước nhiều, dù vậy đôi mắt nhìn Lý Vân Tiêu có phần e ngại. Lý Vân Tiêu cách xa mấy vạn dặm rít gào. Đi đâu? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười, đôi mắt trong suốt chậm rãi đỏ lên, đẹp yêu dị. Ảo cảnh tinh nguyệt. Ảo cảnh tinh nguyệt. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Vùng đất yêu tộc. Ninh Khả Nguyệt gật gù xác nhận. Đúng là đát yêu tộc. Trong đầu Lý Vân Tiêu vang lên lời Quy Khư từng nói, không chỉ cần thực lực của hắn tăng nhiều còn phải có, vô của chân linh. Lý Vân Tiêu không biết Quy Khư muốn làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Lý Vân Tiêu căm hận nói. Tốt, ảo cảnh tinh nguyệt phải không? Ngươi chờ ta. Người Lý Vân Tiêu phát ra sát khí kinh người. Căm hờn, lửa giận mấy năm qua vào khoảnh khắc này hóa thành lực lượng, Lý Vân Tiêu siết chặt hai nắm tay, không khí bốc cháy. Chờ ngươi, bổn tọa không đợi kịp. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói. Bây giờ ngươi hãy đi theo ta. Ninh Khả Nguyệt giơ tay lên vẽ phù ấn trên không trung, chợt lóe biến mất. Cùng lúc đó, trên bầu trời đài sen pháp hoa gió nổi mây phun, biển cả rào rào chấn động, thiên địa dị biến. Đám người trên đài sen pháp hoa giật mình kêu lên. Chuyện gì vậy? Ba Mộc hé mắt ra, vừa lúc truyền thần quyết cho Thủy Tiên xong. Ba Mộc ngước nhìn đường hầm lớn phủ ngàn dặm trên bầu trời, kinh kêu. Đường hầm vượt giới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng gật mạnh đầu. Cố Thanh Thanh kinh ngạc kêu lên. Là ai truyền hoán ngươi? Lý Vân Tiêu hít sâu mới phun ra hai chữ. Quy Khư. Quy Khư. Trừ Ba Mộc những người khác vẻ mặt hoang mang. Cố Thanh Thanh hỏi. Là nữ nhân từng xuất hiện trong cuộc chiến Ngũ Hà Sơn.
Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là nàng ta, nàng vốn là bằng hữu thân thiết của ta nhưng bị quy khư bám vào người, nam nhân bên cạnh nàng cũng là bằng hữu thân của ta, cũng bị thiên tư tùy tùng của quy khư nhập xác. Mọi người thì thào, đã hiểu tại sao Lý Vân Tiêu giận dữ như vậy. Lý Vân Tiêu nghiến răng nói. Vị bằng hữu thân thiết đó năm xưa chết vì cứu ta, nếu không con rối đó vốn nên là ta. Hai người đó đã có thể trở thành thần tiên quyến lữ. Hối hận, căm thù vô tận hóa thành tia sáng lóng lánh trong mắt Lý Vân Tiêu trực chờ rơi xuống nhưng cứ nấn ná trong hốc mắt. Thì ra là vậy. Liêu Tinh Thần nghiêm túc nói. Nếu người này đã dám ước thì chúng ta cứ đi, với lực lượng của chúng ta trong thiên hạ trừ giới vương cảnh ra không người địch nổi. Lý Vân Tiêu hít sâu, nói. Làm phiền các vị đi cùng ta. Chuyện quy khư và thiên tư do ta giải quyết, nếu có rắc rối khác thì nhờ vào các vị giúp ta. Cố Thanh Thanh cười nói. Yên tâm đi, bản cô nương không sợ đám lâu la yêu tộc. Mạch biến sắc mặt nhưng rồi không nói gì, chỉ hừ khẽ. Mất mạch lóe tia sáng, nếu không phải gã luôn khổ tu phản yêu thánh công thì thực lực hiện tại đủ sức đưa gã về ảo cảnh tinh nguyệt giành vị trí yêu hoàng. Hiện tại trở lại có lẽ đã đến lúc. Ba Mộc nói. Nếu thế thì đi bộ tộc yêu một chuyến vậy, vừa lúc giải quyết chuyện của ngươi rồi chúng ta trở về bắt pháp thân tù. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Kính nhờ. Ba Mộc bắt ấn, đài sen pháp hoa bay lên xòe cánh trên cao, xoay tròn bay hướng đường hầm. Không trung thượng thiên áp địa tuôn ra, lực lượng hư không to lớn cưỡng ép xé rách quy y tắc. Rất nhanh như thị ngã văn thành đốm sáng vàng biến mất trong đường hầm đen ngòm vô tận. Sau đó uy năng khủng bố đầy trời dần tán đi. Biển cả trở về gió êm sóng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Một góc trong thiên vũ giới, gió mạnh phần phật, trên hư không cao cao. Hai thân hình như bóng với hình, nữ nhân ngồi khoanh chân lơ lửng, nam nhân vai vác chiến qua màu vàng, hai tay đặt trên chiến qua. Nữ nhân từ từ mở mắt ra, con người đỏ máu như hai cánh hoa đào nhuộm máu. Ninh Khả Nguyệt đứng dậy, mặt không biểu tình nói. Đã đưa bọn họ đi chỗ giao giới hai vực đông, tây. Ta không rõ vị trí cụ thể ảo cảnh tinh nguyệt ở đâu, ước chừng tại đó. Ha, vậy để ta cho bọn họ tìm một lúc trước. Khóe môi thiên tư cong lên cười nghiền ngẫm. Chắc chờ trong dòng sông thời gian rốt cuộc sắp phục hồi lực lượng đỉnh cao. Quy khư đại nhân còn giữ được sự bình tĩnh thật khiến ta bất ngờ. Ninh Khả Nguyệt nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nói. Qua đã lâu, không còn hứng thú với nhiều chuyện nữa. Dù là hậu chiêu ngày xưa ta để lại bây giờ dùng cũng thấy chán ngắt. Có lẽ vì vòng trời này bây giờ yếu quá khiến đại nhân không tìm thấy kích tình. Có lẽ, nhưng gặp một số bằng hữu cũng làm ta khá bất ngờ. Con người Ninh Khả Nguyệt co rút nhớ chuyện gì đó thú vị. Thiên tư chống cằm nghĩ. Là Chân Long, bao nhiêu năm rồi mà hắn còn chưa chết, có chút tài. Nhưng hắn cuối cùng không chạy khỏi được thiên nhân ngũ suy. Ninh Khả Nguyệt ngước nhìn hư không vô biên như không có cuối, sâu sắc nói. Ngày xưa vương giả dưới vòng trời này lại rơi vào cảnh chật vật như thế, ta không biết nên mừng hay buồn đây. Thiên tư trầm ngâm nói. Đương nhiên là mừng. Ngày xưa nếu không phải hắn đánh đại nhân bị thương, buộc đại nhân để lại hậu chiêu, chắc trở hôn mê. Hiện giờ cảnh còn người mất, nếu gặp lại thì đại nhân có thể báo thù cũ. Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Có lẽ, nhìn bộ dạng bò sát của hắn khiến ta không có hứng báo thù chút nào. Ha ha ha, thiên tư cười càn rỡ. Nói đúng lắm, nếu đối thủ quá yếu thì không thể gợi lên hứng thú cho đại nhân được. Nhưng Cửu Uyên rất lợi hại. Có lẽ sẽ là kình địch của đại nhân. Ninh Khả Nguyệt nói. Tộc Thâm Uyên mãi mãi sống trong giới chi Thâm Uyên. Trừ phi thiên vũ giới hủy diệt không thì bọn họ sẽ không xen vào chuyện đời. Ta không có hứng thú với Thâm Uyên, địa giới, chờ xong việc nơi này chúng ta đi ma giới tìm người kia đi. Cái gì? Thiên tư run lẩy bẩy giật mình kêu lên. Chẳng lẽ người đó còn sống? Khóe môi Ninh Khả Nguyệt cong lên cười nói. Ta và Dận Vũ đều còn sống thì sao người kia chết được? Người kia tồn tại là thứ duy nhất khiến ta hứng thú. Mắt thiên tư lộ tia khó tin lầu bầu. Nhưng Ninh Khả Nguyệt đã đi xa mà thiên tư không hay biết, gã vội vàng đuổi theo. Chỗ giao giới hai vực đông, tây, nơi hiếm dấu chân người, một mảnh hoang vắng. Đột nhiên trên bầu trời sấm chớp đì đùng, mây đen cuồn cuộn,
vô số lôi quang tuôn ra từ hư vô như điện xà bàn về phía bốn phương tám hướng. Ầm 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 ầm. Mặt đất bị tia chớp đánh nát, một đóa sen vàng bay ra từ hắc ám dâng lên, trong thiên tượng cuồng bạo không ngừng biến lớn vững vàng đáp xuống từ từ. Ầm 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 ầm. Khi sen vàng đáp xuống đất thì đất đá tung tóe nổ một cái hố sâu. Hơn 10 luồng sáng từ bên trong bay ra, Thủy Thiên thi triển thần quyết thu như thị ngã văn vào trán. Mọi người nghi ngờ hỏi. Nơi này chính là ảo cảnh tinh nguyệt. Chuyện yêu tộc suy bại phải ngược về 3.000 năm trước, Cố Thanh Thanh đánh nhau với yêu hoàng lúc bấy giờ, tổ tiên của mạch. Trận chiến ấy làm yêu tộc dần tụt dốc, không ngừng bị nhân tộc bài xích, cuối cùng di chuyển đến ảo cảnh tinh nguyệt. Một tiền bối yêu tộc dùng thần thông tạo ra không gian độc lập. Đám người Thiên Vũ Minh đa phần là cường giả các đời lâu xa hơn thời đại này nên không biết ảo cảnh tinh nguyệt. Cố Thanh Thanh nhìn linh khí mỏng bốn phía, thổn thức nói. Ngày xưa ta chỉ đánh cuộc với yêu hoàng, ai biết sinh ra ảnh hưởng sâu xa đến vậy. Yêu hoàng vì chế tạo cường giả hư cực thần cảnh không tiếc lấy thân hóa đan rốt cuộc là đúng hay sai. Rất khó định luận. Lý Vân Tiêu liếc Cố Thanh Thanh. Nếu thương yêu ngày xưa biết kết quả đánh cuộc, yêu tộc bị xua đuổi đến nơi cằn cỗi như vậy, mình lấy thân hóa đan thì bị người cướp đi thì có đánh chết thương yêu cũng sẽ không đánh cuộc với nàng. Hừ, đồ không lương tâm nhà ngươi. Cố Thanh Thanh cười mắng. Bản cô nương tốn tâm cơ cướp huyết đan đó cuối cùng chẳng phải đút vào miệng người trong lòng của ngươi. Thật không lương tâm, chờ khi trở về ta sẽ kêu nàng ói ra trả lại cho ta. Mạch đứng một bên bình tĩnh nhìn, nghe, sắc mặt thản nhiên, không biết trong lòng gã nghĩ gì. Lý Vân Tiêu nói. Đừng quậy nữa, mọi người cẩn thận một chút. Với lực lượng của chúng ta không cần kiêng dè nhiều nhưng yêu hoàng không dễ đối phó, đặc biệt ký chủ là chân linh vô bí ẩn nhất từ thượng cổ đến nay, phải cẩn thận một chút. Mọi người gật gù đồng ý. Lý Vân Tiêu nhìn quanh. Quy Khư thông qua liên kết với Nguyệt Đồng của ta mở đường hầm truyền tống vượt vực nhưng nơi đây chỉ gần ảo cảnh tinh nguyệt, chúng ta phải tìm ra vị trí cụ thể. Cố Thanh Thanh nói. Chuyện này hơi khó khăn, không có tọa độ cụ thể. Trong một vực to lớn làm sao tìm ra một chỗ bí cảnh, cũng không có bất cứ dị tượng gì. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói. Việc này giao cho ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Sao ta quên mất Ngọc Công Tử vạn sự không cầu người, trong thiên hạ không có chuyện gì là ngươi không biết. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ, thầm nghĩ gã đường đường là phong hào vũ đế, có tài kinh thiên vĩ đại, thông kim bác cổ, hiện giờ lưu lạc đến mức làm kẻ chuyên dẫn đường. Nhưng những người trước mắt ai chẳng phải là cường giả quát tháo thiên hạ, trình độ oai phong hơn xa Đoan Mộc Hữu Ngọc. Nghĩ vậy tâm lý Đoan Mộc Hữu Ngọc cân bằng, bắt đầu thi triển ra thần quyết thôi diễn vị trí. Một lát sau, hơn 10 người bay vào bầu trời một mảnh sơn mạch. Nhìn xuống tuy không phải linh sơn bảo địa nhưng linh khí sung túc, trong chốn khỉ ho cỏ gáy này đã rất khá. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhìn bên trong. Chắc ảo cảnh tinh nguyệt nằm trong cốc. Cố Thanh Thanh cười giỡn. Có vị trí cụ thể thì dễ rồi. Sơn cốc này không lớn, linh khí thuộc loại bình thường, hủy cũng không đáng tiếc. Chúng ta trực tiếp ném ra mấy đại chiêu vào nổ sơn cốc. Nếu ảo cảnh tinh nguyệt thật sự ở bên trong thì sẽ có người yêu tộc đi ra. Mọi người cau mày cảm thấy không ổn, nếu làm vậy chẳng khác nào bứng ổ người ta, cục diện không chết không ngừng với yêu tộc. Lý Vân Tiêu nói. Khỏi cần ném đại chiêu. Bọn họ bị lời của nàng hù ra rồi. Quả nhiên có mấy bóng người lao ra khỏi cốc bay lên trời, tức giận quát. Ai dám nói năng bỗ bã tại đây? Tổng cộng 8 người, hình dạng xấu xí, vẻ mặt tức giận. Có người cầm binh khí, chắc nghe thấy lời Cố Thanh Thanh nói, 8 đôi mắt cùng nhìn nàng chằm chằm, sát khí bủa răng. Cố Thanh Thanh cười giỡn. Bản cô nương chỉ nói đùa, giờ không đùa với các ngươi nữa. Mau đi thông báo yêu hoàng. Nói là cố nhân Lý Vân Tiêu, Minh Chủ Thiên Vũ Minh đến thăm hắn. Người dẫn đầu kinh kêu. Lý Vân Tiêu. Người đó như nghe thấy cái tên đáng sợ, liên tục hút khí. 7 người khác biểu tình cực kỳ khó xem, vừa e sợ vừa tràn đầy tức giận, sát khí, quyết tuyệt, như có thủ sâu không chết không ngừng. Yêu tộc dẫn đầu nghiến răng quát hỏi. Ai là Lý Vân Tiêu? Bọn họ không biết Minh Chủ Thiên Vũ Minh là ai, cũng không hứng thú biết. Nhưng Lý Vân Tiêu thì như sấm bên tai, tồn tại gần như sát tinh. Lý Vân Tiêu sửng sốt sau đó phản ứng lại,
Chắc lúc chiến tranh ở Ngũ Hà Sơn hắn và Bắc Thần Nam hợp tác thi triển cuồng duệ khốc huyễn thiên thu vạn cổ chi toàn chuyển lưu lưu cầu, giết quá nhiều yêu tộc nên để lại ấn tượng sâu sắc, một ấn tượng rất tệ. Lý Vân Tiêu đi lên trước chắp tay nói. Tại hạ chính là Lý Vân Tiêu, hiện có chuyện muốn cầu kiến yêu hoàng hoang, tuyệt đối không phải đến gây sự. Mong mấy vị hỗ trợ thông báo một tiếng. Tam yêu tộc thấy Lý Vân Tiêu tự báo danh thì thụt lùi vài bước, giữ khoảng cách với sát thần này. Yêu tộc dẫn đầu nghiến răng rít. Ngươi còn dám tới ảo cảnh tinh nguyệt, thật là tự tìm cái chết. Bằng hữu thân của ta bị độc lôi của ngươi giết trong Ngũ Hà Sơn, ta muốn giết ngươi báo thù. Yêu tộc này rất can đảm, tuy cảm nhận hơi thở đám người Lý Vân Tiêu không tầm thường nhưng vẫn nổi lên dũng cảm lao tới. Yêu tộc vỗ đôi cánh sau lưng đến trước mặt Lý Vân Tiêu, hét to hai tay kết ấn đánh ra. Yêu này chỉ có tu vi đẳng cấp phụ tôn, làm Lý Vân Tiêu hơi dở khóc dở cười. Đánh thì không được, không đánh cũng không thể. Lý Vân Tiêu đành biến ra một kết giới trước mặt ngăn thủ ấn của người đó lại. Ầm 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 ầm. Yêu tộc phát cuồng liên tục đánh ra hơn 10 chiêu đập vào kết giới, không gây ra chút gợn sóng. Yêu tộc hoàn toàn biến sắc mặt, trắng bệch không chút máu. Yêu tộc thế mới hiểu giữa hai người chênh lệch như lạch trời. Đối phương chỉ không muốn so đo với gã, không thì 100 người tu vi như gã cũng phải chết. Yêu tộc không phải loại người không biết tốt xấu, đành thu tay về nói. Được, đừng tưởng rằng ngươi không giết ta thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi dám đến ảo cảnh tinh nguyệt vậy sẽ cho ngươi có đi không về. Yêu tộc xoay người quát. Mấy người trông chừng bọn họ, đừng để họ trốn thoát. Yêu tộc nói xong xoay người lao vào sơn cốc đi báo tin. Còn lại 7 yêu tộc từ xa bao vây hơn 10 người vào giữa. Tuy rằng biết thực lực cách xa nhưng chức trách trên vai, chết không chối từ. Lý Vân Tiêu nhìn, thầm gật gù. Tuy yêu tộc hơi dư thừa vũ dũng mà không đủ mưu lược nhưng mỗi người đúng là dũng sĩ nhiệt huyết, đáng giá kính nể. Rất nhanh yêu tộc bay về, hét to. Yêu hoàng đại nhân có lệnh, mang nhóm Lý Vân Tiêu vào ảo cảnh tinh nguyệt. 7 yêu tộc bỏ trạng thái cảnh giới ngay, nghiêm túc đứng một bên. Giờ phút này cảnh tượng bên trong sơn cốc thay đổi. Trời quang mây tạnh, có ánh sáng nhiều màu từ trong bắn ra ngoài. Rất nhanh một cầu vồng rơi xuống trước mặt mọi người nối thẳng vào cốc. Mọi người biết cầu vồng này tuyệt đối không nối với sơn cốc mà là tiến vào bí cảnh trong cốc, ảo cảnh tinh nguyệt. Lý Vân Tiêu nói. Đi thôi. Lý Vân Tiêu đi đầu đạp trên cây cầu đỏ tiến lên trước. Cầu vồng nhìn như không dài nhưng đi khoảng một tách trà sau mới tới cuối, đầu kia cây cầu mất hút trong ảo cảnh. Trên một ngọn núi lớn có thể nhìn xuống không gian vạn dặm. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, toàn ảo cảnh tinh nguyệt không có nhiều thần diệu, thua xa hải chi xâm lâm nhưng cũng tự thành thiên địa. Có bầu trời, núi non, sông, hồ nước, đất đai. Vị yêu tộc tiền bối ngày xưa chế tạo bí cảnh này tốn khá nhiều công sức. Đám người Lý Vân Tiêu đi xuống cầu vồng, mặt treo nụ cười nghiền ngẫm. Trong thần thức của bọn họ cảm ứng được tứ phía mai phục ngàn vạn yêu tộc. Thực lực không đồng đều. Mấy người mạnh nhất chỉ cỡ quy chân thần cảnh, có vẻ mới đột phá gần đây. Yêu hoàng đề phòng Lý Vân Tiêu gắt gao, nhưng yêu hoàng nằm mơ cũng không nghĩ ra 10 vị cường giả hư cực cùng đến một lúc. Nếu kêu đám người mai phục tấn công sẽ như trận đồ sát bộ tộc Tứ Hải, cuộc tàn sát đơn phương. Nhưng hoàng là người có hùng tài vĩ lược, chắc hẳn sẽ không hồ đồ như vậy. Yêu tộc dẫn đường mang bọn họ lên đỉnh núi, đó là đất bằng cực kỳ rộng rãi. Một tòa yêu điện nguy nga sừng sững đằng trước. Yêu tộc gắt gỏng. Các ngươi chờ ở đây, ta đi thông báo. Yêu tộc hung tợn chừng nhóm Lý Vân Tiêu. Ngoan ngoãn cho ta. Người yêu tộc mới quay đi thì luồng gió nhẹ ập vào mặt, một thanh âm thân thiện vang lên. Vân Tiêu, từ ngày đó chia tay tu vi lại tiến bộ rồi. Yêu tộc kia nghe vậy giật nảy mình vội đứng sang bên cạnh, cung kính nói. Kính chào ngài tiên sinh. Một nam nhân thanh tú tuấn nhã theo làn gió nhẹ từ từ đến gần, môi treo nụ cười, là ngài. Lý Vân Tiêu vội tiến lên chắp tay chào. Hóa ra là ngài tiên sinh. Ngài ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói. Vân Tiêu công tử dường như thái độ hơi xa lạ với ta. Lý Vân Tiêu sửng sốt, cười nói. Có lẽ, ngài gật đầu nói. Ta hiểu, hiện tại Vân Tiêu công tử là minh chủ Thiên Vũ Minh. Từng hành động đại biểu cho ý nguyện của Thiên Vũ Minh, hoặc nên nói là Thái Đệ. Vì vậy rất nhiều lũ buộc phải thận trọng khách sáo,
lâu dần đánh mất cá tính tiêu sái không kiêng kỵ ngày xưa, khi làm việc bị trói buộc này nọ. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, vì ngài nói có lý. Chính Lý Vân Tiêu cũng mơ hồ nhận ra nhưng không rõ ràng như đối phương vạch trần, chọt chúng chỗ hiểm. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ngài tiên sinh tuệ nhãn, ta quả nhiên không thích hợp làm lãnh tụ kiểu này, ta thích hợp cuộc sống tiêu dao tự tại, không ràng buộc hơn. Lý Vân Tiêu nhớ ngày xưa lúc phong hào vũ đế, nhật nguyệt hành thiên, thích gì làm nấy, sảng khoái biết mấy. Đâu như hiện giờ khi làm việc thì có cóng tay chân, cần phải đắn đo rất nhiều. Ngài mỉm cười nói. Vân thiếu gia khiêm tốn, cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng to. Hiện tại Vân thiếu gia gánh trách nhiệm hơn xa cường giả bình thường, trong sách sử xưa nay không nhiều đại nhân vật ngang bằng Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta biết ngài tiên sinh có thuật đạo vô song nhưng không ngờ tài ăn nói cũng vô song. Dù ngài khen ta lên mây nhưng nghe vào tai vẫn thấy dễ chịu. Ngài cười nói. Ta không nịnh Vân thiếu gia, chỉ nói thật lòng. Nhắc tới thuật đạo vô song thì. Mắt ngài bắn ra tia sáng cười nói. Vân thiếu gia đã bước vào thập giai thuật thần rồi đúng không? Ta rất mong chờ có một trận so tài. Lý Vân Tiêu cười nhìn ngài. So tài thì dễ, chờ lúc ta rảnh tùy thời đều được. Ta thích nghe ngài nói thật, xin hãy nói nhiều chút. Ngài cười phá lên, đổi đề tài khác. Các vị đừng đứng ngoài cửa, không thì chủ nhân ta đây đón tiếp không chu đáo. Mời vào bên trong ngồi. Ngài đưa mọi người vào đại điện, bên trong giản đơn mộc mạc nhưng khí thế hùng vĩ toát ra uy nghiêm. Ngài sai người dâng lên quỳnh tương linh quả ngay. Khách sáo mấy phen sau ngài ánh mắt nghiêm túc hỏi. Không biết Vân thiếu gia đến ảo cảnh tinh nguyệt có chuyện gì? Dường như ảo cảnh tinh nguyệt không mời các vị tới. Vẻ mặt ngài lạnh lùng hơn trước nhiều, e ngại quét mắt đám người Cố Thanh Thanh, nỗi lòng vô cùng kinh hoàng. Những người trước mắt ai nấy thực lực sâu không lường được, không dưới yêu hoàng. Ngài nhìn Cố Thanh Thanh, mạch lâu nhất, đặc biệt với mạch, ngài thân thiệt gật đầu. Mạch nhẹ gật đầu lại xem như đáp lễ. Đối phương dù gì là siêu thuật luyện sự trăm ngàn năm qua khoáng thế xuất hiện trong yêu tộc, đáng giá bất cứ ai tôn kính. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng nói. Ngài tiên sinh không cần lo lắng, ta đến đây không phải đối địch yêu tộc mà là. Lý Vân Tiêu kể sơ tình huống. Ngài không dành chuyện quy khư nhưng ít nhiều gì nghe ra manh mối, kinh ngạc hỏi. Ý Vân Thiếu gia nói quy khư trừ tìm Vân Thiếu gia ra còn muốn kiếm Ngô Hoàng đại nhân. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tuy ta không rõ quy khư tìm vô làm gì nhưng Hoàng là người duy nhất có thể câu thông vô. Quy khư mở đường hầm truyền tống vượt vực đến đây chắc vì muốn tìm Hoàng. Sắc mặt ngài nghiêm nghị đứng dậy, gã chắp tay hướng mọi người. Ngài xin thất lễ rời đi một lúc, chuyện này quá quan trọng, ta phải đi bẩm báo cho Ngô Hoàng. Hừ, Hoàng này làm gái quá. Mạch lạnh lùng nói. Theo ta thấy thì ngài tiên sinh không cần đây, chờ quy khư tới thì hơn phân nửa sẽ giết hắn, yêu Hoàng đời tiếp theo chắc chắn là ta. Tiên sinh cứ ở lại tiếp tục bàn chuyện với chúng ta đi. Ngài ngây ra, cười khổ lắc đầu lo lắng nói. Yêu tộc hiện giờ đã rất yếu, không chịu nổi sóng gió lớn nữa. Mạch đại nhân tuyệt đối đừng gây sai lầm thêm, coi như ngài van xin đại nhân. Xì. Mạch cười khẩy nói. Yêu tộc không hưng không phải vì yếu mà do yêu hoàng quá kém cỏi. Đổi lại người khác thì mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức sớm dẫn dắt tộc ta lên đỉnh. Chỉ có phế vật hoang là kéo nguyên yêu tộc cùng hắn ngày càng rác rưởi. Ngài nhíu mày nghe, không nói Mạch nói đúng hay sai. Chỉ nghe giọng nói là biết chút manh mối. Mạch có lòng mơ ước vị trí yêu hoàng, chỉ có hại không lợi cho yêu tộc. Một tiếng gầm giận dữ từ xa vọng đến. Càn rỡ. Gió mạnh rát mặt vọt vào đại điện, vật trang trí bốn phía nát hết. Trước mắt mọi người xuất hiện một thân hình vạm vỡ đầy sát khí, là hoàng của vạn yêu, Hoang. Tiểu tử thương yêu tộc, người cố ý đến tìm chết phải không? Bây giờ bổn tọa thành toàn ngươi đây. Hoang tràn ngập bá khí trừng Mạch, sát khí hừng hực dục dịch muốn giết Mạch ngay. Nhưng đám người Lý Vân Tiêu có mặt khiến Hoang hết sức kiêng dè. Mạch nhìn thẳng Hoang, lạnh lùng cười. Ngươi tự mình đến chịu chết thì thôi, sao còn mai phục hàng trăm cao thủ quanh đại điện làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết những người này chỉ là cặn bã trước mặt chúng ta sao? Yêu tộc đã hoàn toàn bị hủy trong tay ngươi, giờ ngươi còn muốn đưa toàn bộ tộc vào vạn kiếp bất phục. Ngậm miệng lại. Hoang tức giận quát.
giết ngươi chỉ cần mình ta, không cần mai phục. Ngoài mặt Hoang phát cuồng nhưng trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Quét mắt qua trừ Mạch ra những nhân tộc hơn phân nửa là cường giả hư cảnh, làm Hoang sợ đứng tim. Mạch đứng dậy, gã cuồng cười. Ha ha ha, hay, nói hay. Mạch giơ ngón tay cái lên, nhe răng cười nói. Làm người yêu tộc thì phải có gan góc, can đảm như vậy. Giờ ta lấy thân phận tộc nhân yêu tộc khiêu chiến với ngươi, yêu hoàng đời trước đại nhân. Đời trước? Hoàng tức giận bật cười hỏi. Ha ha, vô tri, cuồng vọng. Lý Vân Tiêu, này là tranh đấu nội bộ của yêu tộc chúng ta, xin các vị đừng nhúng tay vào. Hiện giờ Hoàng e ngại nhất là đám người Lý Vân Tiêu, không rõ lai lịch thế nào, rất đáng sợ. Ngài vội bước ra đứng giữa hai người, giơ đôi tay ngăn lại. Hai vị tuyệt đối đừng đánh nhau. Vẻ mặt ngài sốt ruột liếc qua liếc lại hai người, quay sang ngó Lý Vân Tiêu cầu cứu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Mạch, chúng ta đến đây không phải vì để ngươi giành ngôi yêu hoàng, đừng làm bậy. Mạch hừ một tiếng, tuy rằng bất mãn với lời Lý Vân Tiêu nói nhưng không cãi lại. Mạch xoay người ngồi lại chỗ của mình, lạnh nhạt nói. Nếu Vân Thiếu gia mở miệng thì đương nhiên ta phải nể mặt, tạm thời cho ngươi làm thêm yêu hoàng vài ngày. Hoang, ngài giật nảy mình, nghi ngờ liếc nhau. Cá tính yêu tộc luôn nóng nảy, hiếm ai có thể hàng phục bọn họ, càng không nói đến cường giả hư cực thần cảnh như Mạch, hầu như không bị ai trói buộc. Không ngờ Mạch nghe lời Lý Vân Tiêu như thế. Hoang hừ lạnh một tiếng. Ngông cuồng, bản hoàng ở trên ngôi báu yêu hoàng tùy thời chờ ngươi đến chiến. Hoang phát ra khí thế đúng là có phong phạm bá chủ ngạo nghễ thiên hạ. Ngài thầm than, một núi không chứa hai cọp, gióng xó yêu tộc còn lâu mới chấm dứt. Tuyệt đối đừng có thêm cơn bão như lúc ở Ngũ Hà Sơn, không thì toàn tộc quần sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Vẻ mặt ngài nặng trĩu ưu tư đứng một bên không lên tiếng. Hoang uy phong lẫm lẫm đi lên ghế chính, lãnh ngạo liếc xéo Lý Vân Tiêu, hừ mũi. Lý Vân Tiêu, người còn dám đến ảo cảnh tinh nguyệt. Thật là trong mắt không người. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Yêu hoàng đại nhân thích nói đùa, nếu không có chuyện quan trọng thì ta không dám đến quấy rầy. Vừa đã kể sơ với ngài tiên sinh. Lý Vân Tiêu kể tỉ Marie lại chuyện quy khư. Hoàng luôn lắng tai nghe không ngắt lời, thỉnh thoảng cau mày. Mãi khi Lý Vân Tiêu nói xong, Hoàng trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Ý ngươi nói quy khư cần lực lượng của vô, chuyện này là sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta cũng tò mò điểm này, ta còn tưởng rằng yêu hoàng đại nhân có thể cho ta chút tham khảo. Hoàng hừ mũi. Vô là một con bí ẩn, kỳ lạ nhất trong đông đúc chân linh thượng cổ, ta chỉ ký kết quan hệ, ký chủ, với vô, trong thời gian nhất định mượn một phần lực lượng sử dụng, làm sao biết quy khư muốn làm cái gì. Hoàng lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Các ngươi có nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ còn sợ quy khư kia sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi lắc đầu nói. Không ai biết quy khư mạnh đến mức nào, ta chỉ biết mỗi lần quy khư liên lạc là ta cảm nhận được lực lượng của hắn không ngừng phục hồi, bây giờ ít nhất là hư cực thậm chí càng cao. Hoang giật mình kêu lên. Càng cao. Hoang giật mình hét to. Chẳng lẽ sẽ là tạo hóa cảnh? Đừng đùa, dưới vòm trời này làm sao có tạo hóa cảnh tồn tại? Mạch châm biếm trào phúng. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Mạch cười khẩy nói, ếch dưới đáy giếng không biết biển rộng, sâu mùa hè không biết băng tuyết. Người nông cạn ngu đần như ngươi làm yêu hoàng hèn gì yêu tộc từ từ yếu đi, càng lúc càng kém. Hoàng tức điên bật dậy. Ngươi nói cái gì? Hoàng quát to. Ngươi muốn chết ngay bây giờ phải không? Sát khí như thực chất, như các lưỡi dao nhọn bắn ra ngoài, không khí bị rạch vết rách. Mạch không hề sợ, gã cười khẩy nói. Dưới vòng trời này không có tạo hóa cảnh. Xin lỗi, mấy ngày trước chúng ta còn ở Hải Chi Xâm Lâm đại chiến một trận với tạo hóa cảnh, không chỉ một vị. Cái gì? Lần này không chỉ Hoang, ngài cũng hết hồn. Bọn họ cứ nghĩ Mạch phá chơi, cố ý châm học, nhưng xem đám người Lý Vân Tiêu gật đầu làm chứng thì vô cùng giật mình. Ngài không kiềm được hỏi. Mạch đại nhân, Vân thiếu gia, các người thật sự thấy tạo hóa cảnh, không chỉ một vị. Lý Vân Tiêu nói, tiên sinh nhìn xem thực lực nhóm chúng ta như thế nào. Vậy mà suyệt nằm mãi mãi ở Hải Chi Xâm Lâm, tiên sinh thấy sao? Ui! Ngải và Hoang liếc nhau, lộ rõ kinh sợ. Hoang sợ hãi hỏi, mấy vị tạo hóa cảnh, cái này,
Rốt cuộc là chuyện gì? So với chuyện quy khư thì Hoang hứng thú với điều này hơn. Lý Vân Tiêu nói. Việc này một lời khó nói hết nhưng tuyệt đối không giả dối. Hoang đại nhân cũng không cần kinh hoàng, những cường giả này không có ân oán gì với yêu tộc, không bao giờ đến ảo cảnh tinh nguyệt. Hoang im lặng, bảo trong lòng không hoảng là không thể nào. Giống như một tướng quân cho rằng mình có quân đội trăm vạn, đệ nhất thiên hạ. Ai biết đột nhiên có vài người chui ra, toàn là quân đội ngàn vạn. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân hãy ưu tiên lo chuyện quy khư đi. Hoang khẽ hừ, chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước tới đất chặn chứ còn cách nào. Ta không biết quy khư muốn làm gì, nếu là yêu cầu bình thường thì chắc không sao, còn nếu quá đáng. Hừ, yêu tộc ta không dễ chọc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nói rất đúng, nhưng đại nhân cảm thấy đó sẽ là yêu cầu, bình thường, sao? Đột nhiên một giọng nữ nhân vang bên tai mọi người. Ha ha ha, đừng nghĩ xấu về ta như vậy, thật ra yêu cầu của ta rất bình thường. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt. Với thực lực của bọn họ thế nhưng không phát hiện có người. Hoang và ngải mắt tràn đầy giật mình, tin tưởng lời đám người Lý Vân Tiêu đã nói hơn. Lý Vân Tiêu giận dữ gầm lên. Quy khư. Kinh khí mất kiểm soát nổ tung trong đại điện, Lý Vân Tiêu vọt ra ngoài trước. Mấy người khác theo sau. Bên trên đại điện, dưới không trung vạn dặm, hai bóng người đơn độc đứng. Hoang, ngài thầm giật mình, cả ảo cảnh không chỉ là không gian độc lập còn có phòng ngự kết giới cực mạnh. Nếu yêu tộc không mở cấm chế, cưỡng ép tiến vào sẽ gây sao động. Nhưng trong ảo cảnh vẫn gió êm sóng lặng, chẳng có một chút dập dờn. Hoang tức giận quát. Các ngươi vào bằng cách nào? Hoang là hoàng của vạn yêu, lúc này gã phải đứng ra. Tiếng giống của hoang thế mới dẫn đến yêu tộc trong ảo cảnh náo động, nhiều cường giả bất chợt phát hiện bóng dáng Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại bao vây hai người này. Lý Vân Tiêu luôn nhìn chằm chằm hai người, không nhúc nhích, như hóa thạch từ ức vạn năm. Thù hận khắc cốt minh tâm khiến người đau nhói lòng. Thiên Tư cười khẩy nói. Xì. Chúng ta lặng lẽ đi vào không tốt sao? Hay muốn đại sát một chân, xử lý hết đám lâu la này ngươi mới vừa lòng? Hoang giận run. Ngươi! Nhưng nghĩ đến Lý Vân Tiêu e ngại hai người này thì không dám lỗ mãng, Hoang nghiền răng nói. Nếu khi hai vị tiến vào thông báo một tiếng thì ta sẽ càng vừa lòng. Lý Vân Tiêu quay đầu lại, nói. Yêu Hoàng đại nhân, kêu những thuộc hạ vũ trụ xuống đi, không thì chẳng khác gì tặng cái chết. Ngài biến sắc mặt, cảm kích gật đầu. Ngài ra lệnh. Mọi người rút ra phạm vi ngàn dặm, trong ngàn dặm dù xảy ra chuyện gì cũng không cho phép ai đi vào. Mệnh lệnh ra, tất cả người yêu tộc giật mình, sao động, biết xảy ra chuyện lớn. Yêu tộc có nhiều người vũ dũng, vẻ mặt tức giận không chịu đi. Hoang trầm giọng nói. Ngài tiên sinh ra lệnh chính là mệnh lệnh của ta, tất cả người không nghe đều là kháng lệnh, giết toàn tộc. Cái gì? Ui! Các tiếng giật mình, hút khí vang lên. Chống lệnh yêu hoàng là tội chết nhưng không đến mức phải giết toàn tộc. Tru sát toàn tộc là hình phạt nghiêm khắc nhất, trừ phi là tội lớn như toàn tộc tạo phản nếu không dù có ngỗ nghịch cỡ nào cũng không đến mức tru sát cả tộc. Lần này mọi người càng sâu sắc hiểu sự việc nghiêm trọng, nhưng yêu hoàng đã ra lệnh thì không ai dám chống đối, vội vàng rút ra ngoài ngàn dặm. Thiên Tư cười phá lên, trong mắt tràn đầy trêu vui và càn rỡ. Ha ha ha, yêu hoàng thật khá, biết yêu quý bộ tộc của mình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc Thiên Tư, nhìn chằm chằm đến khi gã bồn chồn hừ khẽ, ngừng chàng cười. Lý Vân Tiêu chuyển sang nhìn Ninh Khả Nguyệt, kiềm nén cảm xúc nghiến răng quát. Quy khư, ngươi thả Ninh Khả Nguyệt đi. Thả. Ninh Khả Nguyệt lộ ánh mắt ngạc nhiên, cười khẩy nói. Vân thiếu gia, ta chính là Ninh Khả Nguyệt, nó đi gì thả hay không? Mặt Lý Vân Tiêu co giật lạnh lùng nói. Vậy ngươi cho ta biết phải làm sao mới chịu thả nàng. Ninh Khả Nguyệt ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường cười khẩy nói. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Bản thân ta bản thân chính là Ninh Khả Nguyệt, cũng là quy khư. Không phải quy khư chiếm cứ thân thể Ninh Khả Nguyệt mà là bọn họ dung hợp. Dung hợp? Lòng Lý Vân Tiêu run rẩy hỏi. Là sao? Ninh Khả Nguyệt thản nhiên nói. Là ta ngay trước mắt ngươi không phải Ninh Khả Nguyệt, cũng không là quy khư, tóm lại là thể kết hợp bọn họ hoặc nên nói cùng là hai người. Điều ta đang làm vừa là ý chí của Ninh Khả Nguyệt cũng là quy khư.
Không, không thể nào. Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Ngươi đừng lòng lừa ta. Khả Nguyệt tuyệt đối không cam tâm tình nguyện ở cùng các ngươi. Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh nhìn Lý Vân Tiêu, chợt cười nói. Ngươi khẳng định vậy sao? Ngươi cho rằng mình rất hiểu nàng. Ninh Khả Nguyệt trong tiềm thức của ngươi chẳng qua là ý tưởng ích kỷ trong lòng ngươi. Ngươi cảm thấy nàng nên như thế nào mới là nàng thật sự? Lý Vân Tiêu ngây người, bị câu hỏi làm á khẩu, hắn suy tư. Ninh Khả Nguyệt nở nụ cười, cười thê lương. Nếu là Ninh Khả Nguyệt trong lòng ngươi thì phản ứng lúc này nên thế nào? Về thành Hồng Nguyệt, mỗi ngày canh giữ dưới cây hoa đào, trông chờ mòn mỏi và nhớ Mộ Dung đại ca của nàng sao? Người Lý Vân Tiêu run rẩy, cực kỳ khó tin ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Nhưng người bên cạnh nàng là hung thủ giết chết Mộ Dung đại nhân và Sở Nhiên. Thiên Tư khinh thường xì mũi. Xì. Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói. Không sai, Mộ Dung đại ca, Sở Nhiên đại ca đã chết, bị Thiên Tư giết, nhưng tại sao bọn họ chết? Chẳng phải là vì cứu ngươi sao? Như vậy ngươi hy vọng ta cùng ngươi đối kháng Thiên Tư, Quy Khư rồi chết trong tay bọn họ sao? Có phải ngươi cảm thấy ta như vậy mới là ta thật sự, mới hỏa mãn khát cầu trong lòng ta? Ninh Khả Nguyệt cười chào phúng. Đó không phải là ta thật sự mà chỉ là ta, trong suy nghĩ của ngươi. Người Lý Vân Tiêu run bần bật, chán toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Mấy vấn đề này gõ vào lòng Lý Vân Tiêu, đánh nát trái tim, như rơi xuống vực sâu. Ninh Khả Nguyệt tiếp tục bảo. Dung hợp Quy Khư có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất cho ta, nhưng... Ninh Khả Nguyệt nhìn chăm chú rực rỡ như ánh sao, trong suốt như hồ nước. Ninh Khả Nguyệt chậm rãi nói. Nhưng là lựa chọn chân thật nhất của ta. Lý Vân Tiêu phát cuồng gầm lên, run lẩy bẩy. Không, không phải. Lý Vân Tiêu không chấp nhận hiện thực này được, hắn không cách nào thừa nhận lời Ninh Khả Nguyệt nói. Lý Vân Tiêu rít gào. Ta tuyệt đối không tin. Quy Khư, người đừng hòng mê hoặc lòng người tại đây. Hôm nay ta sẽ chém người dưới kiếm, cứu Ninh Khả Nguyệt về. Trên người Lý Vân Tiêu dâng lên kiếm khí ngú trời, kiếm thương chảm hồng nằm trong tay. Trong phút chốc hiện ra muôn vàn kiếm quang ngưng tụ thành kiếm cương to lớn hợp nhất với Lý Vân Tiêu. Đi chết đi, Quy Khư, người phải trả lại Khả Nguyệt cho ta. Kiếm chảm tinh thần. Ngàn vạn ánh sao rơi nổi bật nhát kiếm kia chém vào thân hình cô đơn đứng lặng. Ninh Khả Nguyệt không hoảng hốt, không chút biểu tình, chỉ cười khẽ. Ninh Khả Nguyệt cười bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, sự thật luôn tàn nhẫn, ngươi không chịu tin nên chỉ có thể tiếp tục lừa gạt, tê liệt chính mình. Thiên Tư nhếch mép cười khẩy nói. Ha ha, vô chi là phúc, nói ra thì ta hơi hâm mộ mấy con bò sát suốt ngày sống trong ảo tưởng của mình. Ta sẽ không tin lời nói bậy bạ của các ngươi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm lạnh lùng nói. Lời nói ra từ miệng các ngươi thì ta không tin một chữ nào, ta muốn dùng kiếm trong tay đánh gục các ngươi, hỏi bản tâm của Ninh Khả Nguyệt. Đây là kiếm kỹ sau khi Lý Vân Tiêu bước vào hư cực thần cảnh thứ thi triển ra, nguyên không gian ảo cảnh tinh nguyệt run rẩy vì nhát kiếm, lực lượng đáng sợ làm không gian khó thể giữ bình thường, bắt đầu tan vỡ. Hoang, ngài hết hồn. Ngài vội nói. Ngô Hoàng đại nhân nhanh chóng bày ra kết giới, ổn định không gian đi. Không thì nguyên ảo cảnh tinh nguyệt đều tiêu. Được. Hoàng lập tức cùng ngài thuấn di đi xa, bắt đầu bố trí kết giới. Tám trưởng thiên cảnh lên tiếng. Chúng ta có nên hỗ trợ không? Cố Thanh Thanh lắc đầu nói. Theo ta thấy thì không cần, chút nữa đại chiến không gian nhỏ bình thường sao chịu nổi. Dù là ngài, Hoàng thì có năng lực gì bày ra kết giới ngăn dư ba đại chiến? Tám trưởng thiên cảnh kinh ngạc hỏi. Vậy là nơi đây chắc chắn bị hủy. Cố Thanh Thanh gật đầu nói. Đúng, nhưng không chừng lại là cơ duyên cho yêu tộc. Nếu nơi đây bị hủy trong tay Lý Vân Tiêu thì hắn phải cho yêu tộc một sự bồi thường. Đoan Mộc Hữu Ngọc mỉm cười nói. Đúng rồi, có lẽ yêu tộc nhân hòa gặp phúc, tìm được Linh Sơn Bảo Địa thích hợp với mình hơn. Mấy người trò chuyện không truyền âm bí mật, Hoang, ngài nghe hắn hết. Hai người cau mày, Hoang hừ khẽ. Ngài lộ vẻ mặt đăm chiêu. Ninh Khả Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu đâm kiếm tới, khóe môi cong lên kỳ dị, mắt chợt biến đỏ ngầu. Ngươi muốn hỏi bản tâm sao? Vậy cho ngươi hỏi. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, cảm thấy có gì là lạ. Ninh Khả Nguyệt trước mắt đột nhiên xoay người đâm kiếm, là tuế nguyệt như ca biến thành hoàng kim kiếm,
nhưng uy lực nhát kiếm này. Chỉ có vũ đế bát tinh. Bùm! Tuế Nguyệt như ca đập vào kiếm thương chạm hồng, Ninh Khả Nguyệt đánh không lại, vẻ mặt giật mình cong tay, trường kiếm rời tay bay ra ngoài. Keng! Hoàng kim kiếm cắm phập xuống đất. Oa chật! Bốn phía vang tiếng tặc lưỡi, rất là thổn thức. Cổ Phi Dương, ngươi thật là không có phong độ. Nhị tiểu thư Ninh ra chơi với ngươi mấy chiêu vậy mà ngươi vừa lên liền đánh thật. Ngươi dù gì cũng là vũ đế thành danh, tự hủ phong lưu, không ngờ xuống tay tàn nhẫn như vậy. Người Lý Vân Tiêu run rẩy nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt toàn là khuôn mặt quen thuộc. Một nam nhân cầm y ngọc quan tiến lên nâng Ninh Khả Nguyệt té ngã dậy, khẽ hỏi. Nàng có sao không? Gò má Ninh Khả Nguyệt hơi hồng vùng cánh tay ra khỏi tay nam nhân. Ta không sao. Ninh Khả Nguyệt nói xong buồn bực đi thẳng về chỗ cũ, không thèm quay đầu. Nam nhân mỉm cười, xoay người nói với Lý Vân Tiêu. Phi Dương, vừa rồi ngươi thất thần. Người Lý Vân Tiêu run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mộ Dung, đại ca. Mộ Dung Trúc chau mày, ân cần hỏi han. Ngươi làm sao vậy, ta xem ngươi hình như bị bệnh, hay là luyện công xảy ra vấn đề. Lý Vân Tiêu chợt khóc, cắm kiếm thương chạm hồng xuống đất, quỳ một gối khóc ròng. Xin lỗi, xin lỗi. Mộ Dung Trúc giật nảy mình vội tiến lên nâng Lý Vân Tiêu dậy, kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Bốn phía trở nên yên lặng, tất cả hào kiệt trẻ tuổi ngơ ngẩn, mới rồi còn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh như chết. Có chuyện gì, hắn bị tẩu hỏa nhập ma thật sao? Mới rồi xuống tay với nhị tiểu thư Ninh gia ác vậy mà hiện tại vừa khóc vừa quỳ. Ta nghe nói nhị tiểu thư Ninh gia có chút mập mờ với Mộ Dung Trúc, chắc mới nãy lỡ nặng tay, thấy Mộ Dung Trúc đứng ra thì run nên quỳ xuống van xin. Ngươi không nghe hắn nói, xin lỗi, sao? Trời, không đến mức đi, Cổ Phi Dương là cường giả thiên tài mới nổi, thực lực không kém hơn Mộ Dung Trúc bao nhiêu. Theo ta thấy xem như tám lạng nửa cân mới đúng. Ninh Khả Nguyệt nghe mọi người xì xầm bàn tán, tâm tình khó chịu bị Cổ Phi Dương đánh bị thương cũng trở thành xấu hổ tức giận, hận không thể rút kiếm chém đám người này. Lý Vân Tiêu quỳ một gối dưới đất, nước mắt như rèm trâu đứt dây rơi xuống đất, rất nhanh ướt mảng lớn. Mộ Dung Trúc hơi tức giận gồng sức nâng Lý Vân Tiêu dậy, răn dậy. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng, hở chút là quỳ. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lệ ướt mặt. Lý Vân Tiêu nức nở. Mộ Dung đại ca, tuy rằng ở trong ảo cảnh nhưng còn được gặp đại ca thật tốt quá. Lý Vân Tiêu giang hai tay ôm chặt Mộ Dung Trúc. Hai nam nhân ôm nhau dẫn đến tiếng xì xầm, chào phúng. Mộ Dung Trúc cảm thấy không ổn nhưng nhìn Cổ Phi Dương kích động như thế đành vỗ vai hắn nói. Được rồi, không sao, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ninh Khả Nguyệt trợn to mắt, hai tay che mặt tức giận nói. Hai cái tên vô sỉ. Trên Thanh Phong Minh Nguyệt lâu rộ tiếng cười vang. Khương Sở Nhiên ngồi ở ghế chính cười khổ nói. Hai vị đều là hào kiệt đương thời, xin hãy kiềm chế tình cảm của mình lại. Dù gì anh kiệt thiên hạ toàn ở đây. Các người phóng khoáng như vậy nhưng chủ nhân ta đây không phóng nổi. Sở Nhiên. Lý Vân Tiêu buông Mộ Dung Trúc ra xoay người chạy lên ôm chặt Khương Sở Nhiên. Khương Sở Nhiên sợ quá liều mạng vùng vẫy, nhưng Cổ Phi Dương ôm quá chặt, siết gã hơi đau. Khương Sở Nhiên vừa kinh vừa giận, toàn thân nổi da gà. Buông ra, không ngờ ngươi có sở thích đồng dương. Các nam nhân xung quanh giật mình hét to. Cổ Phi Dương nổi thú tính rồi. Muốn đè Khương Sở Nhiên, mau trốn đi. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu hỗn loạn. Có người cố ý la, có người sợ thật, tập thể trốn sang bên. Mộ Dung Trúc phát hiện không đúng, trầm giọng hỏi. Phi Dương, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Mộ Dung Trúc tiến lên chộp vai Lý Vân Tiêu tách hai người ra. Lý Vân Tiêu ôm Mộ Dung Trúc, bỗng chốc ôm cả hai, hắn khóc nói. Đa tạ hai vị ca ca chăm sóc cho ta. Mộ Dung Trúc. Khương Sở Nhiên không hiểu ra sao. Khương Sở Nhiên vùng ra, quát vào mặt hắn. Cổ Phi Dương, rốt cuộc ngươi bị gì? Ninh Khả Nguyệt nhìn chỗ Sổ Phi Dương ngồi, nghi hoặc hỏi. Có phải mới rồi trong huyết trà bưng lên bị người bỏ thuốc không? Khương Sở Nhiên nói. Không thể nào, mỗi giai đoạn dâng trà đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, ai có bản lĩnh này? Hoặc nên nói là có gan dám bỏ thuốc trong thành Hồng Nguyệt. Huống chi? Cơ mặt Khương Sở Nhiên co giật ghét nói.
Trong thiên hạ làm gì có loại thuốc này, bẻ cong thẳng nam. Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Thiên hạ to lớn cọ không có, có lẽ thật sự tồn tại thứ đó. Mộ Dung Trúc vươn tay có 5 ngón bấu hai vai Lý Vân Tiêu, sợ hắn làm hành động kỳ lạ gì nữa. Yên tâm rồi, Mộ Dung Trúc hỏi. Phi Dương, rốt cuộc ngươi bị gì? Mặt Lý Vân Tiêu đầy nước mắt, hạnh phúc cười nói. Bây giờ mới phát hiện đôi lúc sống trong mơ càng đẹp. Trang Chu Mộng Điệp, rốt cuộc ai là mộng của ai? Lý Vân Tiêu liếc mắt từ Mộ Dung Trúc đến Khương Sở Nhiên, các tuấn kiệt trẻ tuổi, vầng trăng máu đỏ bên ngoài Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Toàn chân thật thế này, ta đã hiểu, Khả Nguyệt, cho nên nàng mới không chịu tỉnh lại sao? Vẻ mặt Ninh Khả Nguyệt nghi ngờ, mờ mịt kinh ngạc hỏi. Phi Dương đại ca đang nói gì vậy? Khuôn mặt Lý Vân Tiêu buồn bã khóc nói. Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, là Trang Chu trong mộng biến thành Hồ Điệp, hay Hồ Điệp mộng biến thành Trang Chu? Trang Chu và bướm có khác nhau, cái này gọi là vật hóa. Thà rằng Tiêu Diêu hóa Hồ Điệp, không cần phú quý mộ kiến càng. Mộ Dung Trúc trầm ngâm quan tâm nói. Phi Dương, rốt cuộc ngươi bị gì? Khương Sở Nhiên kinh ngạc hỏi. Phi Dương, ngươi có khỏe không? Kỳ lạ, có gì mà kỳ, thì bị Long Dương thôi, mọi người đều thấy hết rồi, phải cẩn thận chút. Ha ha ha, có người hú lên, đám người cười hùa theo, đa phần là nói giỡn. Lý Vân Tiêu lần lượt nhìn từng người, những khuôn mặt sống động. Đoạn Thiên, Nguyệt Đồng, còn có Vi Thanh, Huyền Hoa, thậm chí có Liễu Phi Yên. Nhưng mỗi khuôn mặt non nớt hơn trong ký ức của Lý Vân Tiêu nhiều. Giờ phút này thiên địa phong vân bảng còn chưa mở ra, không có Phong Hào Vũ Đế. Là lần này tụ họp ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, sau đó địa lão thiên hoang mở ra, Mộ Dung Trúc táng mạng trong tay thiên tư. Lý Vân Tiêu nhìn Mộ Dung Trúc, ngấn lệ hỏi. Nếu có thể quay lại lần nữa, ta rất hy vọng có thể cùng đại ca đi địa lão thiên hoang. Mộ Dung đại ca, hết thảy cẩn thận, bảo trọng. Sắc mặt Mộ Dung Trúc thay đổi quá to. Phi Dương, rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Ngươi bị gì? Lý Vân Tiêu giơ kiếm lên, lẩm bẩm. Xin lỗi mọi người. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu hoảng hốt, kiếm quang sáng rực. Tay Lý Vân Tiêu cầm Trảm Yêu Chi kiếm, hắn giơ kiếm xoay người đâm hướng Ninh Khả Nguyệt. Mộ Dung Trúc, Khương Sở Nhiên đồng thanh kêu lên. Dừng tay. Hai người cùng hành động. Ánh sáng hai màu trắng và vàng từ hai bên ập đến đánh vào Trảm Yêu kiếm. Bùm! Ánh sáng tứ tán. Bùm 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 bùm. Ba người va chạm trên cao, chớp mắt đánh nhau trăm chiêu. Kiếm khí như hồng bắn tung tóe. Lòng Lý Vân Tiêu trùng xuống, hắn hoảng sợ phát hiện thực lực của mình chỉ cỡ đỉnh vũ đế cửu tinh. Điều khác biệt là Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ thiên đạo, hiểu biết quy tắc không bị huyễn thuật tiêu trừ. Sao có thể như vậy? Cổ Phi Dương có thể cùng lúc đánh với Mộ Dung Trúc, Khương Sở Nhiên. Không thể nào, tuy gần đây Cổ Phi Dương nổi tiếng nhưng không đến mức mạnh như vậy được. Mộ Dung Trúc là công tử thế gia hải ngoại, đồn rằng thiên tài số một mấy ngàn năm qua. Khương Sở Nhiên là đệ tử thành chủ thành Hồng Nguyệt, hai người là cường giả đỉnh cao, gương mẫu trong giới trẻ. Nếu hai người không làm gì được Cổ Phi Dương thì rất vớ vẩn. Các tiếng giật mình, nghi ngờ nổi lên bốn phía. Nhiều vũ giả thụt lùi ra ngoài Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, đứng trên cao nhìn đánh nhau trong lâu. Từng kiếm khí chém ra khiến bọn họ kinh sợ. Lý Vân Tiêu vừa đón địch vừa tức ngực. Huyễn thuật này chân thật như thể Lý Vân Tiêu trở lại mấy chục năm trước, mỗi cảnh tượng rõ ràng trước mắt, mỗi chi tiết, biểu tình nhỏ nhặt đều chân thật. Ngay cả thực lực của Lý Vân Tiêu cũng. Nếu Lý Vân Tiêu không lĩnh ngộ thiên đạo hơn xưa thì đã bị Khương Sở Nhiên, Mộ Dung Trúc hợp sức bắt lại rồi. Mộ Dung Trúc giật mình kêu lên. Phi Dương, kiếm kỹ của. Sau đó Mộ Dung Trúc cười như điên. Ha ha ha, tốt, tốt, xem ra ngày xưa so kiếm lập ngươi nương tay với ta, hôm nay hãy để ta được thấy thực lực thật sự của ngươi đi. Kiếm hóa cửu long, thân hóa vạn thiên. Thân hình Mộ Dung Trúc biến thành muôn vạn người từ bốn phương tám hướng chém tới, khó phân biệt hư thực. Tây Sơn Tế Tuyết, Huyền Mang Sơn Gian Giai Nhật Nguyệt. Đông Nhạc Hàm Yên, Cửu Tiêu Thiên Ngoại Tá Phong Lôi. Khương Sở Nhiên hét to, ngân lũ cổ tê hiện ra trong bàn tay, gã lắc người nhanh như tia chớp hùng hổ đánh tới. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, hai người hợp sức, ưu thế áp đảo ập vào mặt Lý Vân Tiêu.
Dù Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ thiên đạo cao mấy cũng không thể đột phá trói buộc với thực lực hiện có. Bùm 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 bùm. Bên trên Trảm Yêu kiếm không nở ra hoa sen, lực lượng kiếm giới hiện ra bốn phía ngăn công kích của Mộ Dung Trúc, Khương Sở Nhiên lại, nhưng càng lúc càng yếu. Chết tiệt, huyễn thuật của Quy Khư Thế là sao? Có thể ức chế tu vi của ta. Lòng Lý Vân Tiêu căng thẳng, nếu chết tại đây rất có thể chân thân sẽ chết thật. Kiếm kỹ của Mộ Dung Trúc như bão tố thiên biến vạn hóa, công kích của Khương Sở Nhiên như sấm chớp đì đùng, nhanh như tia chớp, cực kỳ sắc bén. Hai người phối hợp không có địch thủ dưới thần cảnh. Dầm. Kiếm giới bị công kích luân phiên đột nhiên tan vỡ thành muôn vàn đốm sáng chậm rãi tan biến. Hai công kích sắc bén từ hai bên trái phải đâm vào chỗ hiểm của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, toát mồ hôi lạnh. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sáng đỏ như phản chiếu cùng huyết nguyệt trên bầu trời ngoài lâu. Thiên Thu Phong. Bất Nhiễm Trần. Trảm Yêu kiếm vung lên, hai kiếm ý trước sau đánh ra, là lĩnh ngộ kiếm đạo trong chân long thế giới chi kiếm. Bùm. Bùm. Vang hai tiếng nổ, Mộ Dung Trúc, Khương Sở Nhiên bị đánh bay đập vào Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, hộc ngụm máu. Trong mắt hai người lộ vẻ kinh sợ. Phi Dương, ngươi. Mộ Dung Trúc. Khương Sở Nhiên gượng đứng dậy, trên mặt tràn đầy phẫn hận. Mộ Dung Trúc tức giận quát. Tốt, tốt, không ngờ ngươi mạnh như vậy, lúc trước toàn là đùa giỡn chúng ta sao? Khương Sở Nhiên sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Tu vi của ngươi đã đến siêu phàm nhập thánh đúng không? Ui, siêu phàm nhập thánh. Bốn phía giật mình, tiếng kinh kêu nổi lên bốn phía, các cường giả biến sắc mặt. Có người cau mày nghi hoặc hỏi. Siêu phàm nhập thánh là cái gì? Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt. Quy Khư, huyễn thuật của ngươi rất thật, nếu không phải ngươi quá nôn nóng thì ta không thể tay tìm ra sơ hở. Mộ Dung Trúc cầm kiếm cảnh giác hỏi. Là sao, ngươi lại bắt đầu nói nhảm, Quy Khư rốt cuộc là cái gì? Từ nãy đến giờ ngươi cứ không ngừng lặp lại từ này. Lý Vân Tiêu nhìn Mộ Dung Trúc, đau thương nói. Mặc kệ ta có kỳ lạ thế nào thì Mộ Dung đại ca tuyệt đối không xuống tay với ta. Khi kiếm giới bị phá, ngươi và Sở Nhiên sinh ra sát ý rất lớn với ta, đây là sơ hở, cũng là sơ hở duy nhất ta phát hiện từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Không gian huyễn thuật không cho phép có sơ hở, nếu không thế giới sẽ bị phá. Vì vậy, lực lượng của ta đã trở lại. Trảm Yêu kiếm trong tay Lý Vân Tiêu biến trở lại kiếm thương trảm hồng, thân hình tỏa ra hư quang nhạt. Lý Vân Tiêu đau thương nói. Muốn rời khỏi đây thì mắt then chốt chắc nằm trên người Mộ Dung đại ca và Sở Nhiên. Quy Khư, người thật độc ác, muốn ta giết bọn họ sao? Mộ Dung Trúc biến sắc, nổi giận nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lý Vân Tiêu giơ kiếm lên, chậm rãi khép lại đôi mắt. Hai vị đại ca, một lần nữa ín lỗi. Hai hàng lệ rơi khỏi hốc mắt trượt dài trên gò má Lý Vân Tiêu, nhỏ vào vạt áo. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu dù nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng chém giết bất cứ ai trong đây. Mộ Dung đại ca, nếu có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Lúc này điều duy nhất ta có thể lờ mà là mang Khả Nguyệt về, đại ca hãy tha thứ cho ta. Mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt đâm kiếm ra ngoài. Kiếm quang chói lọi, kiếm thế mạnh mẽ, không ai có mặt tại đây sánh bằng. Vẻ mặt Mộ Dung Trúc kinh hoàng ngầm uốn né tránh nhưng không thể nhúc nhích. Bị kiếm thế của nhát kiếm kia hoàn toàn ức chế. Xoẹt. Trường kiếm xé gió đâm vào cơ thể, máu phun ra bắn vào không trung. Mấy tiếng hét vang lên. Khả Nguyệt. Người Lý Vân Tiêu run rẩy, chợt mở mắt ra. Trước mặt Mộ Dung Trúc, trường kiếm của Lý Vân Tiêu đâm túng Ninh Khả Nguyệt, xuyên thủng tim. Khả Nguyệt. Mộ Dung Trúc ngửa đầu bi thương hét dài, nước mắt tràn mi, gã ôm chặt Ninh Khả Nguyệt. Toàn thân Lý Vân Tiêu lạnh lẽo. Tâm tình rơi xuống vực sâu. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Tại sao, tại sao? Ninh Khả Nguyệt ời khẽ, vươn tay vuốt khuôn mặt Mộ Dung Trúc, dịu dàng nói. Mộ Dung đại ca đừng khóc, Nguyệt Nhi sẽ đau lòng. Khương Sở Nhiên giống to. Cổ Phi Dương, đồ xúc sinh. Bốn phía có nhiều cường giả thành Hồng Nguyệt tức điên hét to từ bốn phương tám hướng công kích. Bùm! Mặt Lý Vân Tiêu xanh mét vỗ trưởng đánh bay đám người này ra ngoài, trong con người đỏ máu chảy lệ, tay cầm kiếm run rẩy. Lý Vân Tiêu rít gào. Nói cho ta biết tại sao. Ninh Khả Nguyệt rời mắt khỏi khuôn mặt Mộ Dung Trúc, cười nhìn Lý Vân Tiêu.
không làm Trang Chu và Điệp thì sao biết cá có gì vui? Ngươi không phải là ta, làm sao biết bản tâm của ta? Tên súc sinh này, uổng ta xem ngươi là huynh đệ, để ta nói cho ngươi biết tại sao. Một luồng sáng vàng dâng lên, Mộ Dung Trúc cầm kiếm lao tới. Lý Vân Tiêu giơ tay định vỗ xuống nhưng khi thấy con ngươi đỏ rực của đối phương ướt lệ và máu, căm giận và tuyệt vọng vô biên thì bàn tay chơi vơi giữa không trung. Xẻ ớt, hư không bị chém rách, Mộ Dung Trúc đâm thủng ngực Lý Vân Tiêu, vị trí giống Ninh Khả Nguyệt y như đúc. Lý Vân Tiêu cảm thấy lòng đau nhói, lửa giận vô biên của Mộ Dung Trúc hóa thành kiếm khí chui vào cơ thể hắn, máu nhuộm đỏ áo. Tuy đau nhưng có cảm giác nhẹ nhàng. Lý Vân Tiêu ngước đầu lên, đôi mắt ướt nước không thể thấy khuôn mặt Mộ Dung Trúc, khẽ nói. Đa tạ. Mộ Dung Trúc thả kiếm ra, xoay người đi, đôi mắt qua màng máu xa dần. Thà rằng Tiêu Diêu hóa hồ điệp, không cần phú quý Mộ Kiến Càng. Đi cùng Mộ Dung Trúc còn có Khương Sở Nhiên, thanh âm vang lên. Thiên cổ thị phi một giấc mộng bướm, một vầng trăng sáng chiếu thanh phong. Hai bóng người dần biến mất trước mắt Lý Vân Tiêu, lòng hắn cô đơn và trống rỗng như bị người đào mất. Chỉ còn lại Ninh Khả Nguyệt bi thương cười dần rõ ràng trong mắt Lý Vân Tiêu. Ninh Khả Nguyệt khẽ ngâm. Nguyện một giấc mơ biến bươm bướm, yên ba vô kế nhiễu đời này. Thanh âm chất chứa màu tím buồn. Lý Vân Tiêu nghe vậy cảm thấy ngực nghẹn lại khó chịu, hắn phun ngụm máu. Lý Vân Tiêu liên tục thụt lùi trong không trung, người lảo đảo đứng không vững. Vân thiếu gia, Vân minh chủ, các tiếng hét vang lên, mọi người giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đâm kiếm chưa trúng Ninh Khả Nguyệt thì như bị thương phun ngụm máu, người lảo đảo. Đám người Cố Thanh Thanh bay tới, huynh đệ Liêu gia chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, cảnh giác chừng Ninh Khả Nguyệt. Sắc mặt Mạch trầm trọng, quát hỏi. Ngươi đã làm tà thuật gì? Ha ha, tà thuật. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói. Các ngươi tự mình hỏi Lý Vân Tiêu đi, hắn chỉ túng chấp niệm của bản thân. Mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch cúi đầu nhìn ngực mình thủng một lỗ máu, máu chảy ồ ạt rồi tự động ngừng. Lý Vân Tiêu ngước đầu lên, nhớ đến thứ đã thấy trong ảo ảnh thì mặt không còn chút máu. Liêu Tinh Thần nói, ta không cần biết ngươi thi triển tà thuật gì, hiện tại Lý Vân Tiêu là minh chủ Thiên Vũ Minh, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương hắn. Nếu biết đeo thì đi ngay bây giờ, không thì ngươi sẽ đối diện chúng ta tập thể vây công. Liêu Tinh Thần biết Quy Khư không tầm thường nên dõng dạc nói, vây công, miễn cho nhiều cường giả hư cực thần cảnh đánh một người sẽ bị miệng đời chê trách. Bọn họ dù gì từng ở trên đỉnh, cần giữ chút mặt mũi. Ha ha ha, Ninh Khả Nguyệt khinh miệt liếc Liêu Tinh Thần không thèm để vào mắt, cười nhìn Lý Vân Tiêu, ngân nga. Ngươi muốn nhìn nội tâm của Ninh Khả Nguyệt thì ta đã thành toàn ngươi, vừa lòng chưa? Người Lý Vân Tiêu run rẩy vang lên câu thơ vừa rồi. Nguyện một giấc mơ biến bươm bướm, yên ba vô kế nhiễu đời này. Tim Lý Vân Tiêu như bị dao cắt, tức ngực, khóe môi lại chảy máu. Cố Thanh Thanh hừ mũi. Vân thiếu gia, đừng nghe nàng nói linh tinh cái gì. Bây giờ trạng thái của ngươi rất kém, rõ là chúng huyễn thuật của nàng ta. Ngươi hãy lùi xuống nghỉ ngơi một lúc, chúng ta sẽ đánh người này tơi tả cho ngươi, chút giận cho ngươi. Cố Thanh Thanh nháy mắt ra hiệu Thủy Tiên mang Lý Vân Tiêu đi. Mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt không nói không rằng, hắn như già đi mấy chục tuổi, không còn chút linh tính, sức sống, mặc cho Thủy Tiên nâng ra hậu phương. Cố Thanh Thanh cười nhạt nhìn Ninh Khả Nguyệt, khịt mũi. Yêu nữ, giờ để xem ngươi chết như thế nào. Tổng cộng 5 vị cường giả hư cực thần cảnh bao vây Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư, mặt lạnh băng, đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Ninh Khả Nguyệt cười khẽ, không thèm để 5 người vào mắt, chẳng chút che giấu lộ ra xem thường. Cố Thanh Thanh quát to. Hành động. Khí thế trên người Cố Thanh Thanh bùng nổ đến cực điểm, vô số tia sáng đỏ vòng quanh đôi tay. Huynh đệ Liêu gia bắt ấn ngưng tụ tinh tuyền khủng bố trước mặt, mênh mông như biển. Thiên Tư chỉ có nắm đấm, nhưng phù ấn lấp lóe trên nắm tay như một tầng giáp ánh sáng nhạt ngưng tụ trên làn da, làm tư thế nắm đấm bình thường nhất. Mạch cầm Minh Luân giơ trước mặt. Sau trận chiến Hải Chi xâm lâm thì Mạch trả cổ Trần Địa kiếm cho Lý Vân Tiêu. Chỉ giữ lại Linh Luân, dường như rất thích nó. Vì Luân này cực kỳ sắc bén, gần như mỗi chiêu thấy máu, mà máu là thứ Mạch khao khát nhất. Ninh Khả Nguyệt hờ hững liếc 5 người, ánh mắt ngừng lại giây lát trên người Mạch.
Bàn về thực lực thì Mạch ở trong hải chi xâm lâm hấp thu máu ngàn vạn cường giả hải tộc, tu vi mơ hồ cao nhất trong 5 người. Rất nhiều huyết lực lắng trong cơ thể Mạch vẫn đang không ngừng tiêu hóa hấp thu, nếu không phải vì đến ảo cảnh tinh nguyệt thì gã chỉ ước gì trở về thành Viêm Vũ Bế Tử Quan. Lần sau Mạch xuất quan sẽ cách biệt như trời với đất. Dù vậy Ninh Khả Nguyệt chỉ nhìn Mạch lâu hơn một chút rồi mỉm cười, một tay bắt ấn trước mặt. Dị lực hiện ra trong hư không, đôi mắt trong veo biến đỏ thắm, ánh mắt yêu dị chứa ý cười nhìn mọi người. Đây là... Đám người Cố Thanh Thanh giật mình, Ninh Khả Nguyệt biến mất, trước mắt bọn họ là một vầng trăng to đỏ máu treo trên bầu trời. Cố Thanh Thanh kinh kêu. Nguy rồi, huyễn thuật. Cố Thanh Thanh vội nhắm mắt lại nhưng giây sau nàng mở mắt ra. Vì khi nhắm mắt sẽ có khủng bố vô cùng sinh ra từ tâm. Khi Cố Thanh Thanh lại mở mắt thì thời không trước mắt biến đổi, nàng ở trong vũ trụ đen ngòm mênh mông vô bờ, không ngừng rơi vào chỗ sâu trong. Thời gian và không gian trôi đi bên người, không thể níu giữ. Khiến Cố Thanh Thanh hãi hùng là cảm giác này không có cuối, nàng sẽ rơi mãi cho đến khi chết. Bốn người khác cũng túng huyễn thuật, cảnh tượng khác nhau nhưng có một điểm giống là năm người cùng cứng lại, ngừng ngay khi định tấn công, như bị đóng đinh. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh kêu. Đó là, địa lão thiên hoang. Trong phạm vi trăm trượng quanh Ninh Khả Nguyệt, những người nhìn nàng đều thấy ánh sáng đỏ, không thấy bóng người. Trong cái khe hở to có một vầng trăng máu chậm rãi dâng lên, treo trên trời cao. Người Lý Vân Tiêu run rẩy lấy lại tinh thần từ trạng thái thẫn thờ, hét to. Tuyệt đối đừng xem mặt trăng đó. Nhưng đã quá muộn, mọi người ngơ ngẩn nhìn vầng huyết nguyệt, tất cả đều ngây dại. Ba Mộc, Ba Long, huynh muội Đoan Mộc đều trúng chiêu. Người duy nhất may mắn thoát khỏi chỉ có Lý Vân Tiêu, hoang và ngải cách ngàn trượng bầy kết giới. Nhưng dù là hoang và ngải cũng lòng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán bọn họ. Ánh sáng đỏ chói mắt, huyết nguyệt đó trùng kích tinh thần bọn họ khó tả, cả người hoảng hốt. Người ngải phủ một tầng thuật thần chi quang đối kháng yêu lực huyết nguyệt, xuyên qua thế giới ánh sáng đỏ vô biên mơ hồ thấy cảnh tượng bên trong. Ninh Khả Nguyệt một tay bắt ấn không nhúc nhích. Thiên Tư cười nhạt đứng cạnh Ninh Khả Nguyệt, năm người Cố Thanh Thanh bị đóng đinh. Năm người vẻ mặt luống cuống đứng yên trên trời, biểu tình khác nhau, có vui vẻ, khổ sở, mờ mịt, tức giận, nổi điên. Đây là huyễn thuật gì mà có thể một lúc kiềm giữ được năm vị cường giả hư cực thần cảnh? Ngài xem mà run, nhìn hướng Lý Vân Tiêu thì càng giật mình hơn. Trong mắt phải Lý Vân Tiêu, Nguyệt Đồng lồi ra chiếm nửa khuôn mặt. Máu chảy ra từ Nguyệt Đồng bò đầy đầu Lý Vân Tiêu, chạy xuống cổ. Ngài hét to một tiếng. Lý Vân Tiêu. Ngài nóng ruột nóng gan. Hoang không thấy rõ cảnh tượng trong ánh sáng đỏ nhưng cũng nhìn thấy đám người Ba Mộc hóa đá, khuôn mặt Lý Vân Tiêu biến dị. Hoang giật mình kêu lên. Ngài tiên sinh, quy khư quá mạnh, chúng ta không đánh lại. Hay thừa dịp bọn họ kiềm giữ đám người này thì chúng ta đi trước. Hoang rất sợ nếu cũng bị chúng huyễn thuật thì chỉ có thể mặc người tùng xẻo. Lực lượng khủng bố thế này chưa từng nghe biết chứ đừng nói là thấy tận mắt. Lúc trước Hoang nghe Mạch nói cường giả tạo hóa cảnh còn một lần gặp vài người, gã cảm thấy nói quá lố, rất khoa trương. Nhưng bây giờ xem ra dù là tồn tại tạo hóa cảnh chưa chắc đỡ nổi huyễn thuật khủng bố trước mắt. Hoang đã hiểu chính mình kiến thức nông cạn, ếch ngồi đáy giếng. Mặt ngài tái nhợt, lòng hoảng hốt không biết nên làm sao. Lúc trước ngài có nghe nói quy khư lợi hại nhưng xem thực lực đám người Lý Vân Tiêu, sáu vị hư cực thần cảnh đủ hủy thiên diệt địa, dù quy khư mạnh mấy thì hơn phân nửa cũng có thể ứng phó. Kém nhất là đánh lưỡng bại câu thương với quy khư, không khó khăn gì. Ai biết, quy khư vừa ra tay tiêu diệt hết. Trong khi ngài hoảng loạn chợt nhìn chằm chằm người Lý Vân Tiêu dâng lên ma khí ngập trời, cánh tay đầy ma văn đối kháng lại lực lượng Nguyệt Đồng. Người Lý Vân Tiêu rung bần bật. Hắn dần nâng tay lên, dường như rất khó khăn. Tay phải giơ lên cao, đầu ngón tay ngưng tụ ma quang, Lý Vân Tiêu lật tay lại đâm vào mắt phải. A, à, ngài run rẩy không dám nhìn tiếp. Xoẹt, ma quang đâm vào mắt phải Lý Vân Tiêu xuyên thấu ra sau sọ não. Máu phun ra từ gáy. Không chỉ ngài, Hoang, còn có Ninh Khả Nguyệt, Thiên Thu đều con người co rút lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Nguyệt Đồng bị trọng kích vùng vẫy mạnh rồi lại rút vào mắt phải. Máu chảy sau đầu và các vòi thịt rút về, khuôn mặt Lý Vân Tiêu trở lại bình thường. Cũng không tính bình thường, chỗ con mắt phải bầy nhầy máu thịt,
nửa bên mặt Lý Vân Tiêu đẫm máu. Gáy Lý Vân Tiêu thủng cái lỗ to, bộ dạng khủng bố như quỷ. A, à, thật rắc rối. Thiên Tư Sách Chiến Qua bước một bước thuấn di tiến đến trước mặt Lý Vân Tiêu, chiến qua quét qua. Con người trái của Lý Vân Tiêu co rút, mà đồng háo thành một điểm đen bắn ra ánh sáng. Bùm! Kiếm thương chảm hồng xuất hiện ngăn chiến qua lại. Kiếm quang dao động, một mảnh kiếm giới khuếch tán quanh người Lý Vân Tiêu đẩy Thiên Tư ra. Thiên Tư biến sắc mặt nói. Thần nghênh tam quang. Một tay Thiên Tư giơ chiến qua hóa thành vệt sáng vàng như mặt trời chém xuống. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Kiếm giới. Một tay Lý Vân Tiêu cầm kiếm che trước mặt, kiếm quang cường đại nổ tung. Ánh sáng chiến qua và kiếm quang va chạm biến ra ánh sáng vô biên khuếch tán tứ phía. Hoang, ngài biến sắc mặt, chỉ một kích đã làm lực lượng kết giới rung bần bật, nếu thêm mấy chiêu thì khó giữ kết giới. Thiên Tư bị kiếm quang của Lý Vân Tiêu đánh lui mấy chục trượng, buồn bực hừ một tiếng. Thực lực tiến bộ rất nhanh. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu đáng sợ, không nói một lời, ấn quyết điểm trên thân kiếm biến ra vạn luồng kiếm quang đâm ra. Trên bầu trời dập bóng kiếm giáng xuống, biến ra trăm kiếm phủ rơi quanh Thiên Tư, rậm rạp toàn là kiếm ảnh. Thiên Tư hết hồn, cầm chiến qua cảnh giác nhìn bốn phía, mắt quét qua tìm ra ngay điểm yếu, chém xuống. Bùm! Chiến qua của Thiên Tư cặp xuống rạch một con đường trong trận, lắc người xông ra ngoài. Thiên Tư vừa mới đạp ra ngoài trận bỗng nhiên một luồng lôi ấn từ trên trời giáng xuống, to trăm thước che trời. Ầm 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 ầm. Lôi ấn giáng ngay vào người Thiên Tư, lôi quang ầm ầm đánh vào người gã, máu thịt tung tóe. Ninh Khả Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, tinh thần lực khuếch tán xông vào lôi giới của Lý Vân Tiêu. Tinh thần lực như biển cuốn lấy Thiên Tư đưa gã thuấn di ra. Thiên Tư hơi chật vật bị truyền tống đến bên cạnh Quy Khư, người đẫm máu. Thiên Tư xấu hổ tức tối nói. Đại nhân, ta. Vẻ mặt Ninh Khả Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói. Người vốn không đánh lại hắn, giết năm vũ giả hư cực thần cảnh này trước đi. Thiên Tư lên tiếng. Tuân lệnh. Thiên Tư giơ chiến qua sắc bén chém hướng năm người. Năm người còn chìm trong huyễn thuật, dường như gặp điều gì thắc mắc rất lớn, tất cả mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, thân hình run nhẹ nhẹ. Ninh Khả Nguyệt vẫn không nhúc nhích chút nào, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lóe tia lo âu. Dường như kiềm giữ năm người làm Ninh Khả Nguyệt hao phí sức lực rất lớn. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Muôn ngàn sấm sét tụ tập trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu giáng xuống mảnh đất ánh sáng đỏ. Ầm 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 ầm. Sấm sét phủ lớp ánh sáng trắng dốc sức lao vào trong ánh sáng đỏ đánh nát kết giới huyễn thuật. Lòng ngài thầm run lẩm bẩm. Quả nhiên là thuật thần chi quang. Lôi quyết của Lý Vân Tiêu kết hợp với lực lượng đại diễn thần quyết cường đại. Kết giới màu đỏ tan vỡ như mặt gương, cảnh tượng bên trong thoáng chốc rõ ràng. Năm người run rẩy ra khỏi ảo cảnh. Nháy mắt thay đổi tình cảnh khiến năm người khó chịu. Thiên Tư vọt ngay tới bên cạnh bàn nghị, ngay khoảnh khắc gã ra khỏi ảnh cảnh thì chém lưỡi dao xuống. Rầm. Bàn nghị hết hồn không kịp né, đành giơ tay đỡ. Chiến qua sắc bén chém vào cánh tay bàn nghị bắn ánh sáng kim loại tung tóe. Máu dọc chảy theo chiến qua nhỏ xuống mặt đất. Thiên Tư biến sắc mặt nói. Thân thể hư quang cảnh. Thiên Tư rót tất cả sức mạnh vào chiến qua. Xoẹt. Chiến qua xoay tít trong tay cắt đứt cánh tay bàn nghị, tay cụt bay lên trời. Chiến qua xoay vòng hướng thẳng cổ họng bàn nghị. Tay bàn nghị bị đau nhưng cơn đau khiến gã tỉnh táo hoàn toàn. Tay phải bàn nghị bắt ấn điểm vào chiến qua. Bùm! Hai người cùng bị phản lực thụt lùi mấy bước. Bàn nghị cau mày nhìn tay trái đã bị chặt cụt, nhíu chặt mày. Lần đầu tiên từ trước đến nay bàn nghị bị thương nặng như vậy. May mắn tổn thương tay chân kiểu này có thể mọc lại, không sợ gì. Bốn người khác tỉnh táo khỏi huyễn thuật nhưng vẻ mặt mệt mỏi, người bị thương ở mức độ khác nhau. Mạch vốn mạnh nhất nhưng lại bị thương nặng nhất, nửa người đẫm máu không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt Mạch lạnh băng, độc ác và kinh sợ nhìn Ninh Khả Nguyệt chằm chằm. Những người khác hút ngụm khí lạnh, sống lưng lạnh lẽo. Cố Thanh Thanh tức giận quát. Nhanh chóng giết hả, yêu thuật của người này quá mạnh. Không cần Cố Thanh Thanh kêu, huynh đệ Liêu gia, Mạch đã tấn công. Ảo cảnh vừa rồi quá đáng sợ, nếu lại đến lần nữa thì không ai chắc mình có thể sống ra ngoài. Bốn người hợp sức vây công nhưng Ninh Khả Nguyệt không hề hốt hoảng,
cười cười nhảy ra sau kéo giãn khoảng cách với bốn người. Ninh Khả Nguyệt cười nói. Lý Vân Tiêu, thực lực của ngươi lợi hại hơn ta nghĩ, có thể tránh thoát khỏi kết giới đại huyễn thuật của ta, là vì tu luyện ma công sao? Chậc chậc, ma công quả nhiên không giống bình thường. Lý Vân Tiêu liếc Bàn Nghị vẫn đang đấu với Thiên Tư. Tuy đứt một tay nhưng Bàn Nghị rất chăm chỉ, tinh thông nghiên cứu vũ kỹ, thi triển các loại thân pháp thất truyền đấu ngang sức với Thiên Tư. Lý Vân Tiêu bỏ Bàn Nghị sang bên, hóa thân sấm sét theo bốn người cùng vây công Ninh Khả Nguyệt. Bầu trời ảo cảnh bị đánh tan nát, kê giới của ngài và hoang khó giữ vững. Hoang quát to. Tiên sinh. Ngài gật đầu cao giọng quát. Xá. Hai người cùng thu tay về, chấn động khủng bố vang lên như có vạn lôi xẹt qua không trung dưới đất, đập nát ảo cảnh. Ầm 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 ầm. Chỗ giao giới đông, tây vực, ánh sáng xanh khủng bố bắn lên cao, mấy tòa sơn cốc chớp mắt bị san bằn. Thật nhiều yêu tộc bay ra ngoài chạy tứ tán. May mắn trước đó đã chuẩn bị, sắp xếp này nọ, một số bị dính miệng nhưng đa phần yêu tộc ca thuận lợi trốn thoát. Mấy thống lĩnh bộ tộc dẫn dắt mấy vạn yêu tộc chạy tới trước. Có Lý Vân Tiêu tham gia chiến đấu, Ninh Khả Nguyệt rõ là không đánh lại, vừa đánh vừa rút, nhưng hướng nàng thụt lùi là Hoang. Hoang muốn né tránh chợt tinh thần rung động, vô tình nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ rực của Ninh Khả Nguyệt. Người Hoang run rẩy, vẻ mặt mờ mịt. Ngài giật mình kêu lên. Ngô Hoàng bệ hạ. Hai tay ngài bắt ấn, há mồm phun một đống yêu ngữ bay trong không trung đâm vào màng tai Hoang. Hai lỗ tai Hoang chảy máu, có thể thấy sóng âm mạnh cỡ nào. Thanh âm bá đạo xông vào linh đài Hoang, kéo gã tỉnh cơn mê. 80. Hoang rùng mình, sợ hãi. Đám người Lý Vân Tiêu giật nảy mình, năm người vây công thì dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng phải gục ngã. Nhưng Ninh Khả Nguyệt vẫn ung dung bình tĩnh, không đối địch ngay mặt với bọn họ. Trong giáp công còn rảnh rỗi thi triển huyễn thuật với Hoang. Lưng Cố Thanh Thanh toát mồ hôi lạnh. Trời, sao mạnh quá vậy? Cố Thanh Thanh có cảm giác như lúc ở trên trời hải chi xâm lâm tác chiến với tộc Thâm Uyên. Đó là cảm giác mặc cho người cố gắng bao nhiêu đều kiệt sức, đối phương thực lực sâu không lường được, khiến người vĩnh viễn không chạm tới đáy. Sao lại có quái vật mạnh như vậy? Cố Thanh Thanh càng đánh càng nôn nóng, lòng bùng cháy ngọn lửa, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Bùm! Rốt của Cố Thanh Thanh một trường liều mạng đánh nát chân nguyên hộ thể trước mặt Ninh Khả Nguyệt. Ninh Khả Nguyệt phun ra ngụm máu, mặt tái nhợt. Phụt! Làm giỏi lắm! Đám người Lý Vân Tiêu mừng rỡ, các loại công kích ập đến như hạt mưa rơi trên người Ninh Khả Nguyệt, lập tức tổn hại nặng nàng. Mạch mừng như điên! Ha ha ha, lần này thì nàng chết chắc rồi! Cố Thanh Thanh thở hắt ra, lòng nhẹ nhõm, hiếm khi nở nụ cười nhìn Ninh Khả Nguyệt rớt từ trên trời xuống. Chợt nụ cười đông trên mặt Cố Thanh Thanh vì nàng thấy Ninh Khả Nguyệt cũng đang cười. Hơn nữa cười rất lạ, hơi châm chọc. Cố Thanh Thanh tức giận hừ mạnh. Có chuyện gì, ngươi sắp chết mà còn cười. Cố Thanh Thanh chợt phát hiện không đúng, đám người Lý Vân Tiêu biến mất, trong thiên địa chỉ còn mình nàng. Cố Thanh Thanh kinh khủng hét to. Huyễn thuật. Không chỉ bốn bề vắng lặng, Ninh Khả Nguyệt cũng biến mất. Mặt đất mất mình còn lại Cố Thanh Thanh cô đơn. Bầu trời đỏ tuyết, lạnh lẽo bao trùm toàn thân Cố Thanh Thanh. Đột nhiên một luồng sáng xanh từ giữa hư không ập đến mang theo lực lượng sóng âm cực mạnh bắn hướng Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh, là tiếng Lý Vân Tiêu rít gào. Cố Thanh Thanh dùng mình, thiên địa thay đổi. Cố Thanh Thanh trở lại hiện thực, con người co rút. Hoàng kim kiếm trong tay Ninh Khả Nguyệt đã đâm thẳng hướng trái tim nàng. Cố Thanh Thanh sợ hãi phát ra tiềm lực suốt đời hai tay đánh vào kim kiếm. Bùm! Kim kiếm xẹt qua hai tay Cố Thanh Thanh cắm phập vào thịt. Nhưng Cố Thanh Thanh cố gắng ngăn cản đã chệch vị trí lúc trước, tránh khỏi trái tim. Môi Ninh Khả Nguyệt treo nụ cười kỳ dị như trong ảo cảnh vừa rồi. Chết trong vô trí tốt biết bao, đây là phúc, cần gì quay lại hiện thực lạnh lẽo tàn khốc. Khóe môi Cố Thanh Thanh chảy máu, hai tay cầm thân kiếm, cưỡng bức rút ra nổi giận nói. Bản cô nương thích lạnh lẽo, thích tàn khốc, liên quan gì ngươi? Giọng Ninh Khả Nguyệt dịu dàng vang bên tai Cố Thanh Thanh. Không chứa sát khí gì. Nếu vậy ta sẽ tặng cho ngươi một nơi tàn khốc mà lạnh lẽo. Người Cố Thanh Thanh run rẩy, đôi mắt mờ mịt. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Dừng tay. Lý Vân Tiêu đâm ngang nhát kiếm. Đừng hòng bị thương nàng ấy. Ha ha, ngươi yên tâm đi.
Trần Ninh Khả Nguyệt nhẹ đạp né thoát nhát kiếm kia, mỉm cười nói. Có lẽ lúc trước ta còn muốn giết nàng nhưng bây giờ ta sẽ đưa nàng đi thế giới nàng thích, không muốn giết không muốn nữa. Ánh sáng đỏ bao phủ toàn thân Cố Thanh Thanh lơ lửng trong không trung. Lý Vân Tiêu hoảng hồn hét mấy tiếng nhưng không thể kéo Cố Thanh Thanh khỏi huyễn thuật. Ninh Khả Nguyệt cười nói. Vô dụng, đây là món quà mà ta cố ý chuẩn bị cho nàng, trong thiên hạ này không nói không có ai phá được huyễn thuật nhưng ít ra các ngươi không giải được. Mạch lạnh giọng nói. Nói nhảm với ả làm gì, nhanh chóng giết chết. Minh Luân lóe sáng trong tay Mạch, bầu trời mặt đất bị chém rách, lực lượng chảm kích khủng bố như lôi điện nghiền áp. Xoẹt. Thân hình Ninh Khả Nguyệt đứng yên trên cao bị lực lượng chém làm đôi, bắn máu ra. Cái gì? Thấy cảnh này Mạch không vui mà trái tim chìm xuống. Quả nhiên toàn thế giới trừ Mạch ra không còn người khác. Lý Vân Tiêu, huynh đệ Liêu gia hoảng sợ. Trong mắt bọn họ thì Mạch tức giận chửi một câu rồi chợt đứng im không nhúc nhích, người dâng lên ánh sáng đỏ giống Cố Thanh Thanh, lơ lửng trên cao. Ninh Khả Nguyệt quay mặt nháy mắt với huynh đệ Liêu Gai. Đừng lo, tiếp theo sẽ là hai vị. Ui! Huynh đệ Liêu ra hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Ngay khi huynh đệ Liêu ra nhắm mắt thì Ninh Khả Nguyệt lắc người lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người, nhát kiếm chém ngang. Thân pháp Ninh Khả Nguyệt nhẹ như hồn ma, huynh đệ Liêu ra mạnh nhưng không hề phát hiện ra. Dầm! Lý Vân Tiêu háo thành lôi quang đánh vào hoàng kim kiếm đánh bật thân kiếm ra. Lý Vân Tiêu biến về chân thân, kiếm thương chảm hồng chém tới. Ầm 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 ầm. Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Nguyệt ở trên cao đánh ra mấy trăm kiếm, từng vòng sáng khuếch tán. Lý Vân Tiêu hét to. Tinh thần, Tinh Uyên đại nhân mau nghĩ cách kéo Cố Thanh Thanh, Mạch thoát khỏi huyễn cảnh, nếu không bọn họ sẽ nguy hiểm. Với đạo huyễn thuật thì thiên hạ hiện nay trừ Quy Khư ra chỉ có Lý Vân Tiêu là mạnh nhất, hắn biết nó lợi hại thế nào. Có một loại huyễn thuật dù không giết ngươi trong ảo cảnh nhưng ở lâu trong đó thì bản thể sẽ mất đi tinh thần, linh hồn, hồn phách vĩnh viễn chìm đắm trong ảo cảnh không cách nào thức tỉnh. Mới rồi nghe lời Ninh Khả Nguyệt nói làm Lý Vân Tiêu nghĩ ngay đến loại huyễn thuật này. Tám trưởng thiên cảnh kinh kêu. Vậy còn Vân Minh Chủ? Năm vị cường giả hê cực thần cảnh xông lên bị Ninh Khả Nguyệt mần thịt, một mình Lý Vân Tiêu khó mà chống đỡ. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta có ao, huyễn thuật của Quy Khư vô dụng với ta. Chỉ cần phá huyễn thuật thì nàng không dám ngay mặt đối kháng chúng ta. Huynh đệ Liêu gia ngẫm lại thấy có lý. Từ đầu đến cuối Ninh Khả Nguyệt luôn né tránh, trừ thi triển huyễn thuật ra không hề ngay mặt đấu với bọn họ. Hiện sức một mình Lý Vân Tiêu đủ để đấu trăm chiêu với Ninh Khả Nguyệt. Hai huynh đệ đã hiểu đạo lý trong đó. Tám trưởng thiên cảnh nói. Nơi này kính nhờ Vân Minh Chủ, giao mạch, Cố Thanh Thanh cho chúng ta. Hai người không dây dưa, xoay người lao hướng Cố Thanh Thanh, Mạch, tìm cách cứu hai người. À, ngươi cho rằng ta chỉ biết huyễn thuật sao? Ninh Khả Nguyệt cười khẽ, kiếm thế thay đổi đẩy Lý Vân Tiêu ra, xoay người lao hướng hoang. Chẳng lẽ không phải, nếu huyễn thuật vô hiệu thì ngươi còn thắng được ai? Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm không cho Ninh Khả Nguyệt chạy trốn, hắn hóa thành kiếm quang đuổi theo. Một thân hình vạm vỡ thoáng hiện che trước mặt Lý Vân Tiêu, đánh một đấm. Bùm! Kiếm quang bị quyền quang đánh tan. Lý Vân Tiêu biến ra chân thân thụt lùi mấy bước trên cao, cảm giác khí huyết trong người cuồn cuộn, uy lực cú đấm hùng hồn như biển, khó thể đối kháng. Ngải giật mình kêu lên. Lòng rớt xuống đáy cốc. Ngô Hoàng bệ hạ. Che trước mặt Lý Vân Tiêu là yêu hoàng hoang, đôi mắt gã như máu, tràn ngập sát khí, vừa nhìn liền biết đã bị hút mất tinh thần, bị Quy Khư khống chế. Ninh Khả Nguyệt hiện ra sau lưng hoang, mỉm cười nói. Tiểu yêu, hãy thể hiện ra lực lượng vô đi, nhìn xem có thể cho ta vui bất ngờ không. Hoang phát ra tiếng gầm. Growl. Thanh âm như người như thú, thiên địa chấn động. Rốt cuộc khống chế được rồi sao? Không gian bên cạnh Ninh Khả Nguyệt dao động, một bóng người hiện ra, là Thiên Tư tay cầm chiến qua, mắt lộ vẻ hưng phấn. Ninh Khả Nguyệt gật đầu cười nói. Làm ta tốn chút công sức. Ngài kinh hoàng hét lên. Thì ra mục tiêu của các ngươi là. Thiên Tư cười gằn. Đương nhiên, mục đích chúng ta đến đây là vì Lý Vân Tiêu và Vô. Đám rác rưởi các ngươi làm sao đáng giá đại nhân vốn công sức. Bên kia bàn nghị mất đối thủ bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, cánh tay gãy ngừng chảy máu,
tạm thời không thể phát huy uy lực đành chờ sau cuộc chiến sẽ gắn tay sau. Mặt Hoang vặn vẹo dữ tợn, toàn thân lực lượng không ngừng tăng vọt, hư không bốn phía móp méo vì lực lượng này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, trong trận kịch chiến trước đó làm cả tòa sơn mạch thành cho bụi, hỗn độn hoang tàn. Giờ phút này với dị lực của Hoang, bầu trời tối sầm như có yêu thú dị chủng thái cổ giáng lâm xuống nhân gian. Ngài Kinh kêu, Ngô Hoàng bệ hạ, mau dừng tay, dừng lại. Vẻ mặt Ngài Kinh hoàng, căm hận, khí thế của Hoang liên tục a dâng cao, người trướng to, lực lượng khủng bố đè ép toàn trường, khuôn mặt yêu hóa, lý trí mất dần. Điều này chưa nghiêm trọng nhất, khi vô hoàn toàn giáng lâm, với lực lượng của Hoang chắc chắn không khống chế được nó, sẽ bị phản phệ chết. Ha ha, dừng lại, buồn người. Thiên Tư cuồng cười nói. Giờ phút này đã vượt qua hắn khống chế, quá trình triệu hoán không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp tục không ngừng cho đến chết. Mặt Ngài đần ra, đứng ngây như phỗng trên bầu trời, tay chân lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại, hắn nhìn bầu trời. Hắc ám buông xuống như màn đêm cắn nuốt mọi ánh sáng trên đời, chỉ còn lại hắc ám. Trong bóng tối vô biên như có cái bóng to lớn biến ảo giữa hư và thực. Mọi người bị Xê Thiên Tượng đột nhiên hù sợ. Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Quy Khư, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? À, cuối cùng ngươi chịu hỏi vấn đề này. Ninh Khả Nguyệt cười nhìn Lý Vân Tiêu. Cho đến nay ngươi bị thù hận chiếm tâm hồn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp trả. Có thể không bị chiếm tâm hồn sao? Lý Vân Tiêu nhìn lực lượng hắc ám ngày càng mạnh, Hoang hoàn toàn mất lý trí, cơ thể không ngừng nứt ra. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì? Mọi người gióng tai nghe, vẻ mặt lo âu. Ninh Khả Nguyệt nói. Việc này nói rất dài dòng, nói đơn giản là ta muốn làm một nghi thức, cần có ngươi giúp đỡ. Nói chính xác là cần Nguyệt Đồng trong mắt phải của ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Chắc không ít người có thể giúp được ngươi đi, tuy Nguyệt Đồng rất hiếm hoi nhưng đồng tộc tồn tại. Mới gần đây Lý Vân Tiêu còn gặp một, là Lãnh Đồng. Thiên Tư cười khẩy nói. Ngươi nói những đồng tộc đó chỉ là tạp chủng diễn biến ra, đồng tộc tinh khiết nhất chỉ có Nguyệt Đồng. Trong không gian này chỉ có ngươi và Quy Khư Đại Nhân là Nguyệt Đồng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta biết điều này. Ninh Khả Nguyệt khẽ ừ, tiếp tục bảo. Nghi thức này cần lực lượng ba vị Nguyệt Đồng mới mở ra được. Thiên Tư là lực lượng năm xưa ta chế tạo ra tuy không thuộc về đồng tộc nhưng có lực lượng đồng tộc tinh khiết nhất. Hiện tại tu vi của ta rất nhiều, cộng thêm điều kiện thiên vũ giới hiện nay, đã không thể chế tạo Thiên Tư thứ hai, nếu không đã chẳng tìm ngươi làm gì. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Đó là nghi thức gì? Ninh Khả Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt sâu thẳm nặng nề chậm rãi nói. Triệu về tộc đồng. Lý Vân Tiêu không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại, giật mình kêu lên. Triệu về tộc đồng, là sao? Ha ha ha! Thiên Tư nhe răng cười nói. Ngươi không nghe rõ lời ta đã nói lúc trước sao? Nguyệt Đồng trong không gian này chỉ còn lại ngươi và Quy Khư Đại Nhân, chỉ là không gian này. Lý Vân Tiêu nghĩ đến điều gì, giật mình ngước đầu nhìn hắc ám giáng lâm đầy trời, kinh hoàng kêu lên. Ý ngươi là trong không gian vô còn có Nguyệt Đồng tồn tại. Lời thốt ra, mọi người hiểu ngay, rất là hoảng hốt. Bọn họ khó tin nhìn bầu trời. Ninh Khả Nguyệt nói. Có lẽ có, lẽ đã không còn. Ngày xưa bị cường địch tổn hại nặng, sợ liên lụy nguyên tộc quần nên chuyển toàn tộc Nguyệt Đồng vào không gian vô, vậy thì kẻ thù sẽ không tìm thấy. Ta bị thương quá nặng đành ngụy trang hóa đá chỉ mơ vào ngủ say, những chuyện về sau thì để Thiên Tư và nhi tử của ta, tức Nguyệt Đồng trong mắt phải của ngươi giải quyết. Nguyệt Đồng này là nhi tử của ngươi. Lý Vân Tiêu nghe mà toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Lưu phóng người một tộc đi hư không vô, ý tưởng này to gan vô cùng. Lý Vân Tiêu kinh sợ hỏi. Kẻ thù của ngươi là ai mà có lực lượng cường đại như vậy? Nếu hiện tại tu vi của ngươi rất nhiều vậy ngày xưa ít ra cũng là đỉnh tạo hóa cảnh đi. Ninh Khả Nguyệt cười nói. Bổn tọa ngày xưa là cường giả giới vương cảnh, người tổn hại ạng ta nói đến cũng trùng hợp. Người biết người đó, là Giận Vũ Chân Long. Cái gì? Mấy tin tức cái sau bom tấn hơn cái trước, khiến người trợn mắt há hốc mồm. Ninh Khả Nguyệt nói. Thiên địa Chân Long chính là đứng đầu vạn linh, đắc tội hắn thì trong thiên hạ này còn đất nào cho đồng tộc ta sống. Bất đắc dĩ đành ra hạ sách này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Giận Vũ xuất hiện đã lâu,
tại sao ngươi không giết hắn báo thù ngày xưa đi? Ninh Khả Nguyệt cười nói. Nhiều năm qua đi, nói ta không có oán khí là không thể. Nhưng so với giết Giận Vũ thì để đồng tộc trở về thiên vũ giới mới quan trọng hơn. Thêm nữa nhìn vương giả ngày xưa không ai bị nổi biến thành chó, bị người đánh tơi tả trốn chui trốn nhủi thú vị hơn giết hắn nhiều. Lý Vân Tiêu nói. Ta hiểu, nhưng xác suất người đồng tộc sống sót trong cơ thể vô cực kỳ bé nhỏ, ngươi nên tự hiểu điều này. Những gì ngươi đang làm chỉ tốn công, ta hơi mong chờ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi. Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh nói. Điều này thì ngươi không cần lo, ngày xưa ta đã tính toán hết rồi, dù giữa đường xảy ra sai lầm cũng là ý trời, không cưỡng cầu được. Hừ, ngu ngốc, ngươi nghĩ Quy Khư đại nhân sẽ không nắm chắc sao? Thiên Tư lạnh lùng cười. Tộc đồng được Quy Khư đại nhân thu nạp trong, thiên nhiên nhất mâu, thánh khí lưu phóng. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật nảy mình, nếu là trong thánh khí tự thành không gian thì có thiên địa, khả năng đồng tộc sống tiếp rất lớn. Ninh Khả Nguyệt nhìn bầu trời. Hư không vô sắp mở ra, có thể bắt đầu nghi thức. Lý Vân Tiêu cảnh giác, lạnh lùng cười. Ngươi nói bắt đầu liền bắt đầu, có hỏi ý kiến của ta chưa? Sao ta có thể thành toàn ngươi được? Ninh Khả Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu, bình tĩnh nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn Mộ Dung Trúc sống lại sao? Lý Vân Tiêu run lẩy bẩy. Ngươi nói cái gì? Lý Vân Tiêu hoảng sợ giống to. Ngươi mới nói gì? Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh lặp lại từng chữ. Chẳng lẽ ngươi không muốn Mộ Dung Trúc sống lại sao? Ha ha ha, ngươi nói đùa cái gì? Khả Nguyệt, nàng thật sự trúng độc của Quy Khư rồi. Lý Vân Tiêu tức giận bật cười. Người chết làm sao sống lại được? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười giơ tay vung nhẹ, một luồng sáng bay xuống đánh nát nguyên đỉnh núi phía xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Ninh Khả Nguyệt, không hiểu ra sao. Ninh Khả Nguyệt hỏi. Trong mắt phàm nhân bình thường, người nói một đấm có thể đánh nát ngọn núi thì phàm nhân có tin không? Con người Lý Vân Tiêu co rút lạnh lùng hỏi. Người muốn nói cái gì? Ninh Khả Nguyệt nói. Với kiến thức của phàm nhân đương nhiên cho rằng không thể nào, tương tự, kiến thức của ngươi cũng cho rằng người chết sống lại. Lý Vân Tiêu nổi giận nói. Vớ vẩn, người chết không thể nào hồi sinh, từ xưa đến nay chưa bao giờ có ghi chép, thậm chí không có truyền thuyết như thế. Ninh Khả Nguyệt cười nói. Những chuyện thật sự bí ẩn làm sao ghi trong sách sử được? Ngươi có thể trong sách ghi lại chân long chết chưa? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Ngươi đừng hòng dụ dỗ ta, chân long chết là tướng thiên nhân ngũ suy, ngoài ra gặp cường giả cùng đẳng cấp rất có thể không đánh lại, những chuyện này bình thường. Ta tu luyện bốn thần quyết, lĩnh ngộ quy tắc giới lực thiên vũ giới không kém hơn ngươi, căn bản không thể nào tồn tại tình huống hồi sinh người chết. Khả Nguyệt, nàng hãy tỉnh lại đi. Ninh Khả Nguyệt cười phá lên. Quy tắc giới lực, ha 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 ha. Ninh Khả Nguyệt chớp mắt nói. Nhưng nếu vượt qua quy tắc giới lực thì sao? Cái gì gọi là vượt quy tắc giới lực? Lòng Lý Vân Tiêu giật mình, mơ hồ bắt giữ điểm then chốt. Ninh Khả Nguyệt trầm giọng nói. Ách trong giếng không biết biển bao la vì bị quy tắc, miệng giếng, hạn chế. Sâu hè không biết băng tuyết vì bị quy tắc, mùa hè, hạn chế. Tương tự người bây giờ bị quy tắc thiên vũ giới hạn chế. Mấy lời này giống như thể hồ quán đính chấn tinh thần Lý Vân Tiêu rung động. Người như Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện, ngài cũng vẻ mặt ngơ ngác như nghe thấy thứ gì ghê gớm. Lý Vân Tiêu thì thào. Vượt quy tắc. Lý Vân Tiêu chợt nhớ đến Ma Kha cổ thần vượt quy tắc một giới nên bị lực lượng quy tắc Thiên Vũ giới hủy, vì giới lực đã không dung chứa được Ma Kha cổ thần. Ngài hét to. Vân thiếu gia, tuyệt đối đừng mắc mưu hắn. Dù thật sự tồn tại vượt quy tắc không có nghĩa là hắn có thể hồi sinh người chết. Ninh Khả Nguyệt nói. Đúng là không đại biểu gì, nhưng ta nhìn thấy ngọn núi cao hơn, đi đằng trước. Các ngươi thì tầm mắt thấp, không hiểu được vũ trụ này vĩ đại. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi không muốn đi tới trước nhìn xem? Dù có một chút cơ hội hồi sinh cho Mộ Dung Trúc, ngươi không muốn sao? Tinh thần Lý Vân Tiêu dao động mạnh, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn hình dạng Mộ Dung Trúc nhưng mặt Thiên Tư cười nhạt châm chọc, tim như bị dao cắt. Nếu thật sự có một chút hy vọng hồi sinh Mộ Dung Trúc thì Lý Vân Tiêu sẽ bất chấp tất cả làm được. Nhưng thật sự có sao? Không ai trả lời được cho Lý Vân Tiêu, câu hỏi như một hòn đa không ngừng chìm vào hắc ám vô biên, chẳng chút đáp lại.
Ninh Khả Nguyệt híp mắt cười nói. Đừng do dự nữa, hãy dâng hiến lực lượng Nguyệt Đồng ra, cùng ta đi tới phía trước vô tận. Người Lý Vân Tiêu run rẩy, nỗi lòng hỗn loạn dường như bị Ninh Khả Nguyệt hút tinh thần, mà đồng bên mắt trái vụt tắt. Mắt phải bị chính Lý Vân Tiêu đâm thủng chậm rãi mở ra, đỏ rực như máu. Nguy rồi. Ba Mộc Kinh kêu. Mau ngăn bọn họ lại. Lý Vân Tiêu trúng chiêu. Huynh đệ Liêu Gia giật mình bay lên. Tiếng giống mới vang lên, Hoang Luân đứng yên chợt đấm một cái đánh nát hư không vô tận. Sóng khí khủng bố đập vào người hai huynh đệ đẩy bọn họ ra. Hai huynh đệ bị cú đấm đánh trúng hộc máu. Phụt. Liêu Tinh Thần kinh kêu. Sao mạnh vậy được? Ba Mộc sắc mặt khó xem nói. Yêu hoàng này đã đến đỉnh hư cực cảnh. Đỉnh hư cực cảnh. Huynh đệ Liêu Gia vẻ mặt cay đắng. Ngài thì căm hờn. Lực lượng của hoang không ngừng tăng cao, e rằng rất nhanh sẽ vào tạo hóa cảnh, vậy thì gã chết chắc. Thiên Tư cười gằn. Yêu hoàng này không tệ, trước khi chết phát huy chút sức còm cỏi, hy vọng đừng bị lực lượng vô chướng nứt quá sớm. Ninh Khả Nguyệt liếc hoang. Hắn và vô có quan hệ ký chủ, cộng thêm thân thể yêu tộc mạnh mẽ, còn chống đỡ được giây lát. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi, nếu yêu hoàng này nổ thì đám Lâu La lại đến gây chuyện, rắc rối. Thiên Tư lên tiếng. Ừm. Sắc mặt Thiên Tư nghiêm nghị đứng trên cao một tay bắt ấn, đứng yên bất động. Ninh Khả Nguyệt làm động tác tương tự nhưng ấn quyết khác nhau. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy dữ tợn, Nguyệt Đồng lồi ra chiếm nửa bên mặt. Lý Vân Tiêu từng bước tiến lên bấm ấn quyết kỳ lạ. Ba người cùng bắt ấn, ấn lực trong tay phát ra ánh sáng đỏ kết hợp chặt chẽ ngưng tụ thành ánh sáng đỏ to lớn bao vây bọn họ vào trong. Rất nhanh ánh sáng đỏ như tia sáng trước bình minh nở rộ trong không gian hắc ám, xuyên thấu tầng tầng thời không. Bóng dáng Quy Khư chậm rãi hiện ra sau lưng Ninh Khả Nguyệt, một con mắt đỏ to lớn bay lên cao, trong mắt có hàng vạn phù văn nhấp nháy nhìn sâu trong vô. Trong phút chốc chín hư ả ba người kết ấn, một cột sáng màu đỏ to lớn phóng lên cao, trực tiếp bắn vào bóng đêm, chớp mắt vạn dặm. Ngài khủng khủng nhìn ánh sáng đỏ. Đây rốt cuộc là nghi thức gì? Ngài cảm nhận lực lượng khủng bố mênh mông như biển, từng tầng tầng dao động đáng khuếch tán làm gã tinh thần kích động. Dù có được thuật thần chi quang cũng khó chặn ánh sáng đỏ dao động trùng kích, lòng đang trào mãnh liệt. Mau rút! Huynh đệ Liêu Gai phát hiện khác lạ. Vội mang theo Cố Thanh Thanh, Mạch, người khác bay ngược ra sau. Mãi khi lùi ra mấy trăm dặm mới giải thoát khỏi áp lực khủng bố, cảm giác nhẹ nhàng chút. Nhưng trong lòng mỗi người cực kỳ nặng nề. Thủy Tiên khóc sướt mướt không thành tiếng. Vân Tiêu ca ca, các ngươi mau đi cứu Vân Tiêu ca ca. Mọi người xấu hổ tức giận cúi đầu, không ai dám trả lời Thủy Tiên. Không phải bọn họ sợ chết gì mà vì xông tới là lựa chọn không sáng suốt. Ba Long trầm giọng nói. Thủy Tiên, đừng bướng nữa, bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cơ hội cứu Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên khóc ròng nói. Đã bay xa vài trăm dặm rồi còn chờ cơ hội gì nữa? Dù cơ hội xuất hiện cũng không kịp. Ba Long sửng sốt, câu này nói cũng đúng, làm gã không thể phản bác. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm đốt tính toán. Thủy Tiên yên tâm, Lý Vân Tiêu có kinh không hiểm. Thật không? Thủy Tiên yên tâm hơn, nàng cực kỳ tin tưởng Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính. Yêu Hoàng quay đầu lại kỳ dị liếc Đoan Mộc Hữu Ngọc như đang hỏi. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ lắc đầu, thở dài. Hai người vẻ mặt sầu lo. Đúng là Đoan Mộc Hữu Ngọc muốn tính ra vận mệnh của Lý Vân Tiêu, kết quả nghi thức này. Nhưng vận mệnh của Lý Vân Tiêu liên kết với thiên đạo, lực lượng nghi thức mạnh hơn xa khả năng Đoan Mộc Hữu Ngọc xem trộm. Lời vừa rồi chỉ để an ủi Thủy Tiên. Chỉ mình Thủy Tiên tin, những người khác thấy rõ Đoan Mộc Hữu Ngọc lo lắng. Ba Mộc nói, mọi người nhanh chóng trị thương, chút nữa có lẽ còn có khổ chiến. Ta sẽ kiểm tra Cố Thanh Thanh, Mạch, trong các người có ai liên lạc được với Thiên Vũ Minh không? Kêu bọn họ mau phái chút cường giả đến đây, nếu không ta lo Lý Vân Tiêu. Ba Mộc không nói trọn câu nhưng ai đều nghe hiểu, nếu nghi thức tiểu hệ hoán hoàn thành thì Lý Vân Tiêu mất tác dụng. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh sợ. Ba Mộc đại nhân nói có lý, ta lập tức liên lạc với linh mục Địch đại nhân ở thành Viêm Vũ ngay. Ba Mộc gật đầu, kiểm tra Cố Thanh Thanh và Mạch. Hai người vẫn bị ánh sáng đỏ bao bọc, vẻ mặt kỳ dị, dường như rất đau lòng. Ba Mộc cau mày lại, bắt đầu thi triển thần quyết.
Ánh sáng vàng chút xuống như mặt trời ấm áp phủ lên hai người, chậm rãi thấm vào ánh sáng đỏ. Thái Dương chân quyết từng giải thoát ba mộc khỏi ma tính, có hiệu quả nhất định với dị thuật. Dù chưa thể hoàn toàn khu trục ánh sáng đỏ trên thân Cố Thanh Thanh, mạch nhưng sắc mặt hai người dịu lại, không đau khổ như trước. Ngài đứng gần đó tiến lên tự đề cử. Huyễn thuật này rất tà, để ta thử xem. Ba mộc mừng rỡ nói. Có tiên sinh hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn. Ngài đầy bụng lo lắng, thở dài nói. Ta làm hết sức, huyễn thuật của Quy Khư quá mạnh, sợ là cử thế vô song. Ba mộc gật đầu nói. Cứ hết sức là được. Ngài gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Một người là 3.000 năm trước phong ấn yêu hoàng khiến yêu tộc từ nay tụt dốc, kéo dài hơi tàn trong ảo cảnh tinh nguyệt hơn 3.000 năm. Một người là cường giả số một yêu tộc sau yêu hoàng xưa, trừ hoang hiện giờ ra. Xem trạng thái hiện tại hơn phân nửa hoang sắp chết, tương lai chuyện chấn hưng yêu tộc có lẽ sẽ rơi vào người này. Ngài thầm thở dài, liếc mắt hướng ánh sáng đỏ. Trong địa lao ảo cảnh tinh nguyệt còn một vị cường giả địa yêu tuyệt thế, vốn cũng có thiên vận tạo hóa trong người, đáng tiếc cuối cùng thâu thua một bậc, bị hoang phế tu vi nhốt trong địa lao. Hiện giờ ảo cảnh tinh nguyệt bị hủy, hơn phân nửa vị đó cũng chết. Trong đầu ngài hiện ra bóng dáng thương, lại than thở. Vốn ba cường giả đại yêu nếu hợp sức thì yêu tộc sắp phục hưng, hiện giờ chỉ còn lại vị trước mắt còn hôn mê. Ngài vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tập trung kiểm tra trạng thái của mạch, Cố Thanh Thanh. Ngài không biết rằng trong một khe núi cách bọn họ ngàn dặm, nơi hắc ám và quang minh giao nhau, một luồng sáng xanh đột nhiên hiện ra rơi xuống dưới, ầm vang nổ một cái hố sâu. Ba bóng người hiện ra. Là Thương và Lê, còn một nam nhân hình dáng thiếu niên, áo xanh, khuôn mặt tuấn nhã, là Ất Mộc Hóa Linh Tiểu Thanh. Ba người nhìn hắc ám vô biên đằng trước, vẻ mặt ngặng nề. Thương nhìn đăm đăm phía trước, đáy mắt lạc lõng buông tiếng thở dài. Rốt cuộc đi ra, đa tạ ngươi, Tiểu Thanh. Vẻ mặt Tiểu Thanh thản nhiên nói. Không cần, người đưa Hỗn Thiên Nghi cho ta, chút chuyện nhỏ này đương nhiên phải giúp. Thương cười khổ nói. Hiện tại công thể của ta bị phế, Hỗn Thiên Nghi theo ta vô dụng. Nếu sau này có duyên, người hãy trả thánh khí này cho yêu tộc đi. Tiểu Thanh gật đầu nói. Được, chờ ta lĩnh ngộ quy tắc trong đó thì thánh khí này theo ta không có ích lợi gì lớn, ta sẽ trả lại yêu tộc. Thương cay đắng lắc đầu. Hoang tính tới tính lui cũng không ngờ trong Hỗn Thiên Nghi giấu người, hơn nữa còn là Ất Mộc Hóa Linh nhà ngươi. Lê nói. May mắn Tiểu Thanh ở. Nếu không Hỗn Thiên Nghi sẽ bị hoang cướp đi. Tiểu Thanh nói. Phúc cũng là họa, họa lại là phúc. Tuy ngươi giữ được Hỗn Thiên Nghi nhưng vì thế mà chọc dập hoang, bị hủy chân khu. Nếu lúc đó đưa Hỗn Thiên Nghi cho hoang có lẽ còn giữ lại một thân tu vi. Thương lắc đầu nói. Không phải ta không muốn giữ tu vi mà ta dự cảm được khí vạn đã tận, đường thần đạo đi tới cuối. Tiểu Thanh nhướng mày nói. Vậy sao? Lê bật khóc. Thương đại nhân, không đâu. Lê che mặt khóc giấm dứt, cố nén không để mình quá bi thương. Thương rất là thản nhiên cười nói. Lê, đừng khóc, thật ra ta sớm có cảm giác này. Cho tới nay ta luôn tự hỏi mình, ta thật sự là người thiên đạo chọn sao? Trước kia ta chưa từng nghi ngờ, vì nếu không phải thì lý do ta trắc trở mấy vạn năm, xuyên đến thời đại này nằm ở đâu? Lê nức nở nói. Thương đại nhân chính là hoàng của vạn yêu. Mãi mãi là hoàng của vạn yêu ở trong Lê. Thương mỉm cười nói. Trong thời gian ở địa lao ta nhớ lại cuộc đời mình, từ mấy vạn năm trước đến bây giờ, các chuyện hiện ra trong đầu. Ta đột nhiên cảm thấy dù ta không phải người thiên mệnh chọn, ông trời khiến ta trắc trở mấy vạn năm đến thời đại này tất nhiên có mục đích. Tiểu Thanh hỏi. Người đoán ra mục đích đó là gì chưa? Thương gật đầu nói. Ta phải làm chút gì đó cho yêu tộc. Lê bật khóc. Bọn họ đối xử như thế với đại nhân mà đại nhân còn lo cho họ. Thương cười nói. Được làm vua thua làm giặc, đây là quy luật lịch sử không thay đổi. Ta dù gì là người yêu tộc, không liên quan đến hoang đối xử như thế nào với ta. Thương ngừng cười, lo lắng nhìn đằng trước. Ảo cảnh tinh nguyệt bị hủy là có chuyện gì? Tiểu Thanh luôn nhìn đằng trước, nghe hỏi thì thu về tầm mắt. Ra một đại nhân vật ghê gớm, là chủ đồng tộc, Quy Khư. Quy Khư, Thương và Lê sửng sốt, chưa từng nghe tên. Tiểu Thanh nói, đồng tộc là một tộc cực kỳ mạnh vào thời đại chân linh thượng cổ.
trong chân linh có khá nhiều bị yêu đồng của bọn họ khống chế, về sau lặng lẽ biến mất trên đất này, không ngờ có thể gặp được Quy Khư. A Tiểu Thanh luôn bình tĩnh cũng lộ nét mặt trầm trọng. Thương kinh ngạc hỏi, người này có tu vi thế nào? Có thủ với yêu tộc ta sao? Tiểu Thanh nói, ngày xưa Quy Khư là phụ tá đắc lực của chân long, là cường giả giới vương cảnh, bây giờ chắc chỉ cỡ tạo hóa cảnh. Không biết lão quái vật làm sao sống đến hiện tại? Lê không kiềm được hỏi, hiện Quy Khư đang làm gì? Tiểu Thanh lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắc ám này chắc là không gian bên trong chân linh vô. Đồng tộc là một chủng tộc cực kỳ lợi hại, vô cùng nguy hiểm, chắc có mưu đồ gì. Thương nói, hèn gì Quy Khư tìm đến yêu tộc, Hoang là người duy nhất có thể tiếp xúc với vô, nhưng không biết việc này tốt hay xấu cho yêu tộc. Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, hơn phân nửa là xấu. Thương cười khổ nói, ta cũng thấy vậy. Tiểu Thanh nói, chúng ta đi, ở lại đây vô nghĩa, nếu bị Quy Khư theo dõi thì mọi người tàn đời. Ngươi có suy nghĩ đi đâu chưa? Thương gật đầu nói, ngươi còn nhớ nam nhân loại có, mẫu thể tổ lực trên yêu nguyên không? Tiểu Thanh gật đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi xác định yêu tộc đó là, mẫu thể tổ lực. Thương mỉm cười nói, đương nhiên, có lẽ chủng tộc khác cảm ứng lực lượng này không sâu nhưng ta tuyệt đối không lầm được, đúng là lực lượng mẫu thể. Tiểu Thanh nhíu mày nói, cái gọi là mẫu thể chắc là thủy tổ vạn yêu dựng dục ra ngũ trùng, thất cầm, cửu thú, cường giả nổi tiếng lừng lẫy trong năm tháng dài đặc của thiên vũ giới. Nhưng đã biến mất nhiều năm, lực lượng yêu tổ tỏa khắp hàng trăm bộ yêu tộc, làm sao còn mẫu thể tổ lực tồn tại? Thương đáp, lực lượng mẫu thể là lực lượng căn nguyên yêu tộc, trong mấy vạn năm ngủ say ta từng cảm ứng được. Nên lực lượng trên người Lý Dật khiến ta rõ ràng cảm nhận thân thiết. Tiểu Thanh hỏi, mục đích của ngươi là hắn sao? Ngươi muốn rút lực lượng mẫu thể của hắn? Thương cười khổ nói, trước đây ta từng có suy nghĩ này nhưng thất bại, hiện tại công thể của ta đã phá, lực lượng mẫu thể vô dụng với ta. Nhưng ta còn tinh nguyên yêu lực có thể trợ giúp hắn tiến thêm một bậc. Lê giật mình kêu lên, cái gì? Lê run giọng, thương đại nhân, nếu mất đi tinh nguyên yêu lực thì đại nhân sẽ chết. Thương nói, đã không thể lo đến sinh tử, ta chắc chở mấy vạn năm đến thời đại thì phải làm chuyện gì đó. Tiểu Thanh nói, nếu người kia thật sự có mẫu thể tổ lực thì tương lai sẽ bất phàm. Được, ta đi với ngươi một chuyến tìm nam nhân loại kia. Tiểu Thanh biến ra ánh sáng xanh bao lấy Thương, Lê hóa thành độn quang bay đi hướng chân trời. Trên bầu trời hắc ám còn đang khuếch trương, dường như vô muốn hoàn toàn giải phóng hết không gian trong cơ thể mình, rất nhanh che ngàn dặm. Trung tâm hắc ám, cột sáng màu đỏ to lớn đâm trời xâm nhập vào tận cùng hư không, thăm dò vùng đất vô tận. Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư, Lý Vân Tiêu biểu tình trầm trọng bắt ấn, đứng im không nhúc nhích trên bầu trời đã vài ngày. Yêu Hoàng Hoang ngay khi vô dáng lâm thì đột phá hư cực trói buộc bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng chỉ được giây lát Hoang đã nổ nát tứ tán khắp trời, không còn tồn tại. Đám người huynh đệ Liêu gia đứng cách trăm dặm thấy Hoang chết thì chạy nhanh như bay nhiều lần muốn đánh bại ánh sáng đỏ, nhưng phát hiện lực lượng ám dạ bao quanh ánh sáng đỏ chặn lại toàn bộ công kích. Ba Mộc Kinh kêu, đó là lực lượng của vô đang bảo vệ bọn họ. Liêu Tinh Nguyên giật mình kêu lên, sao có thể như vậy? Ba Mộc lắc đầu nói, đây là chân linh bí ẩn nhất, không biết có linh trí không? Chúng ta không thể đánh giá hành động của vô được, chờ Quy Khư hoàn thành nghi thức rồi tính tiếp. Mọi người hậm hực trở về. Cố Thanh Thanh, mạch được ngài chữa trị, ánh sáng đỏ trên người yếu bớt nhiều nhưng mãi mà không tan biến hết được. Ngài mệt người đầy mồ hôi nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Hôm sau ánh sáng đỏ chưa tan, đám người linh mục Địch từ thành Viêm Vũ đến đây, thấy thiên địa dị cảnh như thế thì giật nảy mình. Thủy Tiên thấy Khúc Hồng Nhan đến thì lao qua gào khóc. Hồng Nhan tỷ tỷ, mau cứu giúp Vân Tiêu ca ca. Vẻ mặt Khúc Hồng Nhan giàu lo hỏi. Tình hình bây giờ thế nào? Linh mục Địch mang hơn 5 người chạy đến. Trừ những người bế tử quan gia hầu như tập thể cường giả thành Viêm Vũ xuất động. Liêu Tinh Thần kể lại đầu đuôi vụ việc, bao gồm chuyện hải chi xâm lâm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nghe. Linh Mục Địch trầm giọng nói. Không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn đi ra nhiều nhân vật lợi hại. Liêu Tinh Thần gật đầu thở dài. Trước kia chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, không ngờ trong thiên vũ giới có nhiều tồn tại khủng bố đến thế.
Linh Mục Địch lo lắng nhìn ánh sáng đằng trước, nói. Với lực lượng của các người không phá được ánh sáng đỏ kia sao? Liêu Tinh Thần trả lời. Có lực lượng của vô bảo vệ, nhưng giờ chúng ta có nhiều người thế này thì chắc không thành vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng vậy. Mắt Khúc Hồng Nhan bắn tia tàn nhẫn lạnh lùng nói. Tất cả hợp sức lại đừng nói kết giới của vô, dù là vô cũng đánh chết nó. Giết vô trước rồi giết Quy Khư. Linh Mục Địch lo lắng nói. Hiện tại ta sợ nhất chính là phá kết giới có khi nào gây ảnh hưởng cho Lý Vân Tiêu không? Hiện tại Lý Vân Tiêu chỉ phối hợp Quy Khư thi triển nghi thức, mạng sống không bị gì. Nếu chúng ta lỗ mãng phá hỏng nghi thức có khi nào gây ra hậu quả nghiêm trọng? Không ai biết. Khúc Hồng Nhan quan tâm bị loạn, la lên. Chẳng lẽ mặc cho bọn họ hoàn thành nghi thức sao? Linh Mục Địch gật đầu nói. Hiện giờ cũng chỉ đành vậy. Xem mục đích hiện tại của Quy Khư có lẽ chỉ để triệu hồi tộc nhân của mình, không mang nhiều ác ý với Lý Vân Tiêu. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt, chờ bọn họ kết thúc nghi thức liền cứu Lý Vân Tiêu, sau đó xử lý Quy Khư và đồng tộc. Ba Mộc cũng gật đầu nói. Mục Địch đại nhân phân tích cực kỳ có lý. Đồng tộc quá đáng sợ, nếu triệu hoán trở về làm ác sẽ là tai nạn không thua gì ma kiếp. Linh Mục Địch nói. Đúng vậy, nên phải cứu Lý Vân Tiêu, cũng diệt đồng tộc. Linh Mục Địch ra lệnh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh, nếu có gì khác lạ liền hành động. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Ai nấy ngồi xếp bằng trên cao tĩnh tâm điều dưỡng, chờ đợi chiến đấu. Mấy ngày qua đi, ánh sáng đỏ đằng trước có thay đổi. Trong phạm vi mấy trăm trượng lan ra xa mấy ngàn trượng, cột sáng đâm rời trở nên mỏng dài có dấu hiệu tan biến. Sắp kết thúc sao? Mọi người giật mình vội cảnh giác bay hướng ánh sáng đỏ. Giờ phút này trong ánh sáng đỏ thân hình ba người từ mơ hồ dần biến rõ ràng. Ánh sáng đỏ như liễu rũ bốn phía, như mộng như ảo hoa mắt người. Khúc Hồng Nhan ở bên ngoài ánh sáng đỏ tha thiết hô mấy tiếng. Phi Dương. Nhưng không thấy Lý Vân Tiêu có động tác gì. Linh Mục Địch trầm giọng nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ kết giới vô tan liền ra tay giết Quy Khư và Thiên Tư. Thủy Tiên giật mình kêu lên. Nhưng mà, thân hình Quy Khư là Ninh Khả Nguyệt đại nhân, là bằng hữu của Vân Tiêu ca ca. Linh Mục Địch hừ mạnh. Lúc này không rảnh lo nhiều, nếu để Quy Khư lại giáng trần thì dưới vòm trời này còn ai kiềm chế được Quy Khư. Mọi người im lặng, bắt đầu vận chuyển nguyên công tùy thời chuẩn bị hành động. Ngay lúc này trong ánh sáng đỏ, chính giữa ba người kết ấn bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng kia như quả cầu tỏa sáng chói mắt nuốt trọn ánh sáng đỏ. Đám người Linh Mục Địch cảm nhận sức mạnh hùng hồn chấn động, tất cả đều bị đánh lui mấy bước, càng khó đến gần hơn. Linh Mục Địch kinh kêu. Đó là cái gì? Toàn thân ngải run rẩy kêu lên. Thánh khí. Quả cầu ánh sáng vàng từ từ xoay tròn, mọi người hiểu ngay đó là thánh khí của đồng tộc lúc trước Quy Khư nói, thiên niên nhất mâu. Linh Mục Địch nhận ra điều gì, hét to. Nguy rồi, mau ra tay. Linh Mục Địch lập tức chộp không khí, nghịch hồn tiên biến thành kiếm bạc đâm lên. Mấy cường giả khác không chậm chân hơn, lần lượt ra tay. Trong phút chốc trời sụp đất nứt, không gian vang tiếng nổ kinh khủng, có tiếng thú gầm đến từ thái cổ vang vọng trong hắc ám. Xoẹt! Không gian vô không chịu nổi lực lượng nhiều cường giả, bị uy áp khủng bố xé rách các khe hở. Linh Mục Địch lập tức đâm kiếm vào trong ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng chói lòa đâm vào mắt mọi người, thậm chí trong cơ thể. Mọi người vừa kinh vừa giận ném tuyệt chiêu ra ngoài. Thiên địa kích động, chỉ còn lại âm cổ du dương. Chân linh vô đau đớn rên rỉ văng vẳng. Tất cả hắc ám trong khoảnh khắc bị xé rách, hắc ám bao phủ thấy ngàn dặm bị xua tan lộ ra mặt trời nóng cháy chiếu xuống. Đám người nhắm mắt lại cảm giác thị giác tốt hơn nhiều mới hé mắt ra. Nhưng trước mắt đã trống rỗng không ai. Lý Vân Tiêu, Quy Khư, Thiên Tư, thậm chí Linh Mục Địch xông lên trước nhất cũng mất tăm. Khúc Hồng Nhan giật mình bay tới trước, kêu lên. Phi Dương. Vị trí ba người bắt ấn thi triển nghi thức bây giờ trống trải không để lại chút dấu vết. Sao có thể như vậy? Mặt Khúc Hồng Nhan tái nhợt ngơ gần đứng trên trời. Khúc Hồng Nhan không cảm nhận được hơi thở của Lý Vân Tiêu hay Quy Khư. Ngải biến sắc mặt khẽ thở dài. Bọn họ đã không ở đây. Khúc Hồng Nhan cắn răng hỏi. Ngài tiên sinh, sao có thể như vậy?
biến mất ngay trước mắt mọi người, dù Quy Khư là tạo hóa cảnh cũng không nghịch thiên tới mức này đi. Ba Mộc trầm giọng nói. Đúng vậy, dù là thánh khí làm sao có thể bất giác phá không đi. Chưa từng nghe thấy. Ngài lắc đầu nói. Bất giác sao, chỉ có chúng ta mới thấy là bất giác. Ba Mộc ngây người hỏi. Là sao? Ngài hỏi lại. Mới rồi ánh sáng vàng đâm vào mắt mọi người, các vị cảm thấy qua bao lâu? Khúc Hồng Nhan trầm ngâm giây lát trả lời. Tối đa 5 giây. Cái gì, 5 giây? Liêu Tinh Thần giật mình kêu lên. Tại sao ta cảm thấy tận 10 giây? Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc mặt bật thốt. Chẳng lẽ là... Ngài gật đầu nói. Thật ra chúng ta không ai biết đã qua bao lâu, dù là ta thì khi ánh sáng vàng đó xuất hiện đã mất chi giác với thời không. Ta cho rằng ánh sáng vàng kia ít nhất kiềm chế chúng ta chừng 30 giây. 30 giây. Mọi người hoảng hốt, khó tin nhìn nhau. Ba Mộc chua xót nói. Nếu thật sự là 30 giây thì quá đáng sợ, có thời gian này tại sao bọn họ không giết chúng ta? Nếu lúc đó ra tay e rằng không ai có sức chống cự. Ngài lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Liêu Tinh Thần lên tiếng. Nếu có 30 giây thì đúng là dễ dàng rời đi, điều này giải thích thông. Thủy Tiên sốt ruột kéo tay Đoan Mộc Hữu Ngọc, la lên. Ngọc công tử, hiện tại nên làm gì? Công tử hãy mau suy tính xem Vân Tiêu ca ca có khỏe không, đang ở đâu? Khúc Hồng Nhan nhìn sang, chất chứa ký vọng ý hỏi. Đoan Mộc Hữu Ngọc khó xử bấm đốt tính toán, lắc đầu khẽ thở dài. Mấy người kia thiên mệnh quá mạnh, thực lực siêu đẳng, ta không suy tính ra được. Khúc Hồng Nhan thất vọng, sững sờ. Thủy Tiên nôn nóng bật khóc. Dai dẳng cầu xin. Chắc chắn vì Ngọc Công Tử không tính nghiêm túc hoặc không chịu tiêu hao tuổi thọ suy tính. Tại sao Ngọc Công Tử không có chút lòng trách nhiệm vậy? Tham sống sợ chết quá. Nếu không có Vân Tiêu ca ca cứu Ngọc Công Tử thì lúc trong hải chi xâm lâm Ngọc Công Tử đã bị phong yếu ly giết. Ngọc Công Tử nhìn mẫu thân của ta xem, vì thuật thôi toán mà không sống không chết nhiều năm, vì sao Ngọc Công Tử không có chút tinh thần hy sinh? Mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc thộn ra. Không biết giải thích sao, xấu hổ cúi đầu. Không phải Đoan Mộc Hữu Ngọc không có tinh thần hy sinh mà vì hơn phân nửa Lý Vân Tiêu không bị gì. Vì Lý Vân Tiêu có thiên mệnh, nếu bị gì thì Đoan Mộc Hữu Ngọc sẽ cảm ứng được, ví dụ bồn chồn bất an, hiện tại gã không dự cảm được gì. Nếu chỉ vì điều này mà suy tính tuổi thọ của mình thì không đáng giá. Ba Long quát mắng, mặt xanh mét. Thủy Tiên, không được bướng bỉnh. Ba Long cũng quan tâm tung tích của Lý Vân Tiêu. Nữ nhân gã yêu nhất còn trong giới thần bi của hắn, nếu hắn bị gì thì. Ba Long không dám tưởng tượng tiếp, biểu tình cực kỳ khó xem. Liêu Tinh Thần nói. Việc đã đến nước này bây giờ chúng ta không có cách tốt, hay là trở về thành Viêm Vũ trước rồi bàn bạc kỹ hơn. Chuyện Giận Vũ và Quy Khư thì ta cũng sẽ báo cho đảo chủ đại nhân ngay. Với lực lượng của đảo chủ đại nhân có lẽ sẽ có cách, Lý Vân Tiêu dù gì là minh chủ Thiên Vũ Minh, đảo chủ đại nhân sẽ không khoanh tay ngồi ngó. Mắt Khúc Hồng Nhan sáng rực lên tinh thần. Đúng rồi, có lẽ Diệp đảo chủ có cách. Liêu Tinh Thần gật đầu nói. Thế thì chúng ta đi. Ngài đứng trong đám người vẻ mặt khó xử, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Khúc Hồng Nhan nhận ra ngài khác lạ, mở miệng mời. Hay ngài tiên sinh đi cùng chúng ta. Hiện giờ ảo cảnh tinh nguyệt bị hủy, yêu tộc tán lạc trong hai vực đông, tây, trong một lúc khó mà triệu tập đầy đủ. Hơn nữa chỉnh đốn lại yêu tộc. Tìm trốn yên thân cũng không phải một ngày là được. Ngài nhìn mạch chìm trong hôn mê, gật đầu nói. Vậy xin nhờ các vị, huyễn thuật trên người hai vị này rất mạnh, ta định tìm Linh Sơn Bảo Địa tranh thủ giải trừ dị trạng giúp bọn họ. Khúc Hồng Nhan mừng rỡ nói. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Thành Viêm Vũ không chỉ là Linh Sơn Bảo Địa còn có quy tắc thập phương, chắc ngài tiên sinh cũng nghe nói rồi. Với tư chất của tiên sinh, trong quy tắc thập phương càng tiến bộ thuật đạo hơn. Ngài cười khổ nói. Chỉ mong được vậy. Mọi người không đứng lâu hơn, tìm kiếm chiến trường một lần nữa, xác định đám người Lý Vân Tiêu mất tích thì đi thành Viêm Vũ. Dọc đường đi hễ gặp người yêu tộc là ngài mang theo hết. Người thành Viêm Vũ nhăn nhó, có vẻ bực bội. Dù gì Khúc Hồng Nhan chỉ mời một mình ngài nhưng mới đi không xa thì gã đã mang mấy chục, cả trăm người theo. Có người bực bội lén truyền âm cho Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan mỉm cười hồi âm. Tất cả theo ý của ngài tiên sinh. Địa vực thành Viêm Vũ hiện nay rộng lớn,
chứa chấp yêu tộc không thành vấn đề ở chỗ mọi người có chấp nhận không. Cuộc chiến Ngũ Hà Sơn thảm khốc, nhiều người đến nay còn ấn tượng khắc sâu, có lòng thù hận yêu tộc rất mạnh. Ý tưởng của Khúc Hồng Nhan cao xa nhiều, nếu có thể đặt mạch yêu tộc vào Thiên Vũ Minh sẽ là trợ lực khó thể đánh giá. Chuyện này không phải nhiệm vụ bất khả thi, hoang chết, thương không biết tung tích, ba cường giả yêu tộc chỉ còn mạch. Mạch thì xem Lý Vân Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có ba vị đại yêu trong giới thần bi của Lý Vân Tiêu, Lâm là hoàng của vạn yêu 10 vạn năm trước, cường giả giới vương cảnh, mạch phản yêu mạnh nhất trong yêu tộc. Nếu có mạch, ba vị đại yêu ra mặt, cộng thêm ý nguyện của ngài thì có nắm chắc lớn kéo yêu tộc qua. Mỗi người ở cấp bậc khác nhau thì tầm mắt nhìn vấn đề cũng khác hẳn. Nhiều vũ giả còn bị cực hạn trong thù hận với yêu tộc. Khúc Hồng Nhan là tụ cột Thiên Vũ Minh, nàng suy nghĩ cách tập hợp toàn bộ lực lượng cùng nhau đối kháng ma kiếp. Đoàn người mang theo mấy trăm yêu tộc rất nhanh trở về thành Viêm Vũ. Giờ phút này trong bãi cát hoang vắng, bốn phía toàn là cát bay đá chạy hiếm dấu chân người. Đột nhiên không gian chấn động, bên trong truyền đến lôi điện gầm rú, một đoàn sáng đỏ xé rách hư không. Két 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 két. Lực lượng khủng bố trên ánh sáng đỏ khuếch tán, ầm vang nổ tung, ánh sáng bắn ra bốn phía. Bên trong hiện ra bốn người từ trên cao rớt xuống. Chuyện gì đây? Đây là nơi nào? Lý Vân Tiêu choáng váng, hắn nhớ lại chuyện trước đó, hoảng sợ nhìn quanh. Trừ Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư gia còn có Linh Mục Địch. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Mục Địch đại nhân. Lý Vân Tiêu chớp mắt lia, dụi mắt, một tay bắt ấn thi triển đại diễn thần quyết dùng thần thức quét người Linh Mục Địch, sợ có ảo giác. Linh Mục Địch lên tiếng. Đừng nghi ngờ, là ta. Lý Vân Tiêu quét thần thức xong mới tin, hỏi. Sao đại nhân đến đây? Linh Mục Địch nói. Ngọc Công Tử truyền tin về thành Viêm Vũ nói người bị quy khư bắt cóc, thế là ta triệu tập người chạy tới. Lý Vân Tiêu áy náy nói. Xin lỗi làm phiền đại nhân. Linh Mục Địch kỳ quặc nhìn Lý Vân Tiêu. Từ khi nào trở nên xa lạ vậy? Linh Mục Địch nhìn quanh. Không biết nơi này là đâu, cứ cảm giác khiến người khó chịu, e rằng hơi rắc rối. Lý Vân Tiêu luôn cảm thấy chuyện hắn và Quy Khư, Thiên Tư là ân oán cá nhân, không liên quan gì người ngoài, càng không dính dáng đến Thiên Vũ Minh. Cho nên Lý Vân Tiêu không muốn mọi người xen vào. Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía. Chỗ này là, trừ cát vàng cuồn cuộn và cơn gió ra còn có mặt trời chói chang chiếu xuống. Trong không gian không có hơi nước, khô nóng làm ra người nứt nẻ. Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư nhìn quanh, sắc mặt hai người khác nhau. Biểu tình Thiên Tư trầm trọng nhìn mặt trời trên cao, ánh sáng nóng cháy có sắc vàng nhạt hơi giống lưỡi dao chiến qua trong tay gã. Ninh Khả Nguyệt đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha, thiên niên nhất mâu, ta rốt cuộc trở lại. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt từ bình tĩnh dần cuồng nhiệt, dữ tợn hơn, cực kỳ kích động. Mắt Thiên Tư lóe tia kinh hoàng nhưng rất nhanh gã che giấu nó. Chúc mừng đại nhân, rốt cuộc tìm về thánh khí của mình, tìm lại đồng tộc thất lạc. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch giật mình và cảnh giác lên. Nếu vào thánh khí của đối phương thì rắc rối to. Ninh Khả Nguyệt cười to một lúc mới dừng lại, gật đầu nói. Tâm nguyện nhiều năm đã thực hiện, Thiên Tư, người có công lao không nhỏ. Thiên Tư nói ngay. Đây là điều thuộc hạ nên làm. Lúc trước đại nhân sáng tạo ra thuộc hạ chỉ vì hôm nay, đại nhân được như nguyện thì thuộc hạ cũng vô cùng vui vẻ. Ninh Khả Nguyệt nói. Công lao của ngươi rất lớn, nhưng, có một chuyện ta luôn thấy tò mò mà không tiện hỏi, dường như bây giờ có thể hỏi. Lòng Thiên Tư run rẩy, hỏi ngay. Không biết đại nhân muốn hỏi chuyện gì? Ninh Khả Nguyệt chỉ vào Lý Vân Tiêu. Theo ta được biết trong cuộc chiến địa lão thiên hoang thì ngươi muốn giết Nguyệt Đồng. Thiên Tư biến sắc mặt phân bua. Sao đại nhân lại có ý nghĩ như vậy? Đại nhân hiểu lầm ta rồi. Hôm đó ta chỉ muốn thu về Nguyệt Đồng. Tìm người khác thích hợp hơn. À, thì ra là vậy. Ninh Khả Nguyệt gật gù. Ta chỉ tò mò vậy thôi, người không cần sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi như thế. Vâng vâng. Ninh Khả Nguyệt nói vậy mặt Thiên Tư đổ càng nhiều mồ hôi hơn. Thuộc hạ trung thành với đại nhân Nhật Nguyệt chứng giám, tuyệt đối không hài lòng.